Đạo đức thiên tôn mở ra điều kiện, chỉ cần Diệp Thần sau này không nhiễm chỉ mồi lửa, hắn nguyện ý phóng thích đệ nhị yêu cơ, liền giao phó cho Diệp Thần. Cái gì chấm mút, mồi lửa bản thân chính là ta luân hồi huyết mạch một phần chia, chỉ có trở về ta luân hồi huyết mạch, mồi lửa mới có thể không tắt diệt. Yêu cơ là phụ nữ của ta, ta muốn nàng. Mồi lửa cũng là ta, ta tất cả đều muốn. Diệp Thần quả đấm cầm, khớp xương thẻ xem kỹ vang dội, cũng không có chút nào lùi bước. Đệ nhị yêu cơ và mồi lửa, hắn tất cả đều muốn. Mồi lửa tuyệt không thể tắt, một khi mồi lửa dập tắt, thế giới hiện thật muốn đi hướng tiêu diệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ có Diệp Thần chấp trưởng mồi lửa, để cho mồi lửa trở về đến hắn luân hồi huyết mạch bên trong, mới có thể vĩnh hằng cháy, bảo vệ thế giới hiện thật trật tự. Nghe Diệp Thần mà nói, Đạo Đức Thiên Tôn gương mặt nhất thời thành màu gan heo, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như thế bá đạo. Chung quanh Hoàng Bệnh Hổ cùng rất nhiều các cường giả, cũng là kinh hãi. Ở Tử Hoàng Tiên Cung địa giới trên, ở nhiều cường giả như vậy bao vây hạ, Diệp Thần còn dám như vậy cuồng thả phách lối, bá đạo như vậy, quả thực ra bọn họ dự liệu. Được, rất tốt, Diệp Thần, ngươi là cái đầu tiên dám cùng ta nói như vậy người. Hoàng Bệnh Hổ, bắt hắn lại cho ta. Đạo Đức Thiên Tôn tức giận, lập tức vẫy tay hét ra lệnh. Trưởng giáo đại nhân. Hoàng Bệnh Hổ nhận được mệnh lệnh, lập tức rút ra trường kiếm bên hông, chung quanh tất cả Tử Hoàng Tiên Cung võ giả, còn có Thiên Đế Tổ Đình các cường giả, đồng thời điều động, sơn hô hải khiếu vậy giết hướng Diệp Thần. Đại chiến bùng nổ, Diệp Thần một thân một mình, nhưng là không sợ chút nào. Phù quỷ mẫu sao, yêu ma xuất thế, hạ xuống. Diệp Thần quát to một tiếng, vung tay lên, sử dụng phù quỷ mẫu sao. To lớn bóng tối xào huyệt, nhất thời trên không trung nổi lên, vô số hắc ám cùng quỷ bí hơi thở, ngay tức thì bùng nổ. Hu hu hu, ở giữa thiên địa, âm phong gào thét. Tất cả người vòng quanh hắc ám phù văn, chảy xuôi hôi thối thi nước yêu ma, từ phù quỷ mẫu xào bên trong lao ra, khặc khặc cười gằn, hướng chung quanh Tử Hoàng Tiên Cung các cường giả lướt đi. Những yêu ma này, chính là phù quỷ. Giờ khắc này, Diệp Thần lợi dụng phù quỷ mẫu sao, triệu hoán ra thiên thiên vạn vạn đầu phù quỷ, số lượng thậm chí so với chung quanh Tử Hoàng Tiên Cung các cường giả, số người còn muốn hơn. Vô số đầu phù quỷ, mang kinh khủng hắc ám ma uy, cùng chung quanh Tử Hoàng Tiên Cung cường giả, chém giết chung một chỗ, tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Đạo Đức Thiên Tôn thấy vậy, già nua mắt đồng nhất thời kịch liệt co rúc lại, hừ một tiếng nói tà ma ngoại đạo. Hắn cũng không có ra tay, bình tĩnh xem cuộc chiến. Hắn biết, Diệp Thần thần thông tu vi cường hãn, nếu như nhất kích không trúng, sẽ bị Diệp Thần phản kích. Hắn đang đợi cơ hội. Diệp Thần thúc giục phù quỷ mẫu sao, không ngừng cho gọi ra phù quỷ tác chiến, nhưng cũng không có dùng toàn lực, kềm chế lưu ý, đề phòng Đạo Đức Thiên Tôn tập sát. Suy bại kiếm, phá. Lúc này, bỗng nhiên một đạo kiếm quang, mang mãnh liệt suy bại hơi thở. Xé rách tầng tầng phù quỷ bình phong che chở, cuộn sạch phong vân, phá toái hư không, ám sát hướng Diệp Thần tim. Người xuất kiếm, là Thiên Đế Tổ Đình thiên tướng, Hoàng Bệnh Hổ. Mặt hắn cho, vẫn là mang vàng khè thần sắc, một bộ bệnh thoi thóp hình dáng. Nhưng, hắn ánh mắt, giờ phút này nhưng như nước tẩy vậy sắc bén, mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Thần. Khủng bố, mãnh liệt, sơ sắc tiêu điều kiếm khí, để cho được Diệp Thần thiếu chút nữa nghẹt thở. Kiếm khí kia, tràn đầy khí tức suy bại, như gió thu cuốn lá rơi, một phiến điêu tàn. Thiên Đế năm suy kiếm. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nhất thời liền nhận ra, Hoàng Bệnh Hổ sử kiếm pháp, lại là Thiên Đế năm suy kiếm bên trong suy bại kiếm. Thiên Đế năm suy kiếm, có hủy diệt, suy bại, mục nát, phá hoại, tử vong năm loại biến hóa, gọi là Thiên Đế năm suy. Mỗi một môn kiếm pháp, uy lực đều là long trời lở đất. Nếu như năm kiếm toàn bộ luyện thành, Thiên Đế năm suy kiếm bộc phát ra uy lực, thậm chí đủ để cùng Thiên Đấu Đại Đồ kiếm sánh bằng. Ngày này Đế năm suy kiếm, tu luyện độ khó cũng là cực lớn, Hoàng Bệnh Hổ suy bại kiếm, cũng không có nhiều ít sức lửa, coi là mới vừa mò tới ngưỡng cửa, cũng không coi là chân chính luyện thành. Nhưng chính là cái này mới vừa mò tới ngưỡng cửa, bộc phát ra kiếm khí thần uy, đã là long trời lở đất, như gió thu quét lá rụng, một phiến điêu tàn. Dùng mình cuồn cuộn. Diệp Thần vậy rốt cuộc rõ ràng, Hoàng Bệnh Hổ thân là không không thời không cường giả, nhưng là một bộ bệnh rề rề hình dáng,
muốn đến là tu luyện suy bại kiếm, lưu lại hậu di chứng. Ngày này đế năm suy kiếm, tu luyện độ khó cao vô cùng, tự nhiên không phải như thế tùy tiện là có thể nắm giữ. Chỉ gặp hoàng bệnh hổ suy bại kiếm khí, cuốn sạch qua tới, thiên địa phong vân đều là thất sắc, nguyên cái trời đất phảng phất lập tức lâm vào cuối mùa thu khí tượng, khắp nơi đều là điêu tàn tình cảnh. Trên mặt đất, rất nhiều rừng rậm, ở trong nháy mắt liền khô héo, con sông bị bốc hơi khô, khắp nơi sức sống héo tàn. Hoàng bệnh hổ mũi kiếm còn không đâm tới, Diệp Thần bị kiếm khí chấn nhiếp, đã cảm thấy sinh cơ bên trong cơ thể phải đi hướng suy bại héo tàn, cả người dùng không ra khí lực tới. Hắn quanh thân rất nhiều phù quỷ, lại là ở trong nháy mắt liền hội diệt, hoàn toàn không ngăn được hoàng bệnh hổ kiếm khí uy năng. Hảo kiếm pháp, Cẩm Lý Thiên Phù, phá cho ta. Diệp Thần thong thả, ngón tay một nặn quyết, cả người linh khí bơm vào đến phù quỷ mẫu xào bên trong. Vù vù, hắc ám to lớn xào huyệt bên trong, chậm rãi dâng lên một tờ linh phù. Vậy tờ linh phù, quang minh quy luật vần quanh, cá chép nhảy lên, tiên khí trôi giạt, toát ra thiên trọng vạn nặng thần thánh chói lọi, chính là Cẩm Lý Thiên Phù. Cẩm Lý Thiên Phù vừa ra, nhất thời, thần thánh quang minh, liền xuyên qua hết thảy. Ở minh mông chói lọi chiếu dọi xuống, hoàng bệnh hổ suy bại kiếm khí, ngay tức thì liền phá tiêu diệt. Cái gì? Hoàng bệnh hổ thấy Cẩm Lý Thiên Phù khí tượng, nhất thời kinh hãi. Vậy Cẩm Lý Thiên Phù, ánh sáng quá chói mắt, so mặt trời còn chói mắt hơn, hoàng bệnh hổ nhìn một cái sau đó, ánh mắt thiếu chút nữa bị chọc mù hết, vội vàng ngưng khí rót mục, bảo vệ được cặp mắt, nhưng cũng không cách nào lại nhìn thẳng, chỉ có thể nheo mắt lại. Toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung địa giới, vậy hoàn toàn đắm chìm trong một phiến huy hoàng thánh quang bên trong, chung quanh hết thảy, toàn bộ là trắng xóa, cái gì cũng không thấy rõ. Không thiếu tiếng kêu thảm thiết, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Diệp Thần cái này Cẩm Lý Thiên Phù, ánh sáng chân thực quá chói mắt, thật nhiều võ giả, khi nhìn đến Cẩm Lý Thiên Phù sau đó, ánh mắt đều bị gai bạo, kêu thảm thiết kêu rên, che hốc mắt ngã xuống đất co quắp. Toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung địa giới, cũng bởi vì Cẩm Lý Thiên Phù xuất hiện, mà rơi vào hỗn loạn bên trong. Đến lúc rồi, Diệp Thần tâm niệm vừa động, lập tức thúc giục Thanh Liên phân thân, thừa dịp hỗn loạn, mang đệ nhị yêu cơ, đi bên ngoài chạy trốn đi. Đây là cao nhất lúc chạy trốn cơ hội. Chỉ cần có thể chạy ra ngoài, Diệp Thần bản thể vậy lập tức phải chạy, hắn chỉ muốn cứu người mà thôi, cũng không muốn cùng Tử Hoàng Tiên Cung sanh tử quyết chiến. Cẩm Lý Thiên Phù, Diệp Thần, không nghĩ tới người có thể nắm trong tay như vậy thần khí. Bất quá, vậy đến đây chấm dứt, người Cẩm Lý Thiên Phù ở trong tay ngươi không phát huy ra nó giá trị. Vừa lúc đó, một giọng già nua nổ lên. Một mực mắt lạnh đứng xem Đạo Đức Thiên Tôn, vào giờ khắc này ra tay. Chỉ gặp một khối đá bia, từ Đạo Đức Thiên Tôn trong tay áo bay ra, trên không tách ra sáng lên. Cái này cổ ánh sáng. Không hề xem Cẩm Lý Thiên Phù như vậy nhức mắt, mà là mang một cổ trầm ổn, thê lương, hùng hồn, càng có lực lượng. Vậy bia đá chính là thiên bia. Lúc này Đạo Đức Thiên Tôn, tuy không có thể hoàn toàn nắm trong tay thiên bia, nhưng đã có thể mượn dùng thiên bia bộ phận lực lượng. Thiên bia ánh sáng tách thả ra, ngay tức thì liền đè qua Cẩm Lý Thiên Phù ánh sáng. Trong thiên địa ánh sáng, lại nữa nhức mắt. Tử Hoàng Tiên Cung rất nhiều các võ giả, khôi phục như cũ. Diệp Thần mặt liền biến sắc, liền cảm thấy thân thể cứng còng, lại thì không cách nào nhúc nhích. Thiên bia ánh sáng rực rỡ bao phủ, đã phong tỏa hắn khí cơ. Không chỉ là hắn, liền hắn Thanh Liên phân thân, và đệ nhị yêu cơ, cũng bị thiên bia phong tỏa. Diệp Thần Thanh Liên phân thân và đệ nhị yêu cơ thân hình, lập tức bại lộ ở trước mắt mọi người. Yêu cơ tiểu thư. Ồ, làm sao còn có một cái luân hồi chi chủ? Toàn trường người thất kinh. Thấy ở đệ nhị yêu cơ bên người, cũng có một cái Diệp Thần, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần bản thể cùng phân thân, hơi thở đặc biệt đến gần, để cho người khó phân lẫn nhau. Phụ thân, đệ nhị yêu cơ đứng trên mặt đất, nhìn cao cứ bầu trời Đạo Đức Thiên Tôn, nội tâm một hồi khủng hoảng. Lúc này nàng khí cơ, cũng bị thiên bia phong tỏa, cả người không cách nào nhúc nhích. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Diệp Thần, nói, Diệp Thần. Ta lại cho một mình ngươi cơ hội, buông tha mồi lửa, ta có thể để cho ngươi và yêu cơ rời đi. Diệp Thần liền không chút nghĩ ngợi, dứt khoát nói, không thể nào. Tiếng nói rơi xuống,
Diệp Thần vận dụng trong cơ thể trụ quang huyết mạch và thái vũ huyết mạch lực lượng, thời không nổ, một tiếng nổ, liền đem thiên bia khí cơ phong tỏa, trực tiếp phá sập, thân thể khôi phục tự do. Đi! Đang khôi phục tự do ngay tức thì, Diệp Thần quát to một tiếng, vung tay lên, thời không quy luật chuyển động, nghiền bạo hư không, đánh ra một cái thời không hố đen, liền phải dẫn Thanh Liên phân thân và đệ nhị yêu cơ, chạy trốn đi ra ngoài. Đạo đức thiên tôn con người đông lại một cái, da mặt run lên, không nghĩ tới Diệp Thần lực lượng như thế cường hãn, lại vẫn có thể đột phá thiên bia áp chế. Diệp Thần, người ngày hôm nay nếu dám đến, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Tím hoàng lửa trời, cho ta trấn áp. Đạo đức thiên tôn một tiếng quát to, thủ quyết động một cái, toàn bộ tử hoàng tiên cung địa mạch, cũng chấn động, tích lũy vô số kỷ nguyên năng lượng, toàn bộ bạo dũng ra, hội tụ đến hắn trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay hắn bên trong, nhóm lửa chồng, cùng tử hoàng tiên cung địa mạch năng lượng, hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đoàn to lớn, vặn vẹo, dữ tợn, như hồng hoang như dã thú cầu lửa, hung hăng hướng Diệp Thần bao phủ đi qua. Vù vù, thiên bia ở chấn động, lại rơi xuống năng lượng, rơi vào lửa kia đoàn bên trong. Cầu lửa bên trong, lại là toát ra một đạo thiên đồ đằng, vô cùng là nguy nga. Cái này một đoàn tím hoàng lửa trời, mang thiên bia cùng địa mạch lực lượng, uy năng khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi bước, thời không đều bị đốt thủng, quy luật phai mờ. Diệp Thần cảm thấy liệt hỏa đánh tới, vội vàng bày trùng trùng phòng ngự, luân hồi huyết mạch phòng ngự, trụ quang quá vũ thời không phòng ngự vân. Vân. Nhưng, những thứ này phòng ngự, căn bản không dùng. Tím hoàng lửa trời phá không mà qua, mang tiêu diệt hết thảy lực lượng, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên mình. Một tiếng nổ. Lửa trời nổ tung, đem Diệp Thần sống lưng, cũng thiếu chút nữa nổ tan, máu tươi xương trắng lật ra, nội tạng cũng có thể thấy được. Phốc xích. Diệp Thần há mồm phun ra máu tươi, đầu ông ông tác hưởng, thiếu chút nữa thì muốn đã hôn mê. Cái này tím hoàng lửa trời nổ uy lực, chân thực quá kinh khủng, so Diệp Thần trước kia bị qua công kích, đều phải khủng bố mãnh liệt. Tử hoàng tiên cung hàng tỷ thế kỷ nguyên, tích lũy địa mạch năng lượng, còn có thiên bia lực lượng, cũng dốc vào ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần tại chỗ liền bị nổ trọng thương, cả người không ngừng chảy máu, từ bầu trời đi mặt đất rơi xuống. Luân hồi chi chủ phải chết. Tất cả người nhìn một màn này, nội tâm đều là kịch liệt hỗn loạn. Đạo đức thiên tôn sắc mặt trắng bệch, sử dụng một kích này hắn, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Hắn trong mắt mang lạnh lùng thần sắc, ở hắn trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể. Đạo đức thiên tôn, người thắng. Nhưng, ta cũng không có thua. Diệp Thần nhìn thẳng đạo đức thiên tôn, khóe miệng nhưng kéo ra một nụ cười. Rồi sau đó, Diệp Thần bóp cái thủ quyết, đem Thanh Liên phân thân triệu hoán tới đây. Rào. Thanh Liên phân thân một bay tới, lập tức máu thịt cháy, cùng Diệp Thần bản thể hòa làm một thể. Cái này đạo phân thân, tất cả tinh hoa năng lượng, toàn bộ hội tụ nhập Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần gặp tím hoàng lửa trời oanh tạc, có thể nói là trọng thương sắp chết, nhưng hắn hy sinh Thanh Liên phân thân, đạt được phân thân tinh hoa tư bổ, lập tức liền từ trạng thái sắp chết, khôi phục như cũ, tuy nói thương thế như cũng nghiêm trọng, nhưng chí ít không có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Thần. Đệ nhị yêu cơ ngơ ngác nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Đi. Diệp Thần khôi phục chút nguyên khí, lập tức phá vỡ thời không, mang đệ nhị yêu cơ phi độn rời đi. Hoàng Bệnh Hổ cùng rất nhiều tử hoàng tiên cung và thiên đế tổ đình cường giả, còn đang khiếp sợ bên trong, còn chưa phục hồi tinh thần lại, cảm thấy được Diệp Thần chạy trốn, mới lớn tiếng kêu lên, nhưng đã không ngăn trở kịp nữa. Đạo đức thiên tôn mới vừa sử dụng kinh thiên nhất kích, nguyên khí lớn dây dưa, càng không có cách nào ngăn trở. Thằng nhóc này, lại còn có thể chạy. Đạo đức thiên tôn tức giận, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần còn có dư lực chạy trốn. Diệp Thần cơ biến nhanh chóng, hy sinh quý báu Thanh Liên phân thân, cứu vãn thương thế, khôi phục nguyên khí, tiến tới chạy trốn, cái này quả thực ra đạo đức thiên tôn dự liệu. Hắn không có dự liệu được, ở nơi này sống chết trước mắt, Diệp Thần phản ứng còn có thể nhanh như vậy. Hoàng Bệnh Hổ, cho ta truy đuổi. Đạo đức thiên tôn hét ra lệnh, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua Diệp Thần. Hôm nay, Diệp Thần gặp phải hắn tím hoàng lửa trời oanh tạc, đã trọng thương, cho dù có Thanh Liên phân thân chữa, thương thế cũng không phải như thế khôi phục dễ dàng. Diệp Thần mang thương dưới, chính là đánh chết hắn lớn thời cơ tốt.
trưởng giáo đại nhân, nhưng mà... Hoàng bệnh hổ nhất thời trần chờ, Diệp thần đã chạy khỏi, bước kế tiếp, nhất định là phải đi về tinh nguyệt giới. Tinh nguyệt giới là Diệp thần đại bản doanh, có vô số cao thủ trấn giữ, nếu là Diệp thần trở lại tinh nguyệt giới, hắn coi như là mang toàn bộ tử hoàng thiên cung cường giả đi tấn công, cũng không khả năng công phá. Yên tâm, ta sẽ chặn lại hắn đường đi, người yên tâm đuổi giết là được. Đạo đức thiên tôn ánh mắt che lấp, câu thông không không lúc nào không, cùng Hồng Quân lão tổ liên lạc. Hắn muốn mượn dùng Hồng Quân lão tổ lực lượng, lấp kín Diệp thần đường đi. Hoàng bệnh hổ cung kính lĩnh mệnh, lập tức mang dưới quyền thiên đế tổ đình người, ra đuổi theo giết Diệp thần. Diệp thần bị tím hoàng lửa trời nổ bị thương, trên người có tím hoàng lửa hơi thở, đây không phải là thường rõ ràng tọa độ, hắn có thể phong tỏa Diệp thần vị trí. Lúc này, Diệp thần mang đệ nhị yêu cơ, ra tử hoàng thiên cung địa giới, đi tới một phiến hoang không trong hư không. Diệp thần, không có sao chứ? Đệ nhị yêu cơ dìu đỡ Diệp thần. Chỉ cảm thấy Diệp thần thân thể lạnh cả người, nguyên khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Không có sao, còn chưa chết. Diệp thần khẽ cắn răng, hắn bị đạo đức thiên tôn tím hoàng lửa trời nổ bị thương, vốn là đã sắp chết, nhưng hy sinh thanh liên phân thân, dựa vào thanh liên phân thân bồi bổ, hắn đã vượt qua nguy cơ sinh tử. Bất quá, Diệp thần thương thế còn khá là nghiêm trọng, hắn cần phải đi về tinh nguyệt giới điều dưỡng. Chúng ta về trước tinh nguyệt giới. Diệp thần nắm đệ nhị yêu cơ tay, liền chuẩn bị trở lại tinh nguyệt giới. Hắn phong tỏa tinh nguyệt giới tọa độ, biến dạng hư không, muốn phá không trở về, nhưng hạ một sát, một màn quỷ dị xuất hiện. Có chặn một cái không khí tường, đột ngột xuất hiện, ngăn trở Diệp thần. Không khí này tường, hoàn toàn không thấy được, nhưng là chân thực tồn tại, Diệp thần cùng đệ nhị yêu cơ, cả người đụng lên, hai người đều bị đẩy lui. Ai yêu, chuyện gì xảy ra? Đệ nhị yêu cơ lấy làm kinh hãi, cảm thấy không ổn. Là Hồng Quân lão tổ. Diệp thần ra mặt quất sút ra, lập tức bắt được thiên cơ, biết là trong sâu thẳm, Hồng Quân lão tổ ra tay, phải giúp đạo đức thiên tôn, ngăn trở mình. Hiện tại, Hồng Quân lão tổ đã bày nhân quả luật phong tỏa, cắt đứt Diệp thần đường đi, chỉ cần hắn muốn hồi tinh nguyệt giới, liền sẽ gặp phải không khí tường ngăn trở, hoàn toàn không cách nào trở về. Cái này nhân quả luật không khí tường. Nếu như Diệp thần thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên có thể đánh vỡ. Nhưng hiện tại, hắn bị thương khá là nghiêm trọng, cũng không cách nào đột phá không khí này tường ngăn trở, thậm chí liền ý chí đều bị hạn chế, không cách nào cùng luân hồi trận doanh rất nhiều cường giả câu thông. Làm thế nào? Đệ nhị yêu cơ nhất thời có chút luống cuống, hiện tại liền Hồng Quân lão tổ cũng ra tay, nàng và Diệp thần tình cảnh, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Diệp thần sắc mặt trầm xuống. Suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Nhưng mà lúc này, một đạo điêu tàn kiếm khí, như hàn thu, như lá khô, như hoa rơi, ngang qua hư không, phá giết tới. Đạo kiếm khí này, cuộn sạch hư không, làm được cái này phiến hư không, cũng giống như đi về phía suy bại tan biến. Chính là suy bại kiếm. Hoàng bệnh hổ tới. Hoàng bệnh hổ mang mười mấy thiên đế tổ đình cường giả, đạp không tới, con người mang lãnh khốc ý. Một kiếm chém chết hướng Diệp thần. Diệp thần bị thương dưới, khó mà đón đỡ, cũng may hắn pháp bảo rất nhiều, liền sử dụng kim trương thần ấn, bảo vệ tự thân. Đinh một tiếng, hoàng bệnh hổ kiếm khí, chém ở kim trương thần ấn phía trên, vậy suy bại điêu tàn ác liệt kiếm khí, cũng không có thể đem kim trương thần ấn chém xuống, nhưng vậy chấn động được Diệp thần khí huyết sôi trào. Có thể chống đỡ ta mấy kiếm. Hoàng bệnh hổ thong thả, ra lại một kiếm. Vẫn là suy bại kiếm. Cái này suy bại kiếm, chính là thiên đế năm suy kiếm một trong, hoàng bệnh hổ chỉ mò tới chút ra mao, nhưng bộc phát ra kiếm khí thần uy, cũng là vô cùng khủng bố, gió thu quét lá rụng, muốn để thiên địa vạn vật suy bại héo tàn. Lấy Diệp thần hôm nay trạng thái, cho dù có rất nhiều pháp bảo hộ thân, sợ rằng cũng không cản được hắn mấy kiếm. Đi! Diệp thần phản ứng nhanh chóng, lập tức mang đệ nhị yêu cơ, lần nữa đi phương xa phi độn. Tinh nguyệt giới không trở về, bị không khí tường ngăn trở ở, Diệp thần liền trực tiếp bay đi thiên ngoại thiên, chuẩn bị đi Phù Văn Thánh địa tạm lánh. Thủy thần thiên tôn Lạc Thanh Ly, ngay tại Phù Văn Thánh trong ruộng bế quan, nếu như có thể đi đến Phù Văn Thánh địa nói, Diệp thần cũng có thể được che chở. Hơn nữa Thảo thần thiên tôn, cũng ở đây thiên ngoại thiên, có thể là Diệp thần cung cấp trợ giúp. Ngươi không chạy thoát,
Hoàng Bệnh Hổ thanh âm lạnh lùng, mang người thủ hạ đuổi giết đi lên. Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, tại tiền phương bay vút, nhưng ở Hoàng Bệnh Hổ dưới sự truy kích, hai người từ đầu đến cuối không cách nào chạy khỏi, mắt xem sẽ bị đuổi kịp. Vừa lúc đó, ở giữa thiên địa, bỗng nhiên âm phong đại tác, ma sương mù cuồn cuộn, một đóa mây đen, từ thời không trong khe hạ xuống. Cái này đóa mây đen, đặc biệt quỷ dị, bên ngoài quan sát tuy là đám mây, nhưng bên trong lại có từng hạt tròn con ngươi, không ngừng lóe lên mà qua, lại có các loại không thể danh trạng cổ quái hơi thở, mục nát bóng tối đồ ở nảy sinh. Đó là thế giới hiện thật, tuyệt đối không khả năng tồn tại đồ, là không không thời không quỷ bí tồn tại. Nhất vĩ. Hoàng Bệnh Hổ thấy cái này đóa mây đen, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này mây đen lại là sống, bên trong thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp tiếng thú gào, chính là bị cắt nhỏ sau nhất vĩ, năng lượng cực kỳ khủng bố. Ở Hoàng Bệnh Hổ sau lưng, vậy mười mấy thiên đế tổ đình các cường giả, ở mắt thấy vậy mây đen quỷ bí khí tượng sau đó, tất cả người hét dầm lên, có hai cái tu vi hơi yếu võ giả, tại chỗ liền tinh thần tan vỡ, hai tay bắt sát mình ngũ quan, kéo ra từng đạo vết máu, giống như phát như điên vậy. Nhất vĩ năng lượng, cực kỳ khủng bố, coi như bị cắt nhỏ, tản ra khí tức quỷ dị, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hồng Quân lão tổ, mượn ta lực lượng. Hoàng Bệnh Hổ không dám thở ơ, giơ kiếm chỉ thiên, trong kiếm phong nhất thời nổ lên một vạch kim quang, khua kiếm hướng vậy mây đen chém tới. Hắn biết, lấy mình thực lực, có thể không phải nhất vĩ địch thủ. Cho nên giờ khắc này, hắn trực tiếp mượn Hồng Quân lão tổ lực lượng. Nhưng, vậy mây đen vậy tương đương nhạy bén, thấy Hoàng Bệnh Hổ trong kiếm phong kim quang, lập tức cảnh giác, cũng không có ham chiến, giọt lựu lựu quay lại chuyển, liền bay xuống đến Diệp Thần dưới chân, chở Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, chạy trốn xa đi. Mây đen bay ra ngàn vạn dặm sau đó, từ tầng mây gian nứt ra, thấm ra một vạch kim quang. Cái này một vạch kim quang, lung lay thoáng một cái, liền hóa ra Trùng Dương chân nhân bóng người. Trùng Dương chân nhân. Diệp Thần thấy Trùng Dương chân nhân xuất hiện, trong lòng khá để ý bên ngoài. Trùng Dương chân nhân cười híp mắt đứng ở Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ trước mặt, nói, luân hồi chi chủ, yêu cơ tiểu thư, không có sao chứ. Diệp Thần nói, Trùng Dương chân nhân, người xuất thủ cứu ta. Trùng Dương chân nhân cười nói, chúng ta tới giữa, nếu đã quyết định, hợp tác đối kháng Đạo Đức Thiên Tôn. Người xảy ra chuyện, ta dĩ nhiên phải cứu giúp đỡ. Người bị thương không cản, đến ta địa giới trước chữa thương đi. Diệp Thần nghe được Trùng Dương chân nhân mời, trong bụng nhưng là kháng cự. Bởi vì, hắn cùng Trùng Dương chân nhân hợp tác, càng nhiều là quan hệ lợi ích. Nếu như có thể, Diệp Thần không hề muốn nhận hắn ân huệ. Bị ân huệ, thì phải trả nợ, thì phải thiếu ân huệ. Làm sao, luân hồi chi chủ. Người không chịu đi ta địa giới sao? Trùng Dương chân nhân gặp Diệp Thần sắc mặt khác thường, liền hỏi. Diệp Thần khẽ cau mày, thật không muốn thiếu Trùng Dương chân nhân ân huệ, nhưng đương thời giây phút, hắn bị Tử Hoàng Tiên Cung đuổi giết, nếu như có thể đi Thiên Dương vực mà nói, cũng có thể được tốt nhất che chở. Đang lo lắng tới giữa, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể Thiên Quân Phong Thần Bia, hơi chấn động đứng lên, phía trên khắc viết Nhâm Phi Phàm ba chữ, vậy đang sáng lên. Diệp Thần, có thể nghe được thanh âm của ta không? Rồi sau đó, Diệp Thần nghe được một hồi thanh âm quen thuộc, lúc đầu còn khá là yếu ớt, chỉ theo sau càng ngày càng rõ ràng, chính là Nhâm Phi Phàm thanh âm. Nhâm tiền bối, là ngươi. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm thanh âm, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, cùng hắn câu thông nói. Cái này Thiên Quân Phong Thần Bia, là một cái trọng yếu tọa độ cùng hải đăng. Có thể bảo đảm Nhâm Phi Phàm ở không không lúc nào không bên trong, cũng có thể phong tỏa Diệp Thần vị trí. Diệp Thần thật ra thì đã mong đợi rất lâu rồi, nhưng cho đến ngày hôm nay, hắn mới lần nữa nghe được Nhâm Phi Phàm thanh âm. Là ta và Thích Già Phật Tổ chung một chỗ, đa tạ ngươi. Nhâm Phi Phàm thanh âm nghe hơi có chút yếu ớt. Diệp Thần có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới có Thích Già Phật Tổ bảo vệ, Nhâm Phi Phàm tất nhiên không việc gì. Dẫu sao, ở không không lúc nào không bên trong, Thích Già Phật Tổ là vô cùng mạnh mẽ tồn tại, ban đầu cũng là thiên đế tổ đình người xây dựng một trong, từng tay khoác thiên nghiêng, chung kết mạt pháp thời đại. Dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, trừ nguyên thiên đế ra, không có bất kỳ người dám nói, có tuyệt đối chắc chắn, có thể áp chế Thích Già Phật Tổ. Nhâm tiền bối, người không có sao liền tốt.
Diệp Thần nói. Ừ, không thời gian nói quá nhiều, người hiện tại đi một chỗ, kêu Hắc Ám cánh đồng hoang vu, ngay tại Thiên Ngoại Thiên. Nhâm Phi Phàm nói. Hắc Ám cánh đồng hoang vu. Diệp Thần sửng sốt một tí. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, theo thế giới hiện thật, cùng không không thời không nhân quả liên lạc, càng ngày càng bí dày cắt, quy tắc hạn chế vậy dần dần đổi được yếu kém, ta lực lượng có thể bỏ cho bắn rơi xuống. Ngươi không muốn bị trùng dương chân nhân ân huệ, nếu không thiếu nhân quả, sau này lại muốn trả nợ, vậy thì phiền toái. Ngươi hôm nay bị thương, lại bị người đuổi giết, ta là ngươi hộ đạo giả, ta có thể rơi xuống lực lượng giúp ngươi. Có ta ở đây, không người có thể gây tổn thương cho hại được ngươi. Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm mà nói, trong lòng nhất thời đại hỉ. Nhâm Phi Phàm ý tưởng, cũng là hắn ý tưởng. Hắn cũng không muốn bị người ngoài ân huệ, vô duyên vô cớ thiếu nhân quả. Hiện tại Nhâm Phi Phàm có thể ra tay che chở, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng, Diệp Thần lại nghĩ đến, Nhâm Phi Phàm ở không không lúc nào không bên trong, tình cảnh có thể cũng không tốt, liền nói. Nhâm tiền bối, lấy ngươi hôm nay trạng thái, thuận lợi xuất thủ không? Nhâm Phi Phàm nói, yên tâm, ta trước kia và Hồng Quân đấu qua một lần Pháp, tái đấu một lần cũng không sao, Phật Tổ ở bên người ta, hắn vậy sẽ trợ lực. Ngươi đi Hắc Ám cánh đồng hoang vu, ta lực lượng sẽ hạ xuống, giúp ngươi một tay. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong bụng nhất thời an định lại, nói, được, Nhâm tiền bối, ta đi một chuyến Hắc Ám cánh đồng hoang vu là được. Hắn biết, Thích Già Phật Tổ ngay tại Nhâm Phi Phàm bên người, có Phật Tổ trấn giữ trợ lực, vậy dĩ nhiên là không chỗ nào bất lợi. Dừng một chút, Diệp Thần liền hướng Trùng Dương chân nhân nói, Trùng Dương chân nhân, người địa giới, ta không đi, người giúp ta chăm sóc ký yêu cơ. Đem đệ nhị yêu cơ ủy thác cho Trùng Dương chân nhân. Hắn chuẩn bị đi Hắc Ám cánh đồng hoang vu, dự đoán Nhâm Phi Phàm lực lượng hạ xuống, có thể sẽ cùng Hồng Quân lão tổ, có một phen tranh đấu. Nếu như mang đệ nhị yêu cơ mà nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng. Đệ nhị yêu cơ cả kinh nói, Diệp Thần, người phải đi nơi nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, nói ta ngoài ra có chỗ đi, người không cần lo lắng. Trùng Dương chân nhân thấy vậy, sờ một cái râu, ha ha cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi cuối cùng chẳng muốn bị ta ân huệ. Diệp Thần từ chối cho ý kiến, chỉ chắp tay một cái nói, Trùng Dương chân nhân. Yêu cơ liền nhờ ngươi, ta đi trước một bước. Đệ nhị yêu cơ muốn giữ lại, nhưng Diệp Thần ý đi đã quyết, cùng nàng ôm chầm một tí, liền tạm biệt đi. Không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật quy tắc hạn chế, đang đổi được yếu kém, quy tắc trở nên yếu trước nhất hiện ra, tất nhiên là Thiên Ngoại Thiên Thế Giới. Bởi vì Thiên Ngoại Thiên Thế Giới, là khoảng cách không không lúc nào không gần gũi nhất tồn tại. Nhâm Phi Phàm chọn chúng Hắc Ám cánh đồng hoang vu, thành tựu lực lượng phủ xuống địa phương, tất nhiên có thâm ý của hắn. Diệp Thần cũng không do dự, lập tức phong tỏa Hắc Ám cánh đồng hoang tọa độ, biến dạng hư không đi. Diệp Thần đi Hắc Ám cánh đồng hoang vu sau đó, Hoàng Bệnh Hổ cũng là bắt được thiên cơ, biết được Diệp Thần hướng đi. Chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này lại có thể không đi Trùng Dương chân nhân địa giới. Hoàng Bệnh Hổ mi đầu đại chiếu, còn lấy là Diệp Thần bị Trùng Dương chân nhân che chở. Hắn liền không cơ hội. Nhưng hiện tại, hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần lại đi Thiên Ngoại Thiên Thế Giới. Hắn tự nhiên không biết, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm câu thông, chỉ lấy là Diệp Thần điên rồi. Hắn một thân một mình, đi Thiên Ngoại Thiên Thế Giới, có thể có bẫy, ta được chú ý đề phòng. Hoàng Bệnh Hổ âm thầm lưu ý, nên cũng không dám khinh địch khinh thường, lập tức hướng Tử Hoàng Tiên Cung truyền đi ý chí, lại hướng Đạo Đức Thiên Tôn. Thỉnh cầu tăng phái người, thậm chí hướng Hồng Quân lão tổ, thỉnh cầu lực lượng tiếp viện. Không cần thiết đã lâu, Tử Hoàng Tiên Cung phái ra mấy trăm cao thủ, đi theo Hoàng Bệnh Hổ, cùng đi Thiên Ngoại Thiên, đuổi giết Diệp Thần. Ở Hoàng Bệnh Hổ trên mình, cũng có từng tầng một kim quang vần quanh, để cho được bệnh thoi thóp hắn, hơi thở lập tức đổi được hung mãnh phách liệt. Vậy từng tầng một kim quang, chính là Hồng Quân lão tổ ban phúc lực lượng, hùng hồn mà mạnh mẽ. Làm đủ vạn toàn chuẩn bị, Hoàng Bệnh Hổ mới dám đuổi theo giết Diệp Thần. Thua ở Diệp Thần trong tay người, chân thực quá nhiều, hắn chẳng muốn mình trở thành cái kế tiếp. Diệp Thần tới trước đến Hắc Ám cánh đồng hoang vu, đây là một phiến đã sớm hoang phế, bị bóng tối che phủ vùng.
nếu như không phải là Nhâm Phi Phàm cung cấp đầu mối, Diệp Thần đều không cách nào bắt được mảnh thế giới này chỗ. Nơi này chính là hắc ám cánh đồng hoang vu sao. Diệp Thần ánh mắt híp lại, đánh giá bốn phía, chỉ cảm thấy một phiến hắc ám hoang không hơi thở, không ngừng đánh tới, làm người ta có chút tim quý cảm giác. Cái này phiến hắc ám cánh đồng hoang vu, u yên tĩnh đến đáng sợ, chứ âm gió thổi qua thanh âm bên ngoài, liền không có một chút thanh âm, liền côn trùng kêu vang chim hót thanh âm cũng không có, phảng phất là một phiến tuyệt đối tử địa. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, dòm ngó thấy thiên cơ, biết nơi này là từng là một phiến cổ chiến trường, có kịch liệt đại chiến bùng nổ. Cuối cùng chiến loạn kết thúc, mảnh thế giới này vậy băng diệt, bị hắc ám chìm ngập, nơi có sinh linh đều chết đi. Bất quá đã từng là thượng cổ đại chiến, năm tháng quá rất xưa, Diệp Thần cũng chỉ là bắt được loáng thoáng hình ảnh, cũng không có xem được quá rõ. Diệp Thần lắc đầu một cái, tính hạ tâm lai, dựa vào thiên quân phong thần bia, thử nghiệm câu thông Nhâm Phi Phàm. Thế giới hiện thật cùng không không lúc nào không, có thứ nguyên vách đá cách trở, hắn câu thông vậy cần thời gian. Diệp Thần tĩnh tâm chờ đợi, hắc ám cánh đồng hoang gió, ở hắn bên người thổi qua. Trong gió truyền tới lâu đời hơi thở, có một ít cổ quái hạt giống, hình như là bồ công anh hạt giống, theo gió lay động tới. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tiện tay bắt một viên hạt giống, nội tâm khó hiểu có chút rung động cảm giác. Hắn cảm thấy viên này hạt giống bên trong, tựa như hàm chứa cổ xưa thiên cơ, cái này phiến hắc ám cánh đồng hoang vu, đã từng phát sinh qua bí mật, cũng ẩn chứa ở cái hạt giống này bên trong. Điều này hiển nhiên là một viên thiên cơ hạt giống. Bất quá, đi qua năm tháng, quá mức cổ xưa thần bí. Diệp Thần nắm viên này thiên cơ hạt giống, cũng khó mà truy đuổi sóc rõ ràng ngày xưa bí mật. Đang suy nghĩ lúc đó, Diệp Thần cảm thấy thiên quân phong thần bia chấn động, Nhâm Phi Phàm thanh âm rốt cuộc truyền ra. Diệp Thần, người rốt cuộc đã tới hắc ám cánh đồng hoang vu. Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đáp lại, Nhâm tiền bối. Dừng một chút, Diệp Thần lại có chút hiếu kỳ hỏi, người tại sao phải lựa chọn chỗ này? Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói cái này hắc ám cánh đồng hoang vu, có thể hàm chứa đặc biệt thần bí cổ xưa nhân quả, nếu như có thể phá dịch mà nói, đối với chúng ta luân hồi trận doanh, có thiên đại chỗ tốt. Chỉ bất quá, cái này hắc ám cánh đồng hoang năm tháng, quá mức cổ xưa, ta và Phật tổ không ngừng suy tính, cũng không cách nào suy tính ra chân tướng, cho nên kêu ngươi tới xem, ngươi có từng bắt được đầu mối gì. Diệp Thần giơ tay lên ở giữa hạt giống, nói ta chỉ đạt được cái hạt giống này. Nhâm Phi Phàm nhìn gặp cái hạt giống này, hơi ngẩn ra một chút nói, đây là. Một món khác trầm hậu thanh âm vang lên, nói, là phong thần bồ công anh hạt giống. Phong thần bồ công anh là tự do tượng trưng, là phong thần đồ đằng. Là Phật tổ thanh âm. Nhâm Phi Phàm ngạc nhiên nói, Phật tổ, cái này phiến hắc ám cánh đồng hoang vu, chẳng lẽ từng cùng phong thần thiên tôn có liên quan? Phật tổ nói, không biết, ta trí nhớ mài mòn quá nhiều, rất nhiều chuyện cũng không nhớ gì cả, gió mang đến đi qua hạt giống, thời gian có thể để cho nó nảy mầm. Luân hồi chi chủ, người thử nghiệm bồi dưỡng cái hạt giống này, để cho nó nảy mầm. Có lẽ có thể dò ngó gặp cổ xưa bí mật, phá dịch cái này phiến hắc ám cánh đồng hoang vu sau lưng nhân quả. Diệp Thần nghe Phật tổ mà nói, lẩm bẩm nói, gió mang tới đi qua hạt giống, thời gian có thể để cho nó nảy mầm. Hắn trong lòng như có điều suy nghĩ, thúc giục trụ quang huyết mạch lực lượng, các loại thời gian pháp tắc sợi tơ dâng trào ra, quấn quanh ở đây viên bổ công anh hạt giống. Diệp Thần muốn dùng thời gian lực lượng, để cho viên này thiên cơ hạt giống nảy mầm. Bất quá, cái này cần thời gian. Phật tổ nói, kiên nhẫn chờ đi, cùng cái hạt giống này nảy mầm, đi qua bí mật là có thể giải khai. Phật tổ thanh âm đặc biệt trầm ổn, không gấp không nóng nảy. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, thanh âm cũng là tỉnh táo lại, nói, đích xác, dục tốc thì bất đạt, Diệp Thần, nếu như đi qua bí mật giải khai, ngươi nói cho ta một tiếng. Hắc ám cánh đồng hoang vu sau lưng, hàm chứa động trời bí mật, nhưng năm tháng qua cổ xưa. Nhân quả mạch lạc cũng quá phức tạp, liền Phật tổ tương quan trí nhớ, cũng bị mài mòn bị mất. Muốn giải khai sau lưng bí mật, hiện tại chỉ có dựa vào Diệp Thần, lợi dụng thời gian pháp tắc, dùng đi qua hạt giống nảy mầm, phá giải thiên cơ bí mật. Diệp Thần nói, ngay sau đó thu hồi viên này bồ công anh hạt giống, trước nhét vào trong đan điền, tiếp tục dùng thời gian lực lượng bồi dưỡng. Nhâm Phi Phàm nói, Diệp Thần,
người thương thế không nhẹ, ta hiện tại rơi xuống lực lượng, giúp người chữa thương, vậy giúp người kháng chống ngoại địch. Phật tổ cũng nói, luân hồi chi chủ, người thiên phú siêu phàm tuyệt thế, ta Phật tổ chân kinh, người đã luyện đến tầng thứ 7, ta dự định đem tầng thứ 8 Phật Pháp, truyền thụ cho ngươi. Nhưng, cái này tầng thứ 8 Phật Pháp, đặc biệt thâm ảo khó khăn, người ít nhất phải bước vào vô lượng cảnh sau đó, mới khá chính thức tu luyện, ta hôm nay truyền thụ cho ngươi, là muốn để cho ngươi trước học hỏi bí ẩn trong đó, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Phật tổ chân kinh cộng chia làm 9 tầng, Diệp Thần đã luyện đến tầng thứ 7 Diệu Pháp Hoa Sen, Phật Pháp tu vi tương đương thâm hậu. Thích Già Phật tổ cũng là vô cùng tán thưởng, dự định truyền thụ Diệp Thần tầng thứ 8 Kinh Phật. Tầng thứ 8 Kinh Phật, tên là Chiếu Gặp Hư Không. Phật viết, xem tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu gặp ngũ uẩn đều là không, độ hết thảy khổ ách. Cái này chiếu gặp hư không, một khi luyện thành, có thể hiển hóa xem tự tại Bồ Tát thở mạnh voi, đáng nịch tâm cảnh bụi bẩm, chiếu sáng chư thiên thời không, tan biến hết thảy yêu tà tội nghiệt, Phật môn sát khí đặc biệt ác liệt, đại biểu Phật môn trảm yêu trừ ma sát khí lớn trình độ cao nhất. Diệp Thần hôm nay tu vi, chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6 đỉnh cấp. Còn không thích hợp tu luyện thâm ảo như vậy Phật Pháp, nếu không Phật Pháp sát khí cắn trả, hắn vậy không chịu nổi. Hắn ít nhất phải có vô lượng cảnh tu vi, mới có tư cách nắm giữ. Lấy vô lượng cảnh thân, nắm trong tay chiếu gặp hư không Phật Pháp, đã là kinh thế cử chỉ. Vậy mà nói, cửa này Phật Pháp, ở không không lúc nào không bên trong, cũng chỉ có nhất lưu cao thủ, mới có tư cách nắm giữ. Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, hắn nội tình thâm hậu. Phật tổ mới chịu truyền thụ thâm ảo như vậy minh mông Phật Pháp. Đa tạ Nhâm tiền bối, đa tạ Phật tổ. Diệp Thần khom người cảm ơn. Vù vù. Hạ một sát, hắc ám cánh đồng hoang bầu trời, liền kịch liệt chấn động đứng lên, có vô số đẹp lạ thường quy luật, vô số thiên hà thủy tường, như cầu vồng vậy hạ xuống. Từng luồng linh khí năng lượng xen lẫn, như mộng như ảo, ở Diệp Thần bên người, hóa thành một bụi to lớn thần thụ. Cái này thần thụ phía trên, có một đầu cự kình hư ảnh lững lờ, cá voi minh tiếng xé trời, khí tượng nguy nga. Đây chính là Nhâm phi phàm lực lượng. Vô số thủy hà tường vân, còn quấn cự kình chuyển động, từng cái thần hồng quang hoa lóng lánh, vậy cũng là không không cách nào thì lực lượng hiển hóa. Diệp Thần nội tâm khá là kích động, biết Nhâm phi phàm tại phi thăng không không lúc nào không sau đó, thực lực nhô lên bay mãnh vào, cái này cự kình khí tượng so với trước kia. Không biết hùng hậu hơn nhiều ít. Ở cự kình thần thụ phía trên, một phiến phiến lá cây, nhấp nhô Phật Pháp kinh văn. Đầy cây lá cây, chính là đầy cây kinh Phật, kim quang lóe lên, đặc biệt nguy nga. Gió lay động lá cây, phát ra thanh âm, lại như Phật đà ngâm sướng, đáng nịch nhân tim trần. Diệp Thần biết, những cây đó lá lên kinh văn, chính là Phật tổ chân kinh tầng thứ 8, chiếu gặp hư không bí pháp. Diệp Thần, người thật tốt chữa thương. Lại cảm ngộ Phật tổ truyền thụ ngươi Phật Pháp, ta cự kình thần thụ, sẽ ban cho ngươi che chở. Nhâm phi phàm nói, chiếu gặp hư không cửa này Phật Pháp, huyền ảo tinh thâm, Diệp Thần chỉ có bước vào vô lượng cảnh, mới có tư cách chân chính tu luyện. Bất quá, hiện tại Diệp Thần cũng có thể trước thời hạn cảm ngộ, tăng lên mình Phật Pháp nội tình. Nhâm tiền bối. Diệp Thần liền ở cự kình thần thụ trước ngồi xuống, yên lặng chữa thương. Cái này cự kình thần thụ, linh khí tương đương dư thừa, có thể là Diệp Thần mang đến to lớn tăng thêm. Ở cự kình thần thụ bồi bổ hạ, Diệp Thần thương thế nhanh chóng khôi phục. Chỉ tiếc, hắn hy sinh thanh liên phân thân, là lại cũng không về được, muốn núp lại phân thân, sợ rằng cần ngoài định mức hao phí một phen tâm huyết. Diệp Thần chữa thương để gặp, nhưng có mấy trăm cái cường giả, biến dạng hư không, lặng yên không một tiếng động hạ xuống đến hắc ám cánh đồng hoang vu ra. Vậy mấy trăm cường giả bên trong, một người cầm đầu, cả người kim quang lượn lờ, cầm trong tay một thanh trường kiếm, chính là Hoàng Bệnh Hổ. Thời khắc này Hoàng Bệnh Hổ, cả người khí thế bá đạo ác liệt, hoàn toàn không có một chút bệnh trạng hình dáng. Hồng Quân lão tổ ban phúc lực, ở trên người hắn hoàn mỹ hiển hóa, hắn bắp cánh tay đều ở đây bành trướng, gân xanh nổi lên, biểu dương ra lực lượng cuồng bạo. Coi như là những cái kia mới vừa bước vào tiên đế cường giả. Ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng chỉ có bị nháy mắt giết kết quả. Ồ, đó là cái gì hơi thở? Hoàng Bệnh Hổ mang mấy trăm cường giả, đuổi giết Diệp Thần, đuổi giết được hắc ám cánh đồng hoang vu, nhưng thấy hắc ám cánh đồng hoang vu bên trong,
có cự kình khí tượng hiển hóa, lại có Phật pháp chân kinh kim quang, phóng lên cao, đặc biệt nguy nga. Là Huyết Nguyệt Thiên Đế và Thích Già Phật Tổ lực lượng. Hoàng Bệnh Hổ cong ngón tay tính toán, lập tức bắt được đầu mối, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn phỏng đoán qua, Nhâm Phi Phàm lực lượng có thể sẽ hạ xuống, che chở Diệp Thần, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Phật Tổ vậy ra tay. Lão Tổ, Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, chung nhau là luân hồi chi chủ cung cấp che chở, chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Bệnh Hổ không dám khinh thường, vội vàng câu thông không không lúc nào không, cùng Hồng Quân Lão Tổ liên lạc, thỉnh cầu ý kiến. Oanh! Hồng Quân Lão Tổ ý chí, rất nhanh hạ xuống, hội tụ thành một chữ. Giết! Cái này giết chữ, mang theo lôi âm cuồn cuộn, long trời lở đất, nổ tung nổ vang. Diệp Thần đang chữa thương, cũng ở đây yên lặng cảm ngộ chiếu gặp hư không Phật pháp bí ẩn, nghe được cái này giết chữ, nội tâm chấn động, thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài, lỗ tai ông tác hưởng. Đây là Hồng Quân Lão Tổ ý chí, là Hồng Quân lực lượng. Hư không nổ, một viên ngôi sao to lớn, nghiền bạo hư không, chưa từng không lúc nào không đáp xuống. Ngôi sao này, phía trên ngang qua trước từng cái màu xanh cầu vồng, mây mưa bốc hơi lên, khí tượng muôn vàn, lại thấm ra một chút vận mệnh đại đạo hơi thở, là Hồng Quân Lão Tổ pháp bảo, kêu Thanh Hồng Thần Tinh. Thanh Hồng Thần Tinh, vận mệnh thất tinh một trong. Diệp Thần thấy ngôi sao này, trong bụng chấn động một cái, bắt được thiên cơ. Lúc đầu viên này Thanh Hồng Thần Tinh, chính là vận mệnh thất tinh một trong, lại là ở Hồng Quân Lão Tổ trong tay, là pháp bảo của hắn. Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, rơi xuống lực lượng, nhưng đều là hư ảo ý chí biến thành, cũng không phải là chân thực, nhưng hiện tại, Hồng Quân Lão Tổ lại có thể đem mình pháp bảo, chậm lại. Thủ đoạn như vậy, tất nhiên sẽ cho tự thân, mang đến to lớn gánh vác. Cái này cổ gánh vác, cả ngày đế chủ thần đều khó chịu đựng. Hồng Quân, người điên rồi. Phật Tổ cảm nhận được Hồng Quân sát ý, thấy Thanh Hồng Thần Tinh rơi xuống, nội tâm cũng là lớn kinh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn cùng Hồng Quân Lão Tổ đấu pháp, nhưng chỉ dự định giới hạn ở pháp thuật thần thông phương diện, không hề dự định đụng nhau pháp bảo. Pháp bảo thả ra nói, có thứ chân thật, dính dấp đến quy tắc lực lượng, vậy thì quá khổng lồ, Phật Tổ đều không cách nào chịu đựng. Hắn nơi nào nghĩ đến, Hồng Quân Lão Tổ như vậy điên cuồng, lại lập tức liền đem pháp bảo hạ xuống. Hồng Quân vì giết ta, thật là không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Thần trong bụng khó hiểu cảm thấy vẻ bi thương, không nghĩ tới mình cùng Hồng Quân Lão Tổ, lại có thể đi tới tình cảnh này. Đã từng hai người, còn có một đoạn cũng vừa là thầy vừa là bạn giai đoạn. Nhưng con đường võ đạo, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Càng mạnh mẽ, khác nhau liền sẽ càng lớn. Năm đó ở Hoa Hạ, Diệp gia, Tỉnh Chiết Giang những gia tộc kia, hồi nào không phải như vậy. Phật Tổ, chúng sanh bị luân hồi khổ. Vĩnh viễn khốn hữu tại sống chết bên trong, không được siêu thoát. Luân hồi chi chủ, chính là chư ông trời lớn nhất tội nhân. Cái gọi là luân hồi thiên quốc, cũng là một cái sai lầm thế giới. Ngươi lại muốn ra tay che chở luân hồi, thật là uổng tu Phật Pháp hàng tỷ năm, ta hôm nay chu diệt luân hồi, ngươi như thức thời, liền không muốn ngăn trở ta. Hồng Quân Lão Tổ thanh âm, chữ chữ như sấm, ở trong hư không nổ tung, sát ý đặc biệt nồng nặc. Lão Tổ, Hoàng Bệnh Hổ nghe được Hồng Quân thanh âm, thân thể cũng ở đây hơi phát run. Hắn một mực lấy là, Hồng Quân Lão Tổ mưu giết luân hồi, là bởi vì là thù riêng, là bởi vì là Diệp Thần cùng Tử Hoàng Thiên Cung đối nghịch. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ đừng có nguyên nhân. Hồng Quân Lão Tổ muốn giết Diệp Thần, tựa hồ có sâu hơn tầng thứ dự định, đó là Hoàng Bệnh Hổ không thể hiểu được vĩ đạo lý lớn. Phật Tổ hừ một tiếng, nói, Hồng Quân. Người đã điên rồi, tóm lại, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều phải che chở luân hồi chi chủ, người ngon lắm liền từng giết tới. Hồng Quân Lão Tổ yên lặng, rồi sau đó một tiếng nhởn như than thở, vậy cổ nóng rực sát ý, thay đổi thành một cổ thâm trầm như biển ý niệm, nói, Hoàng Bệnh Hổ, động thủ. Hoàng Bệnh Hổ trong bụng rét một cái, nói, Lão Tổ. Hắn lập tức phi thân giết ra, mang dưới quyền mấy trăm cường giả. Hướng hắc ám trong cánh đồng hoang vu ương bay đi. Ông, Hồng Quân Lão Tổ pháp bảo, Thanh Hồng Thần Tinh, trôi lơ lửng ở Hoàng Bệnh Hổ đỉnh đầu, mang cho hắn cường đại lực lượng tăng thêm. Sau lưng hắn mấy trăm cường giả,
nghe được Hồng Quân lão tổ mới vừa lời nói, như văn tiếng sấm, trong lòng chấn động. Bọn họ cũng không rõ ràng, Hồng Quân cùng Diệp Thần tranh đấu. Bọn họ chỉ biết là, có Hồng Quân lão tổ trợ lực, Chu Diệt Luân Hồi, cái này kiện nhìn như chuyện không thể nào, ở hôm nay lại trở thành có thể. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Hoàng Bệnh Hổ đám người bóng người, ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, làm hắn cảm thấy nghẹt thở. Thanh Hồng Thần Tinh, chiếu sáng thiên địa. Hoàng Bệnh Hổ vung tay lên, thúc giục Thanh Hồng Thần Tinh, bộc phát ra thiên thiên vạn vạn cái cầu vồng, thần mang nổ tung, ánh chiếu chư thiên, để cho được hắc ám cánh đồng hoang vu sáng như ban ngày. Vậy hào hùng thần mang, lồng xây Diệp Thần cự kình thần thụ, phải đem cự kình thần thụ khí tượng áp chế xuống. Vù vù, cự kình thần thụ chấn động, vậy cự kình hư ảnh quanh quẩn, linh khí nhô lên, nhâm phi phàm lực lượng đang sôi trào, nhưng tựa hồ cũng không cản được Thanh Hồng Thần Tinh áp chế. Dẫu sao, nhâm phi phàm rơi xuống lực lượng, càng nhiều là ý chí hiển hóa, cái này cự kình thần thụ là hư ảo, cũng không phải là chân thực. Nhưng, Hồng Quân lão tổ, nhưng là giáng xuống chân thật pháp bảo. Vậy Thanh Hồng Thần Tinh uy thế, mười phần bá đạo, cũng không phải cái này hư ảo cự kình thần thụ có thể chịu đựng. Vội vàng dưới, nhâm phi phàm coi như muốn gia tăng tiền đặt cuộc, vậy không còn kịp rồi. Hắn và Phật tổ cũng không nghĩ tới, Hồng Quân lão tổ sẽ rơi xuống chân thật pháp bảo, cái này sau lưng muốn trả giá cao, là đặc biệt to lớn. Nhâm phi phàm tự nhiên không chịu tùy tiện nhận thua, nói, Diệp Thần, ngươi sử dụng kinh cức vương tọa, đối kháng Hồng Quân. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói kinh cức vương tọa, nhưng mà lấy hắn lực lượng của hôm nay, sợ rằng vẫn không thể nắm trong tay kinh cức vương tọa. Nhâm phi phàm nói, yên tâm, ta bảo vệ ngươi, ngươi có thể tạm thời khống chế kinh cức vương tọa. Cái này kinh cức vương tọa, là tử thần giáo đoàn quyền bính cực hạn tượng trưng, uy năng vô cùng lợi hại. Nếu như kinh cức vương tọa hạ xuống, đủ để đối kháng Hồng Quân lão tổ Thanh Hồng Thần Tinh. Diệp Thần biết chuyện quá khẩn cấp. Vậy không chần chờ, lập tức đem phong ấn ở liệt nhật mệnh tinh bên trong kinh cức vương tọa, trực tiếp sử dụng. Oanh! Kinh cức vương tọa vừa ra, cuồng bạo năng lượng khí tượng, chính là cuốn sạch toàn trường, mang hắc ám cùng tử vong, còn có uy nghiêm vô thượng hơi thở. Từng cái bụi gai, bót bót vang dội, ở giữa trời đất dã man sinh trường, nhanh chóng bày khắp mặt đất, vậy xuyên thấu tinh không. Diệp Thần thân thể, như có thần giúp, ngồi ngay ngắn ở kinh cức vương tọa phía trên. Một đầu cự kình hư ảnh, quanh quẩn ở hắn bên người. Da hắn, bị ngai vàng bụi gai đổ gai đâm thủng, máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Nhưng kỳ quái chính là, Diệp Thần cũng không có cảm thấy đau đớn. Nhâm phi phàm thay hắn nhận chịu chỗ đau. Diệp Thần giờ phút này có thể ngồi vững vàng kinh cức vương tọa, là bởi vì là sau lưng có nhâm phi phàm trợ lực. Vù vù, một phiến phiến màu vàng kim kinh Phật phù văn, ở kinh cức vương tọa trên lóng lánh. Sáng tắt không chừng. Phật tổ vậy ban thưởng lực lượng, trợ lực Diệp Thần. Bụi gai giết hại, phá. Diệp Thần cách không một trường, hướng Hoàng Bệnh Hổ đỉnh đầu Thanh Hồng Thần Tinh, oanh đi giết. Kinh cức vương tọa lực lượng, ở Diệp Thần lòng bàn tay hội tụ, một tí bùng nổ. Hắc ám cùng hơi thở tử vong, ngay tức thì bão rơi vào Thanh Hồng Thần Tinh thượng mặt, để cho được viên tinh cầu này, lập tức lần sinh bụi gai. Vô số bụi gai như rắn độc vậy dã man sinh trưởng, đem đầy trời cầu vồng khí tượng cũng cắn nát. Đáng chết! Hoàng Bệnh Hổ tức giận, cả người một hồi đau nhói, Thanh Hồng Thần Tinh bị đòn nghiêm trọng, hắn vậy gặp liên lụy cắn trả, thân thể xuất hiện các loại quỷ dị khí tượng, có bụi gai từ hắn nội tạng bên trong phá ra, nhô lên chảy ra mọc ra, phía trên dính sềnh sệt đen sẫm mục nát chất lỏng. Ngăn cản hắn! Hoàng Bệnh Hổ quát to một tiếng, chỉ huy người thủ hạ công kích Diệp Thần. Một bên điều động linh khí, chế trụ trong cơ thể bụi gai cắn trả. Mấy trăm cái tử hoàng tiên cung cường giả, giống như là từng đạo sao rơi, hướng ngồi ngay ngắn ở ngai vàng Diệp Thần lướt đi. Phật Pháp, chiếu gặp hư không, phá cho ta. Diệp Thần thong thả, tay trái một chưởng đánh ra, đầy trời kinh Phật phù văn tách thả ra, ở kinh cức vương tọa phía sau, hiển hóa ra một tôn khổng lồ Bồ Tát hư ảnh. Cái này tôn Bồ Tát, như liệt nhật vậy huy hoàng sáng chói. Phật quang chiếu sáng chư thiên. Phật tổ chân kinh tầng thứ 8, chiếu gặp hư không thần thông, Diệp Thần giờ phút này trực tiếp thi triển ra. Hắn mới vừa cảm ngộ Phật Pháp, dựa vào siêu phàm thiên phú, đã lĩnh ngộ chiếu gặp hư không bí ẩn, chỉ là tu vi có hạn,
còn không cách nào chính thức tu luyện, vậy không thi triển được. Nhưng hiện tại, Diệp Thần có thích giả Phật tổ trợ lực, nhưng là dễ dàng, liền sử xuất cái này động trời Phật Pháp. Bồ Tát hư ảnh xuất hiện, Phật quang chiếu sáng hư không, chư thiên hết thảy yêu tà, đều phải tan biến tan đi. Vậy mấy trăm cái đạp chết mà đến cường giả, căn bản không cách nào đến gần Diệp Thần thân thể. Diệp Thần một trưởng đánh giết dưới, Phật quang nổ tung, cuồng bạo Phật khí như sóng chiều, đem vậy mấy trăm người toàn bộ chấn động được trọng thương hộc máu, không ít người tại chỗ chết chết đi. Lực lượng thật kinh khủng. Hoàng Bệnh Hổ thấy vậy, nội tâm có vẻ chấn động chỉ, không nghĩ tới Diệp Thần như thế lợi hại. Ho! Lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên tằng hắng một cái, một hơi không thở nổi, ngũ tạng lục phủ quặn đau, gương mặt trắng bệch. Không tốt, ta đồng thời mượn dùng nhâm tiền bối và Phật tổ lực lượng, vẫn là quá miễn cưỡng. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, cũng biết là nhâm phi phàm lực lượng, và Phật tổ lực lượng, quá mức hung mãnh, hắn thân thể có chút không chịu nổi. Nhâm phi phàm đã thay thế Diệp Thần, nhận chịu kinh khắc vương tọa đau nhói, nhưng hắn và Phật tổ bản thân lực lượng, đối Diệp Thần mà nói, gánh vác cũng là quá lớn. Ha ha, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi cũng không phải vô địch. Hoàng Bệnh Hổ thấy một màn này, lập tức cũng biết. Diệp Thần như vậy hung mãnh trạng thái, thật ra thì giá phải trả to lớn, hơn nữa kéo dài không được bao lâu. Suy bại kiếm, phá. Hoàng Bệnh Hổ thừa dịp này cơ hội, lập tức phung chém ra một kiếm, như cuối mùa thu vậy lạnh lùng suy bại kiếm khí, lập tức cuồn cuộn giết ra. Hắc ám cánh đồng hoang trên vùng đất, xuất hiện mang cỏ thúc dục vàng, lá khô rụng, gió thu gào thét khí tượng. Diệp Thần kinh khắc vương tọa, tựa như vậy gặp phải suy bại kiếm khí ăn mòn, từ xanh sẫm màu sắc, trở nên có chút khô héo. Không tốt! Diệp Thần mặt liền biến sắc, lập tức thúc dục Phật Pháp, mảng lớn kinh Phật phù văn, như con bướm vậy bay lượn ra, bện thành một tầng vách ngăn, ngăn trở Hoàng Bệnh Hổ kiếm khí tập sát. Đến đây chấm dứt. Hoàng Bệnh Hổ biết Diệp Thần thân thể không chịu nổi, không có cho Diệp Thần thở dốc cơ hội, liền lập tức lần nữa khua kiếm chém ra, thao thao bất tuyệt suy bại kiếm khí, như cuồn cuộn đợt sóng vậy lần nữa tập sát tới. Ở Hồng Quân lão tổ trợ lực hạ, Hoàng Bệnh Hổ kiếm thế cực kỳ bá đạo, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Diệp Thần thúc dục Thiên Quân Phong Thần Bia, làm là tấm thuẫn vậy, ngăn cản Hoàng Bệnh Hổ kiếm. Nhưng, Hoàng Bệnh Hổ kiếm thế còn là xuyên thấu qua Thiên Quân Phong Thần Bia, đánh đến Diệp Thần trên mình, nhất thời để cho được hắn ngũ tạng lục phủ hỗn loạn, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Ở trạng thái như vậy hạ, Diệp Thần liền kinh khắc vương tỏa cũng ngồi không vững, chỉ có thể đem ngai vàng thu hồi, sau lưng mở ra tự do cánh, thân hình ở trong hư không lóe lên, né tránh Hoàng Bệnh Hổ kiếm khí chém chết. Vậy mấy trăm cái Tử Hoàng Tiên Cung võ giả, có không ít người khôi phục như cũ, sách đao kiếm, muốn từ cạnh tập sát Diệp Thần. Thật may, Diệp Thần có nhâm phi phàm trợ lực, cự kình hư ảnh hộ thân, ngăn trở đánh lén. Nhưng người bình thường tập sát, hắn có thể ngăn cản, Hoàng Bệnh Hổ giết hại, nhưng là khó mà ngăn trở. Dẫu sao, Hoàng Bệnh Hổ có Hồng Quân lão tổ trợ lực, uy thế quá kinh khủng. Diệp Thần có nhâm phi phàm và Phật tổ trợ lực, thật ra thì cũng sẽ không thua, nhưng vấn đề là, hắn tu vi cuối cùng có hạn, không cách nào chịu đựng ở hai đại thiên đế lực lượng bơm vào. Cho nên hắn đối mặt Hoàng Bệnh Hổ, nhất thời liền rơi vào hạ phong. Luân hồi chi chủ, nhận mệnh đi. Hoàng Bệnh Hổ ánh mắt sắc bén, suy bại kiếm ý như điêu tàn trời thu mát mẻ, cuốn sạch thiên địa vạn vật, khô héo kiếm khí chảm phá hư không, chém về phía Diệp Thần đầu lâu. Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể nhâm phi phàm và Phật tổ lực lượng, đang nhanh chóng thối lui. Cũng không phải là nhâm phi phàm và Phật tổ không muốn giúp hắn, mà là hắn thân thể đã chịu đựng không ở bọn họ lực lượng. Đối mặt Hoàng Bệnh Hổ kiếm khí chém chết, Diệp Thần nhất thời rơi vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Diệp Thần, đem Bán Vĩ cho gọi ra tới. Nhâm phi phàm hét lớn. Bán Vĩ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhất vĩ bị cắt nhỏ sau đó, hắn đạt được Bán Vĩ, thế nhưng Bán Vĩ, trước mắt còn không có thuần phục, nếu như gọi tới nói, hắn rất có thể gặp cắn trả, muốn dính không rõ quỷ bí hơi thở. Có ta và Phật tổ ở chỗ này, Bán Vĩ không đả thương được ngươi, mau cho gọi ra tới. Nhâm phi phàm kêu lên. Tình thế khẩn cấp, Hoàng Bệnh Hổ kiếm khí từng bước giết ép, Diệp Thần lập tức cũng không chậm trễ, lập tức mở ra thiên đế linh khiếp, đem phong ấn ở bên trong Bán Vĩ cho gọi ra tới.
Hô! Một đóa ửng đỏ, nhất thời từ thiên đế linh khiếp bên trong bay ra. Cái này đóa ửng đỏ, toàn thân lộ ra không rõ bóng tối hơi thở, tầng mây gian có từng hạt tròn con ngươi lóe lên, lại có các loại vặn vẹo cổ quái, mục nát ác đổ thúi đang nổi lên. Cái này ửng đỏ lại là sống. Chính là bán vĩ. Bán vĩ, chỉ là một để cho tiện gọi mà thôi, trên thực tế, cái này ửng đỏ là một đoàn thuần túy năng lượng thể, chân chính nuôi thú, cũng là năng lượng thể, cũng không có cố định hình dáng. Đầu này bán vĩ, có thể nói đem không không lúc nào không hắc ám khí tức quỷ dị, biểu dương đến trình độ cao nhất, trong tầng mây sôi trào các loại khí tượng, đủ để cho nhân tinh thần tan vỡ. Bán vĩ vừa ra, Tử Hoàng Thiên Cung vậy mấy trăm cái các võ giả, đầu tiên hét thảm lên, không ít người nhìn thẳng bán vĩ một mắt, lập tức bị vậy cổ kinh khủng âm u, không thể danh trạng khí tượng hành hạ điên rồi, thật giống như một cái chưa bao giờ tin quỷ thần người, đột nhiên ở nhà dưới đáy giường thấy được một đầu quỷ. Hiện tại bán vĩ mặt ngoài khí tượng, có thể so với quỷ quái khủng bố nhiều, từng hạt tròn con ngươi lóe lên, nổ tung, vừa nặng tổ, từ bên trong chảy ra chất lỏng sền sệt, so với phù quỷ mẫu xào còn muốn hôi thối hắc ám rất nhiều. Toàn trường mấy trăm cái võ giả, ít nhất có một nửa nhân đạo tim tan vỡ, trực tiếp nổi điên. Những người còn lại, vậy mất đi tất cả ý chí chiến đấu, điên cuồng gào thét đoạt mệnh chạy như điên, đi phương xa chạy trốn đi. Đây chính là đuôi thú khủng bố. Chỉ là thân ảnh hiện ra, còn chưa sử dụng bất kỳ sát phạt lực lượng, vậy quỷ phố mặt ngoài, liền để cho nhân tinh thần hỏng mất. Cái này còn chỉ là bán vĩ, muốn là chân chánh thập vĩ, cả ngày đế chủ thần cũng không dám nhìn thẳng. Đây là đuôi thú. Hoàng bệnh hổ thấy vậy đóa ửng đỏ, vậy lập tức cảm thấy ngực phiền muộn, khó chịu không nói ra được. Lão tổ, ban cho ta lực lượng. Kiếm chém yêu tà. Hoàng bệnh hổ ánh mắt sắc bén, không có lùi bước. Bởi vì hắn biết, một khi lùi bước, sẽ bị đuôi thú sợ hãi hơi thở bao phủ, chỉ có một con đường chết. Hắn mượn dùng trước hồng quân lực lượng, thân kiếm kim quang bạo tăng, một kiếm hướng bán vĩ chém tới. Hống! Vậy đóa ửng đỏ bên trong, tóe ra cuồng lệ tiếng thú gào. Diệp thần trong lòng cũng là thất kinh, ở bán vĩ cho gọi ra tới sau đó, hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố, cực kỳ dữ tợn ý chí lực tính. Xem ra bán vĩ bị phong ấn ở thiên đế linh khiếp bên trong, lệ khí là càng để lâu càng nghiêm trọng, nóng nảy càng ngày càng cuồng bạo. Thật may, có Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ liên thủ áp chế, bán vĩ không cách nào vùng vẫy, chỉ có thể tạm thời nghe theo Diệp thần hiệu lệnh. Diệp thần cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, không có dính không rõ cảm giác, hiển nhiên là Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, thay hắn nhận chịu bán vĩ lệ khí. Bán vĩ, đi! Diệp thần vung tay lên, lập tức thúc giục bán vĩ, hướng hoàng bệnh hổ đạp chết đi. Oanh! Bán vĩ ửng đỏ, lập tức nổ lên, hóa thành một đầu ngàn trượng cao cự thú, không thể danh trạng, khó mà hình dạng bên ngoài xem, ngàn trượng cao trên người, hiện đầy màu xanh đậm con ngươi. Bên trong rút ra vặn vẹo tay chân. Cái này ngàn trượng cao khủng bố cự thú, mang cuồng bạo lệ khí, động trời bào hiếu, tàn phá bừa bãi tàn bạo sát ý, hung hăng đạp chết hướng hoàng bệnh hổ. Hoàng bệnh hổ mượn hồng quân lực lượng, vùng chém ra một kiếm, kiếm quang chém đến bán vĩ trên mình, đem bán vĩ chém thành hai nửa, màu xanh đậm cùng huyết dịch màu đỏ sậm văng khắp nơi. Nhưng, bị chém thành hai nửa bán vĩ, uy thế như cũ hung mãnh. Lấy vô cùng là quỷ dị tư thái, tung tăng đạp chết đến hoàng bệnh hổ trên mình. Không tốt! Hoàng bệnh hổ sợ hãi, thân thể bị từng luồng quỷ dị vô hình ửng đỏ hơi thở cuốn lấy, hắn nhất thời nghẹt thở, chỉ cảm thấy có thiên điều vạn con chăn, quấn quanh trên người, xương cốt thẻ xem kỹ vang dội, từng cây một nổ tung. Lão tổ, cứu ta! Hoàng bệnh hổ khó khăn nói ra, nhưng trên mình kim quang, đã ám đạm đi xuống. Bán vĩ năng lượng cực kỳ khủng bố, lại có thể cắt đứt hắn cùng Hồng Quân lão tổ liên lạc. Đuôi thú kinh khủng năng lượng, mang hắc ám, quỷ dị, không rõ, hôi thối hơi thở, điên cuồng ăn mòn nhập hoàng bệnh hổ thân thể. Hoàng bệnh hổ thân thể, phơi bày ra cực kỳ kinh khủng vặn vẹo tư thái, trên da nứt ra từng hạt tròn con ngươi, những thứ này con ngươi lại nứt ra, hóa thành từng cái mọc đầy răng nanh miệng máu trậu lớn, nhanh chóng đem hắn thân thể máu thịt cắn nuốt hết. Đây là ác mộng vậy cảnh tượng. Để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy đạo tâm tan vỡ. Đây cũng là thế giới hiện thật, khó có thể tưởng tượng khủng bố hình ảnh. Ngay lập tức tới giữa, Diệp thần liền thấy,
Hoàng Bệnh Hổ bị Bán Vĩ chiếm đoạt hầu như không còn, liền cho cốt cũng không có để lại, hoàn toàn biến mất. Ở chiếm đoạt giết chết Hoàng Bệnh Hổ sau đó, Bán Vĩ lại lần nữa diễn biến thành một đóa ửng đỏ hình dáng, treo lơ lửng trên không trung. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Thần nhìn vậy Bán Vĩ ửng đỏ, chỉ cảm thấy khủng bố. Không hổ là đuôi thú, bộc phát ra hung uy, thật là không phải thực tế lời nói có thể hình dạng. Hoàng Bệnh Hổ cường giả như vậy, đều bị Bán Vĩ tùy tiện nuốt. Diệp Thần khó có thể tưởng tượng, như vậy hung ác hung tàn đuôi thú, mình phải như thế nào thuần phục. Diệp Thần, mau thu hồi cái này đuôi thú. Nhâm Phi Phàm kêu to, thanh âm mang ngưng trọng, hiển nhiên coi như là hắn, đối đuôi thú cũng là vô cùng kiêng kỵ, dẫu sao đây là đủ để cùng luân hồi đi đời sách sánh ngang lực lượng. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, lập tức đem vậy Bán Vĩ ửng đỏ, lần nữa phong ấn đến thiên đế linh khiếp bên trong. Kết thúc chiến đấu. Tất cả quỷ dị khí tượng, đều là lui tản mát. Trong hư không, chỉ có một đầu đạm đạm cự kình hư ảnh, còn có con bướm vậy phù văn đang lóe lên. Cuộc chiến đấu này, Diệp Thần dựa vào Bán Vĩ, cuối cùng là may mắn thắng. Nhâm tiền bối, Phật tổ, chúng ta thắng. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nói. Ừ, cái này đuôi thú là cái đại sát khí, đáng tiếc Văn Thiên Đại Sư đã chết, cửu thiên phục long ấn vậy quay về khư, người muốn lại thuần phục đuôi thú, vậy thì khó khăn. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, lại thở dài một cái. Đuôi thú khủng bố cùng mạnh mẽ, hắn ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn biết rõ đi qua nhân quả, biết cửu thiên phục long ấn, là thuần phục đuôi thú mấu chốt pháp bảo. Đáng tiếc, theo Văn Thiên Đại Sư chết đi, pháp bảo này vậy quay về khư, hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa nguyên khí, trở về thiên địa. Nhâm tiền bối, cửu thiên phục long ấn còn có lại xuất thế có thể sao? Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, nói pháp bảo này đã quay về khư, tương lai có lẽ sẽ ra lại đời, nhưng cần vô cùng là rất dài thời gian. Ta vì ngươi lưu ý, nếu như cửu thiên phục long ấn xuất thế, chúng ta phải cướp đoạt lại, đây là thuần phục đuôi thú mấu chốt. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, vậy thì làm phiền ngươi. Tại chưa có bắt được cửu thiên phục long ấn trước, Diệp Thần là không dám ra tay thuần phục đuôi thú, nếu không gặp cắn trả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm lại hỏi, Diệp Thần, có hứng thú tới không không lúc nào không sao? Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cái gì, Nhâm tiền bối, ta tu vi, còn chưa đủ để bước vào không không lúc nào không? Nhâm Phi Phàm nói, phổ thông con đường, người dĩ nhiên không vào được, nhưng người có thể vượt biên. Ta có dự cảm, không không lúc nào không và thế giới hiện thật quy tắc, càng ngày càng yếu kém, không không thời không hắc ám khí tức, rất có thể sẽ trút xuống, chìm ngập toàn bộ thế giới hiện thật. Đến lúc đó, thế giới hiện thật sẽ hoàn toàn tiêu diệt, người cũng có thể gặp liên lụy, ngược lại không như trước thời hạn vượt biên đi lên, có thể bảo đảm vạn toàn. Không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật bên trong, vốn là có thứ nguyên vách đá cách trở, nhưng gần đây đoạn thời gian này, có quá nhiều không không cường giả, dùng tất cả loại thủ đoạn, đột phá thứ nguyên vách đá hạ xuống. Thứ nguyên vách đá đã giãn ra, quy tắc hạn chế, vậy dần dần đổi được yếu kém. Không bao lâu, không không thời không hắc ám khí tức, liền sẽ tiết lộ xuống, đem toàn bộ thế giới hiện thật chìm ngập. Thế giới hiện thật sắp tiêu diệt liền sao? Diệp Thần trong lòng rét một cái, hỏi. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, hắc ám tai biến hạ xuống, cái thế giới này chắc là phải bị chìm ngập. Diệp Thần nói, không phải có mồi lửa sao? Nhâm Phi Phàm nói, là có mồi lửa, nhưng mồi lửa cũng không thể ngăn trở đậm đà như vậy hắc ám, người bắt được mồi lửa, có thể giữ mồi lửa bất diệt, từ phế tích hơn hết sức bên trong, sáng tạo ra mới vũ trụ thế giới, mở ra kỷ nguyên mới. Nhưng cái thế giới này, cái này kỷ nguyên, là muốn hóa thành phế tích cho bụi, đây là rất bình thường vũ trụ luân hồi, thế giới hiện thật thật ra thì đã trải qua rất nhiều lần tiêu diệt cùng sống lại. Thiên địa có sống diệt, kỷ nguyên cũng có cuối thời điểm. Hiện tại, Diệp Thần nhà kỷ nguyên, đã mau kết thúc, bởi vì thứ nguyên vách đá cùng quy tắc giãn ra, hắc ám tai biến rất nhanh hạ xuống, muốn chìm ngập hết thảy. Kỷ nguyên chung kết, thật ra thì trong quá khứ trong năm tháng, đã phát sinh qua rất nhiều lần, nhưng bởi vì mồi lửa bất diệt, mới vũ trụ thế giới, luôn có thể ở trên cao cái vũ trụ bị tiêu diệt phế tích hơn hết sức bên trong, lần nữa sản sinh ra tới. Ở Diệp Thần dưới chân vũ trụ tinh không, sau lưng thật ra thì có vô số thi hài,
đó là đi qua vũ trụ băng diệt hơn hết sức, những thứ này hơn hết sức không ngừng tích lũy, cho nên để cho được đời này tinh không, ở ban đêm phơi bảy bóng tối màu lót. Lúc ban đầu tinh không, ban đêm thật ra thì không hề hắc ám, mà là phơi bày một loại lưu ly sắc thái, rất sạch sẽ, rất thấu triệt. Thiên địa vũ trụ, ở sinh diệt bên trong không ngừng luân hồi, cho đến ngày hôm nay. Diệp Thần tuy biết đạo đây là thiên địa luân hồi, nhưng nghĩ tới toàn bộ thế giới hiện thật, bao gồm hoa hạ trái đất vân, đều phải bị hắc ám chìm ngập, hắn nội tâm liền khó hiểu cảm thấy một hồi vắng lặng, rồi sau đó nhiệt huyết dâng trào, lắc lắc đầu nói. Không, Nhâm tiền bối, ta không ăn trộm độ, ta muốn lưu lại, bảo vệ thực tế. Nhâm Phi Phàm ngẩn ngơ, nói, ngươi thật muốn lưu lại. Cùng hắc ám tai biến hạ xuống, ngươi không ngăn được, thiên địa sinh diệt có lúc, đây là định số, cũng là luân hồi, ngươi không cần cưỡng ép nghịch chuyển. Diệp Thần nói, ta thân là luân hồi chi chủ, thiên địa sinh diệt luân hồi, thật là do ta tới quyết định, ta muốn cái này trời không diệt. Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, cảm nhận được Diệp Thần trong lời nói ý chí chiến đấu, đều là yên lặng, lại có chút bội phục. Phật Tổ thở dài một tiếng, nói thôi, luân hồi chi chủ, đã như vậy, ta và Nhâm huynh cũng không cưỡng bách ngươi. Cùng hắc ám tai biến hạ xuống ngày, ngươi như không nhịn được, có thể kêu gọi ta và Nhâm huynh tên chữ, chúng ta sẽ mang ngươi đi không không lúc nào không. Nhưng bên cạnh ngươi rất nhiều nhiều bạn, có thể liền không mang được, sinh tử có số, ngươi cưỡng ép muốn nghịch chuyển, ta chỉ có thể nói, ta bội phục ngươi dũng khí. Diệp Thần nói, Phật Tổ, đa tạ ngươi che chở, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ ở lại thực tế, chờ đợi hắc ám tai biến hạ xuống, ta đây muốn xem, vậy cái gọi là hắc ám tai biến, có thể hay không đem ta nuốt mất. Nhâm Phi Phàm trầm tư một hồi, nói chống lại hắc ám tai biến, tuyệt không phải chuyện dễ, đó không phải là một cái người, hoặc là một thế lực nào đó lực lượng, mà là cả không không lúc nào không, tiết lộ ra ngoài hắc ám quy luật, là thiên địa nguyên thủy lực lượng, đặc biệt khủng bố. Ta biết có một kiện pháp bảo, cũng là thiên địa tạo hóa ra, có lẽ có thể giúp ngươi đối kháng hắc ám. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, pháp bảo gì? Nhâm Phi Phàm nói, cửu thần gợi ý ghi, truyền thuyết là thiên địa tạo hóa pháp bảo, từ thiên địa căn nguyên bên trong ra đời, ở cửu thần còn không thời điểm ra đời, cửu thần gợi ý ghi cũng đã ra đời. Cái này bản gợi ý ghi, tiên đoán liền cửu thần ra đời, hàm chứa vô cùng mạnh mẽ lực lượng, sau lưng có đại lộ sức mạnh to lớn, nếu như có thể đạt được cửu thần gợi ý ghi mà nói, có lẽ có thể đối kháng tương lai đến hắc ám tai biến, bảo vệ thực tế bất diệt. Diệp Thần lẩm bẩm nói, cửu thần gợi ý ghi sao? Hắn nghe được Nhâm Phi Phàm nói tới cửu thần gợi ý ghi năm chữ thời điểm, nội tâm vậy mơ hồ có dũng khí hỗn loạn cảm giác, tựa như bắt được cái gì mênh mông khoáng đạt thiên cơ. Nhâm tiền bối, như vậy cửu thần gợi ý ghi, ở địa phương nào? Diệp Thần hỏi. Nếu cái này cửu thần gợi ý ghi, có thể đối kháng hắc ám tai biến, hắn tự nhiên muốn mau sớm bắt vào tay. Nhâm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, cửu thần gợi ý ghi sinh ra thời điểm, cửu thần cũng còn không ra đời, quyển sách này, năm tháng thái cổ lão rất xưa, đã sớm bị bụi bặm chìm ngập. Diệp Thần lại hỏi, Phật Tổ, vậy ngươi biết cửu thần gợi ý ghi rơi xuống sao? Thích Già Phật Tổ vậy lắc đầu, nói ta cũng không biết, ta đã từng biết, nhưng tiếc là, ta trí nhớ mài mòn quá nhiều, bộ phận này trí nhớ bị mất. Ta và Nhâm Huynh, đoán qua thiên cơ, cái này cửu thần gợi ý ghi, sau lưng nhân quả, rất có thể cùng cái này phiến hắc ám cánh đồng hoang vu có liên quan. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, Nhâm tiền bối, ngươi kêu ta tới hắc ám cánh đồng hoang vu, chính là vì tìm cửu thần gợi ý ghi sao? Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, ta hoài nghi, cái này phiến hắc ám cánh đồng hoang vu, và cửu thần gợi ý ghi có liên quan. Nhưng, ta và Phật Tổ đã dùng ý niệm quét nhìn qua cái này mảnh đất giới, lại không phát hiện bất kỳ khác thường, quả thực cổ quái. Thích Già Phật Tổ nói, khác thường vẫn phải có, chính là gió bên trong trôi nổi Bồ Công Anh hạt giống, Bồ Công Anh là tự do tượng trưng, cũng là phong thần đồ đằng, những mầm móng này, hàm chứa đi qua thiên cơ, nếu như có thể phá dịch mà nói, có lẽ là có thể giải khai cửu thần gợi ý ghi bí mật. Diệp Thần trong lòng động một cái, hắn trong đan điền, đang có một viên Bồ Công Anh hạt giống, hiện tại đang dùng thời gian pháp tắc ẩn dưỡng, chỉ bất quá còn không nảy mầm. Nhâm tiền bối, Phật Tổ, ta biết, ta sẽ mau sớm để cho vậy Bồ Công Anh hạt giống nảy mầm, rõ ràng lái qua bí mật. Diệp Thần nói,
Nhâm Phi Phàm nói, ừ, nếu như cha xảy ra điều gì chân tướng, nhớ cho biết ta một tiếng. Người vậy có thể đi trở về hỏi một chút thủy thần, hỏa thần, lôi thần, thảo thần các nàng, nhìn các nàng một chút có biết hay không, cửu thần gợi ý ghi rơi xuống. Đây là người đối kháng hắc ám tai biến mấu chốt, tuyệt không thể bỏ qua. Sau này không không lúc nào không, cùng thế giới hiện thật tới giữa quy tắc hạn chế, hoàn toàn đổi được yếu kém, không không thời không hắc ám năng lượng, thì phải chút xuống, chìm ngập cả thế giới, để cho hết thảy trở về hắc ám. Vậy cổ hắc ám năng lượng chút xuống, cả ngày đế chủ thần đều không thể ngăn cản, chỉ có lợi dụng cửu thần gợi ý ghi, mới có thể chống lại phòng ngự. Nhâm tiền bối, ta biết. Diệp thần cũng biết cửu thần gợi ý ghi mấu chốt, liền gật đầu một cái. Nhâm Phi Phàm nói, tốt lắm, ta và Phật Tổ, đi về trước, hôm nay cùng Hồng Quân đấu pháp, ta và hắn tiêu hao đều không nhỏ. Ha ha, bất quá Hồng Quân tiêu hao, sợ rằng sẽ hơn nữa to lớn. Diệp thần nói, Nhâm tiền bối, Phật Tổ, các ngươi đi thong thả. Cự kình khí tượng tiêu tán, Phật quang phù văn dần dần không nhìn thấy. Nhâm Phi Phàm và Thích Già Phật Tổ ý chí, lui trở về không không lúc nào không. Không không lúc nào không, huyết nguyệt thế giới bên trong. Hai người ý chí trở về, mở mắt ra, nhìn nhau một mắt, sắc mặt đều là ngưng trọng. Mới vừa kịch chiến, hai người tiêu hao khá là to lớn. Nhâm huynh, chúng ta rơi xuống lực lượng, trợ giúp Diệp thần, có thể sẽ kinh động trong bóng tối nhân vật, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải lập tức rời đi. Thích Già Phật Tổ trầm giọng nói. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái. Cũng biết cái này phiến thời không, tọa độ có thể đã bại lộ, đổi được không an toàn, liền nói, được, Phật Tổ, vậy chúng ta liền đi đi. Thích Già Phật Tổ nói, ta mang ngươi đi Thiện Vậy Vườn, đó là ta địa giới, tuyệt đối an toàn. Nhâm Phi Phàm lấy làm kinh hãi, nói, Phật Tổ, ngươi muốn mang ta đi Thiện Vậy Vườn. Thiện Vậy Vườn, là không không lúc nào không nhất là thần thánh Phật môn phúc địa, cũng là Thích Già Phật Tổ địa giới, bên trong có vô số lễ Phật tín đồ. Thích Già Phật Tổ bị Diệp thần nơi nhờ, trợ giúp Nhâm Phi Phàm, là có hạn độ. Cái này một tí, Phật Tổ muốn mang Nhâm Phi Phàm đi Thiện Vậy Vườn, đã vượt ra khỏi phổ thông trợ giúp hạn độ, kém không nhiều là đem người xa lạ mang về nhà, là sống chết huyết minh quan hệ, tự nhiên để cho Nhâm Phi Phàm vô cùng giật mình. Đi thôi. Phật Tổ cũng không có băn khoăn cái gì, rất là không câu chấp hào phóng, rõ ràng cho thấy đem Nhâm Phi Phàm làm chân chính huyết minh. Cho dù nhân quả dây dưa, cũng ở đây không tiếc. Nhâm Phi Phàm trong bụng cảm kích, liền chuẩn bị cùng Phật Tổ rời đi. Thích Già Phật Tổ, Nhâm Phi Phàm, các ngươi ngược lại không cần gấp như vậy rời đi. Ngay tại hai người mới vừa muốn lúc đi, một đạo lạnh lùng thanh âm già nua, đột ngột vang lên. Hư không nứt ra, một cái ông già, mang mạnh mẽ uy áp hơi thở, chậm rãi hạ xuống. Cái này ông già... Người mặc vào Đà Đế Thiên Tông trang phục trưởng lão trang, tu vi hơi thở đặc biệt ác liệt, thân thể quanh mình quy luật vặn vẹo, có một từng đạo tà hồn đồ đằng đang lấp lánh, sáng tắt không chừng. Là Đà Đế Thiên Tông người. Nhâm Phi Phàm nhìn vậy ông già, chân mày nhất thời nhíu một cái. Đà Đế Thiên Tông thế lực khổng lồ, cất giấu rất nhiều cao thủ, trong đó nổi danh nhất là trong truyền thuyết 10 đại hộ pháp Dạ Xoa. Nhưng Nhâm Phi Phàm biết, Đà Đế Thiên trong tông mặt còn có rất nhiều cao tầng trưởng lão, so với hộ pháp Dạ Xoa lợi hại hơn được nhiều, chỉ là ngày thường không hiện núi, không lọt nước, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, cho nên ngoại giới biết quá mức ít. Cái này ông già, rõ ràng cho thấy Đà Đế Thiên Tông cao tầng trưởng lão, so với hộ pháp Dạ Xoa còn cường hãn hơn. Nhâm Phi Phàm và Thích Già Phật Tổ, mới vừa trợ giúp Diệp Thần, cùng Hồng Quân lão tổ đấu pháp, linh khí tiêu hao đều là vô cùng kịch liệt. Lúc này đối mặt vậy ông già, nhất thời cảm thấy từng cơn áp lực. Không thể không nói, ông già phủ xuống thời cơ, cầm nặn được tốt vô cùng, vừa vặn là Nhâm Phi Phàm và Phật Tổ, hơi thở yếu ớt thời điểm. Phật Tổ, thật lâu không gặp. Vậy ông già thấy Phật Tổ, cười híp mắt lên tiếng chào. Hồn tiên chi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đầu phục Đà Đế cổ thần, ta còn lấy vì ngươi thân là hồn tiên đế truyền nhân, sẽ có điểm ngạo cốt. Phật Tổ ngưng mắt nhìn vậy ông già, lạnh lùng nói. Hai người hiển nhiên là biết. Ông già tên là Hồn Tiên Chi, nghe được Phật Tổ mà nói, lắc đầu cười cười nói, Hồn Thiên Đế đại nhân thần thông vô địch, ta không tư cách làm truyền nhân của hắn, ta chẳng qua là hắn người làm thôi.
Phật Tổ ha ha cười một tiếng, nói, như hắn thật vô địch, lại làm sao sẽ chết ở Nguyên Thiên Đế trong tay. Ở Nguyên Thiên Đế trước mặt, ai dám nói bất bại, cái nào dám gọi vô địch. Hồn Tiên Chi sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ theo sau lại khôi phục đạm như vậy, cười nói, bàn cờ này còn chưa tới cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nhâm Phi Phàm nghe hai người đối thoại, thiên cơ thấy rõ, đại khái dòm ngó gặp rõ ràng nhân quả. Lúc đầu cái này Hồn Tiên Chi, chính là ngày xưa Hồn Thiên Đế người làm. Hồn Thiên Đế, là Nguyên Thiên Đế địch thủ cũ, là đại đạo khởi nguyên chết một mặt. Nếu như nói Nguyên Thiên Đế, là giữa trời đất sản sinh ra luồng thứ nhất trí khôn. Như vậy Hồn Thiên Đế, chính là luồng thứ nhất tà ác. Ở không không lúc nào không còn không sinh ra thời điểm, Nguyên Thiên Đế cũng đã đem Hồn Thiên Đế giết chết. Chỉ bất quá, Hồn Thiên Đế dưới quyền, vẫn là có chút dư đảng tùy tiện sống sót, tránh thoát vô số kỷ nguyên tai kiếp, thậm chí vượt qua mạt pháp thời đại, một mực sống đến hiện tại. Cái này Hồn Tiên Chi, liền đã từng đi theo qua Hồn Thiên Đế, hôm nay đầu phục Đà Đế Thiên Tông, trở thành cao tầng trưởng lão. Dừng một chút, Hồn Tiên Chi lại nói, Phật Tổ, ta ngày hôm nay hạ xuống, chỉ vì trấn áp Nhâm Phi Phàm, cướp lấy luân hồi đi đời sách, chuyện này cùng ngươi không liên quan, ngươi tránh ra. Dứt lời, Hồn Tiên Chi ánh mắt rơi vào Nhâm Phi Phàm trên mình, trong mắt lướt qua một chút mũi nhọn cùng tham lam. Nhâm Phi Phàm thực lực, cực kỳ mạnh mẽ, nếu như là lúc bình thường, Hồn Tiên Chi không dám xúc phạm. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm chính là yếu ớt, là hắn thừa dịp hư mà vào thời cơ, hắn cũng không nguyện bỏ qua. Phật Tổ nói, Hồn Tiên Chi, ngươi muốn cầm luân hồi đi đời sách, sống lại Hồn Thiên Đế. Hồn Tiên Chi cười hắc hắc, nói, đúng vậy, truyền thuyết bên trong, luân hồi đi đời sách có thay đổi qua đi lực lượng, ta nếu như đoạt vào tay, liền có thể sửa đổi đi qua, đem Hồn Thiên Đế đại nhân hồi phục. Hồn Tiên Chi không có giấu giếm mình ý đồ, trên thực tế, đến hắn và Phật Tổ, Nhâm Phi Phàm cảnh giới này, lẫn nhau tới giữa, tư tưởng cơ hồ là trong suốt, tất cả ý tưởng đều khó che giấu. Bởi vì làm Thiên Đế chủ thần cấp cường giả khác, một tư nhất niệm, nhất cử nhất động, cũng sẽ kích động thiên địa quy luật, cùng cấp cường giả khác, chỉ cần hoa chút thủ đoạn suy tính thiên cơ, là có thể coi là thanh đối phương tất cả ý tưởng cùng mưu đồ. Không chỉ là Thiên Đế chủ thần, coi như là thông thường thần minh, ý tưởng vậy rất khó ẩn núp. Cho nên, ở không không lúc nào không bên trong, chân quý nhất, giá trị nhất vật lớn, cũng không phải là giết hại một loại, mà là có thể che giấu thiên cơ, che giấu ý nghĩ của mình đồ. Phật Tổ nói, luân hồi đi đời sách này cùng thần vật, cho tới bây giờ không ra đời qua, căn bản không ở Nhâm huynh trong tay, ngươi làm sao cướp đoạt. Hồn Tiên Chi cười hắc hắc nói, ta biết, luân hồi sách cũng không có chân chính ra đời, liền hóa thành cướp xám. Nhưng, như bánh xe hồi sách cướp xám, như cũ có sửa đổi đi qua năng lực. Nhâm Phi Phàm, ta biết trong tay ngươi, có bộ phận luân hồi sách cướp xám, đây là ngươi cuối cùng lá bài tẩy, nếu không, ngươi cũng không khả năng sửa đổi đi qua, chém gông trăm đạo, một bước lên trời, thành làm Thiên Đế chủ thần. Ngươi dựa vào Thiên Đế Kim Luân, che giấu thiên cơ, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không gạt được ta. Ngoan ngoãn cầm luân hồi sách cướp xám giao ra, ta có thể tha ngươi một mạng. Nhâm Phi Phàm khẽ cười nói, nếu như ta không cho đâu. Hồn Tiên Chi sát khí bại lộ, nói, vậy ta liền giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn như ưng chuẩn vẫy bay tập kích ra, từng luồng tà hồn khí tức, mang kinh khủng giết hại uy nghiêm, hung hăng chụp vào Nhâm Phi Phàm mặt. Dừng tay. Phật Tổ kinh hãi, bàn tay Phật Quang dâng lên, huy trưởng đánh ra, muốn ngăn trở Hồn Tiên Chi. Nhưng, mới vừa cùng Hồng Quân Lão Tổ đấu pháp, Phật Tổ tiêu hao cũng là to lớn, hắn hôm nay vậy không ngăn được Hồn Tiên Chi. Hồn Tiên Chi tốc độ cực nhanh, đột phá Phật Tổ ngăn trở, một trường tới sát Nhâm Phi Phàm trước mặt. Nhâm Phi Phàm nhưng là thong thả, khí định thần nhàn vậy nghiêng người tránh một cái, tránh được Hồn Tiên Chi thế công, rồi sau đó lạnh lùng nói. Ngươi muốn luân hồi sách cướp xám, thật ra thì ta cũng có thể cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Nhâm Phi Phàm sau lưng linh khí nổ, ùng ùng vang dội, có vô số hắc ám quỷ bí hơi thở, từ trong đó lật tràn ra. Những cái kia hắc ám quỷ bí khí tượng, thậm chí so với giống vậy đuôi thú, còn kinh khủng hơn đáng sợ được nhiều, tựa như nổi lên cái gì thiên tai kiếp nạn, một khi hiện lên nói, muốn để thế gian rơi vào ngày tận thế. Một viên tinh cầu khổng lồ,
liền từ vậy phiến hắc ám quỷ bí hơi thở bên trong, chậm rãi bốc lên. Viên này tinh cầu khổng lồ, hoàn toàn là dùng cho bụi chất đống mà thành, là một viên cho bụi thiên tinh, phía trên hiện đầy thiên tai, máu họa, thảm thiết khí tượng, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy mạt pháp hạ xuống, thiên địa vạn vật phải đi hướng tiêu diệt. Đây là luân hồi sách. Hồn tiên chi có vẻ kinh hoàng, nhìn viên kia cho bụi thiên tinh, lập tức liền nhận ra. Đó chính là luân hồi sách một viên cướp xám. Luân hồi sách uy năng khủng bố, một viên nho nhỏ cướp xám, liền có thể hóa thành to lớn cho bụi tinh cầu, bộc phát ra ngập trời ngày tận thế khí tượng, có thể mai táng hết thảy. Hồn tiên chi cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm, vội vàng lui về phía sau. Phật tổ cũng cảm nhận được nguy hiểm, liên tục lui về phía sau, không dám đến gần vậy cho bụi thiên tinh. Chỉ gặp vậy cho bụi thiên tinh, chậm rãi chuyển động lực, tựa như thế giới quy luật, thiên địa thời không định số, đã phát sinh qua sự việc, đều bị sửa đổi, vận mệnh tất cả trước mạch lạc, ở đó cho bụi thiên tinh uy năng hạ, cũng lộ vẻ đến đáng thương lại buồn cười, tùy thời có biến động có thể. À, ta thân thể. Hồn tiên chi đột nhiên la hoảng lên, hắn cũng không có gặp phải cho bụi thiên tinh công kích, nhưng hắn thân thể, nhưng xuất hiện vô cùng là quỷ dị biến hóa. Hắn thân thể, lại có thể dần dần đổi được trong suốt, muốn hóa thành hư không, thật giống như cho tới bây giờ không có ở trên đời này xuất hiện qua vậy. Nhâm Phi Phàm, người sửa đổi đi qua, muốn đem ta xóa bỏ. Hồn tiên chi tức giận, lại là sợ hãi nhìn về Nhâm Phi Phàm. Giờ khắc này, Nhâm Phi Phàm lại có thể mượn dùng luân hồi sách cướp cho lực lượng, phải sửa đổi đi qua, từ ngọn nguồn trên xóa bỏ hồn tiên chi. Hồn tiên chi hôm nay tuy mạnh lớn, nhưng hắn mới vừa thời điểm ra đời, cũng bất quá là một cái trẻ em thôi, Nhâm Phi Phàm muốn giết hắn, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn thời kỳ thơ ấu, thì đã chết đi, vậy cũng sẽ không lại còn hắn bây giờ. Đi qua bị sửa đổi, tu từ bỏ thời gian tuyến, đầu ánh đến thực tế, hắn liền sẽ biến mất. Đây chính là luân hồi sách khủng bố, trực tiếp sửa đổi đi qua, đem người từ căn nguyên trên xóa bỏ. Đây cũng không phải là ngoài ra mở ra một cái song song thời không, mà là thay đổi phát hiện có thời không quy luật, dao động thế giới căn cơ, sau lưng liên quan đến suy luận quan hệ nhân quả thay đổi, thật là không thể dùng lời nói hình dạng. Nhâm Phi Phàm không nói gì, chỉ là thúc giục vậy cho bụi thiên tinh, sửa đổi trước vận mệnh đi qua mạch lạc, sửa đổi trước hồn tiên chi đi qua, phải đem hắn từ ngọn nguồn trên giết chết. Người điên, người điên. Hồn tiên chi lớn tiếng hét dầm lên, nhìn mình không ngừng đổi được trong suốt thân thể, hắn lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, một bên mắng Nhâm Phi Phàm, một bên chật vật chạy trốn rời đi. Hắn nếu như không đi nữa, thì thật phải chết ở Nhâm Phi Phàm trong tay. Hắn bây giờ đi về hướng Đà Đế cổ thần cầu cứu, chỉ ít còn có một chút mạng sống có thể. Nhâm Phi Phàm gặp hồn tiên chi chạy trốn, lạnh lùng cười một tiếng, cũng không đuổi theo, yên lặng đem vậy cho bụi thiên tinh thu hồi. Phật tổ ánh mắt mang theo một chút kinh quý, lại thở dài một tiếng, nói, Nhâm huynh, ngươi quá dính vào, lấy ngươi hôm nay trạng thái, cử động nữa dùng luân hồi sách lực lượng, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Luân hồi sách lực lượng, đích xác là long trời lở đất, vô cùng khủng bố, so với bốn đại chí cao thần khí, còn kinh khủng hơn được hơn. Nhưng muốn mượn dùng luân hồi sách lực lượng, trả giá cao, vậy là đặc biệt to lớn. Phật tổ chỉ lo lắng, Nhâm Phi Phàm sẽ xảy ra chuyện. Trước kia, Nhâm Phi Phàm sửa đổi đi qua, chém gông trăm đạo, một bước lên trời, thành làm thiên đế chủ thần, sổ nợ này còn chưa trả thanh, hiện tại hắn lại thiếu mới tội nghiệt. Thay đổi qua đi, sửa đổi vận mệnh đã xác định mạch lạc, dao động thế giới căn cơ, chính là lớn nhất tội nghiệt. Nhâm Phi Phàm không câu chấp cười nói, không sao, Phật tổ, ngươi không phải nói muốn mang ta đi thiện vậy vườn sao? Ta càn rỡ một ít, vậy không hại đến đại thể. Hắn biết thiện vậy vườn là Phật môn cao nhất thánh địa, cùng đi đến thiện vậy vườn, hắn là có thể nghỉ ngơi cho khỏe, không cần lại lo lắng luân hồi sách cắn trả. Phật tổ lắc đầu nói, ta chỉ sợ ngươi luân hồi sách uy lực quá lớn, đem ta thiện vậy vườn cũng hủy diệt. Nhâm Phi Phàm cười nói, sẽ không. Lúc này, thiên ngoại thiên, hắc ám cánh đồng hoang vu bên trong. Diệp Thần tự nhiên không biết, Nhâm Phi Phàm và Phật tổ, trở về đến không không lúc nào không sau đó, còn gặp phải hồn tiên chi tập kích. Lòng hắn muốn, cửu thần lục là đối kháng hắc ám tai biến mấu chốt, ta được mau sớm tra tìm ra rơi xuống.
Suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền chuẩn bị lên đường đi Thiên Thảo Sơn Trang. Có thể vừa mới chuẩn bị đứng dậy, chính là nhận được huyễn môn tin tức. Huyễn đạo tôn tháp mở ra. Đây đối với ta lại nói là tin tức tốt, hơn nữa hẳn không biết trì hoãn quá lâu, giải quyết xong chuyện này lại đi tìm cửu thần lục. Nghĩ tới như vậy, Diệp Thần liền muốn huyễn môn đi. Hai tiếng sau đó, huyễn môn. Không thanh đường bên trên, năm tôn tiên đế đều là nghiêm túc đứng, ngắm nhìn phương xa. Huyễn đạo tôn tháp sắp mở, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Đại trưởng lão sau lưng, Diệp Thần cùng Ninh Nguyệt như sóng vai thân hình, như ẩn như hiện lộ ra bừng bừng vậy đạo thế, ấm áp lại sáng ngời. Làm phiền đại trưởng lão. Diệp Thần hơi khom người, nhẹ giọng nói. Ừ, ta biết, đại trưởng lão gật đầu. Các vị, theo ta trưởng kết giới. Đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống, thân hình hóa là một đạo kim mang, phóng lên cao. Ngay sau đó, năm tôn cự đỉnh ánh sáng rực rỡ đại thịnh, sáng chói chói mắt bảy màu bảo hoa từ trong đó phóng lên cao, thẳng sâu trên bầu trời, tựa như đem cả tòa huyễn môn bao phủ ở bên trong, mà ở bảo hoa trung ương, dần dần hiện ra là một tòa cao vút trong mây tháp ảnh. Đây cũng là huyễn đạo tôn tháp, tin đồn ẩn chứa trong đó trận pháp cường đại, thậm chí có thể liền không không lúc nào không tồn tại trận pháp cũng có thể gặp, chính là huyễn môn đặt chân thái thượng căn cơ. Chúng ta vậy lên đường đi. Diệp Thần đạm cười, mang Ninh Nguyệt như bước ra một bước hư không, hướng tháp ảnh vội vã đi. Chúng ta vậy đi. Còn lại mấy đại trưởng lão nhìn nhau liếc nhau một cái, đều là bước ra một bước, phóng lên cao, hóa thành một đạo lưu quang lướt vào huyễn đạo tôn tháp bên trong, biến mất không gặp. Vù vù. Không gian rung động, một cổ vô cùng cuồng bạo hút kéo lực, từ không trung tòa kia cao ngất bảo tháp bên trong nổ bắn ra ra, tựa như một cái u ám thâm thúy lối đi, không gặp cuối, đem mọi người thân hình chiếm đoạt xuống. Một khắc sau, Diệp Thần các người cũng đã bị lôi kéo đến huyễn đạo tôn tháp thế giới bên trong. Huyễn đạo tôn tháp, tổng cộng phân là 9 tầng, hắn mỗi một tầng đều có một nơi không biết tên lối vào, mỗi cái lối vào cũng chỉ có thể vào không thể ra. Chỉ có thể dựa vào huyễn đạo tôn tháp tự chủ vận chuyển. Mà lúc này, Diệp Thần các người cũng đã ở huyễn đạo tôn tháp tầng thứ nhất lối vào. Chúng ta đi vào. Lời của đại trưởng lão tiếng nói vang khắp, Diệp Thần các người rối rít bước vào trong đó. Trong nháy mắt, một loại hoảng hốt cảm giác tràn ngập trong lòng, Diệp Thần tựa như cảm giác trở lại mình đã từng chỗ ở thế giới vậy, nơi đó có một phiến rộng lớn thảo nguyên. Thảo nguyên một bên khác, là mờ mịt đại hải. Nước biển cuồn cuộn tràn lên, từng đợt vỗ bên bờ bãi cát, phát ra từng cơn tiếng nổ. Thảo nguyên đối diện là một vùng dãy núi, trên đám mây không gặp đỉnh núi, một phiến bát ngát lại tráng lệ cảnh tượng. Mà những thứ này đều là thật cảnh tượng, hắn chắc chắn, đây là thật thế giới. Ở trên thảo nguyên phương thương khung chỗ sâu, có một vòng liệt nhật chìm nổi. Đây là huyễn đạo tôn tháp, trong tháp thế giới, cũng có chân thực cùng ảo tưởng hai loại khái niệm. Hơn nữa, ở trong tháp trên thế giới, tất cả mọi người đều có sanh lão bệnh tử quy luật, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm, cũng không có cái gì cường đại sinh mạng thể, nơi có sinh linh ở chỗ này dã man sinh trưởng. Nơi này chính là huyễn đạo tôn tháp sao? Diệp Thần ngẩng đầu ngẩng mặt trước như bánh xe liệt nhật, trong mắt híp lại, lẩm bẩm nói nhỏ. Mặc dù đã sớm nghe nói huyễn đạo tôn tháp bên trong tự thành càn khôn, vô cùng huyền diệu, thậm chí có thể làm nhiễu thế giới hiện thật tốc độ chảy. Nhưng lại không nghĩ rằng lại sẽ như vậy đẹp, vậy vầng mặt trời nóng rực tựa như ở tản ra ánh sáng nóng bỏng, làm người ta say mê. Huyễn đạo tôn tháp đích xác là không giống vật thường, ở chỗ này tu luyện, đối với võ kỹ cùng thần thông thuật lĩnh ngộ đem sẽ có chất bay vọt, nơi này là chân chánh tu hành thánh địa. Lời của đại trưởng lão trong lời nói mang một chút tự hào cùng khẳng định, có thể ở nơi này, cho dù là chỉ có quá ngắn thời gian, đều là để cho người vô cùng hài lòng. Nơi này không gian tốc độ chảy, là ngoại giới không chỉ gấp mấy lần, lúc này mới còn là tầng thứ nhất không gian, như vậy đỉnh tháp đâu. Đúng vậy, nếu là có cơ hội ta nhất định cũng phải tới ở thêm một đoạn thời gian. Diệp Thần gật đầu. Đại trưởng lão tiếp tục nói, chúng ta đi thôi, tới trước tầng 4 xem, có lẽ các ngươi còn có cái khác thu hoạch vậy nói không chừng. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt hơi sáng, gật đầu hẳn là. Vèo, vèo, vèo. Vèo. Mấy người một đường bay nhanh chóng xông về huyễn đạo tôn tháp tầng 4. Diệp Thần các người xông lên tầng 4, giờ khắc này,
chỗ đã thấy nhưng là một phiến mênh mông đất bằng phẳng. Mà ở trên đất bằng, đứng chi chít võ giả, chừng đếm hơn 100.000 người, bọn họ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm trước mặt một nơi đài cao. Những người này, phần lớn đều là hơi lớn tuổi ông già, từng cái khí tức trầm ổn nội liếm, cả người lộ ra mênh mông uy áp. Mà ở nơi này chút ông già bên trong, có một đạo bạch bào bóng đẹp. Đó là một người cô gái, một đầu đen nhánh lung linh tóc xanh phi ở sau ót, da như nõn nà, da thịt trắng như tuyết, mi tựa như loan nguyệt, mũi cao tú, môi núi chắc nịch xoanh, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi tròng mắt kia, tựa như tinh thần vậy lóe lên, toát ra một cổ linh động lại băng hàn ý vị, tăng thêm mấy phần đẹp lạnh lùng ý. Đại trưởng lão nhưng là mở miệng nói, cái này huyễn đạo tôn tháp, lão phu các người cũng không quá hành đến đây, còn như vậy năm tầng bên trên có cái gì, ngay cả chúng ta đều là không biết. Ninh Nguyệt Như nhìn trước mắt mênh mông như biển đám người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi ngờ thật lớn, nói, những người này, là ảo là thật. Liền nàng đều không cách nào nhìn thấu tồn tại, cái này để cho Đinh Nguyệt Như cũng hơi cảm thấy một chút bất an. Tướng do tâm sinh, người hy vọng là như thế nào? Đại trưởng lão khẽ vuốt râu bạc trắng, đầu tiên là lắc đầu hỏi ngược lại, chợt lại là khẽ thở dài, những người này ngắm nhìn trên đài cao, chỉ có huyền cơ, chỉ khi nào đến gần. Diệp Thần mong xuống phía dưới mênh mông dòng người, hắn đã nghĩ được sẽ phát sinh cái gì, xem hắn hơi thở, vậy mỗi một người đều là sâu không lường được, nếu như ra tay, tất nhiên trời long đất lở. Nghìn năm trước, huyễn môn bên trong, từng có cao tầng cưỡng ép ra tay can dự, kịch liệt chập chờn suýt nữa dẫn động huyễn đạo tôn tháp vỡ nát, từ đó sau đó, chính là lại không người dám làm loạn. Bọn họ tựa hồ đang bảo vệ cái gì, không cho phép có người đến gần vậy đài cao. Nếu như nghĩ thông suốt đi tầng thứ 5, vậy đài cao có thể là duy nhất lối vào. Đại trưởng lão giải thích. Những năm gần đây, huyễn môn cao tầng tìm khắp tầng thứ 4 không gian mỗi một xó xỉnh, đều là không thu hoạch được gì, cũng chỉ có vậy bị chúng tinh phủng nguyệt đài cao, chưa từng nhích tới gần. Tiên đế cường giả ra tay, huyễn đạo tôn tháp cũng sẽ sau đó vỡ nát, nếu như ta và Diệp Thần đâu. Ninh Nguyệt như vẻ mặt buồn thiu, mắt to mâu trong nháy mắt, phạm nổi lên khó khăn. Cho dù nàng và Diệp Thần có thông thiên có thể, thực lực đối phương và số người vô cùng nhiều, vậy đủ để cầm hai người bọn họ người đấm thành thịt nát. Không tháo cục diện sao? Diệp Thần cũng là cho mày, sau đó ánh mắt nhìn về thần bí kia trên đài cao, bọn họ ở màng bái. Say mê, tế tự, vẫn là... Không, đều không phải là... Ninh Nguyệt Như lắc đầu một cái, nhìn về phía cầm đầu vậy cô gái cao gầy, nói, bọn họ ở phòng bị. Tựa hồ là lòng có cảm giác, phụ nữ kia một giây kế tiếp quay đầu, hai đôi tròng mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng, động một cái không nhúc nhích. Từ đầu tới cuối, cô gái cao gầy đều là không nói một lời, yên lặng yên tĩnh xem. Sợ là chúng ta được cứng lại. Nhìn cái trước đồng lỗ bên trong vậy từ chối người ngàn dặm rét lạnh ý, Đinh Nguyệt Như trầm giọng nói. Nàng và Diệp Thần cũng rõ ràng cảm nhận được liền một cổ vô hình uy hiếp. Hơn nữa, Diệp Thần trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Rõ ràng là lần thứ nhất tới này, loại cảm giác này nhưng là quanh quẩn trong lòng, để cho Diệp Thần kinh hãi không thôi. Xông vào. Diệp Thần cau mày hỏi, mặc dù trong lòng cũng rõ ràng, mình và Đinh Nguyệt Như căn bản không cách nào xông vào. Chúng ta nếu là có động tác, tất nhiên sẽ gặp công kích. Cho nên, các ngươi cần phải nghĩ biện pháp tránh và bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Mà huyễn đạo tôn tháp đài cao, chính là một cái tuyệt đẹp lựa chọn. Đại trưởng lão mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn phía trước vậy từng hàng tố y trường sam. Diệp Thần, chúng ta làm thế nào? Ninh Nguyệt Như xoay người nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hơi ngẩn ra, nếu như tùy tiện xông vào đài cao, một khi gặp được công kích, khi đó hai người bọn họ phiền toái liền lớn. Thần bí kia đài cao, tựa hồ đối với những người trước mắt này mà nói, là một cái cấm khu. Ta đi thử một chút. Ninh Nguyệt Như suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói. Không được. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, lại nói, những người này quá mạnh mẽ, ta đi vậy không nhất định có thể còn sống trở về. Còn có cô gái thần bí kia, nàng tựa hồ là chẳng muốn để cho chúng ta đến gần, hơn nữa, ta cảm thấy nguy hiểm. Lúc trước vậy cổ cảm giác bị áp bách, chính là uy hiếp. Nàng đang cảnh cáo chúng ta không nên tới gần, nếu như chúng ta tùy tiện đến gần. Sợ rằng sẽ chọc cho giận nàng. Diệp Thần nói, nàng mặc dù không từng ra tay, nhưng những người đó,
tùy thời sẽ nghe nàng hiệu lệnh mà động. Vậy làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, ta nếu đã đáp ứng cùng ngươi xông cái này huyễn đạo tôn tháp, liền sẽ không bỏ rơi, ta sẽ bảo hộ ngươi, hơn nữa vậy sẽ bảo hộ tốt mình. Diệp Thần đưa tay xoa xoa Đinh Nguyệt như đầu, nghiêm túc nói. Hừ hừ hừ, bổn cô nương cũng không phải là đứa nhỏ. Nghe được Diệp Thần mà nói, Đinh Nguyệt như bĩu môi, chê nói. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn là ấm áp, dẫu sao Diệp Thần là mình tin cậy nhất người. Tốt lắm, không cần lo lắng, ta đi lên trước dò xét một chút tình huống. Diệp Thần cười một tiếng nói. Ừ, ngươi chú ý. Đinh Nguyệt như gật đầu một cái. Theo thời gian rời đổi, đài cao một bên những người đó càng tụ càng nhiều, hơn nữa trên đài cao kia, vậy xuất hiện mấy đạo mô hồ hình ảnh, những cái kia thân thể khổng lồ hư ảnh, người người đều là thực lực không tầm thường. Cái này huyễn đạo tôn tháp, quả thật có chút cổ quái. Diệp Thần nhìn những hư ảnh này, trong lòng ngầm nói. Bất quá, coi như là như vậy, vậy không có quan hệ. Ta đây muốn xem, bọn họ rốt cuộc trông nom thứ gì. Diệp Thần trong lòng đưa ngang một cái, hướng trên đài cao đi tới. Ở Diệp Thần đi lên trong nháy mắt, trên đài cao vậy mấy tôn cao lớn hư ảnh, tất cả đều là đồng loạt quay đầu nhìn Diệp Thần, trong mắt sát khí lẫm liệt. Những hư ảnh này thực lực, đều là cực kỳ khủng bố, có thiên địa quy tắc cường hóa, thậm chí còn có một cái bước vào trung cấp tiên đế cường giả chấn giữ. Diệp Thần bước chân dừng một tí, bất quá rất nhanh lại là nhấc chân bước lên đài cao. Diệp Thần không sợ, hắn mục tiêu chính là đài cao chóp đỉnh đạo thân ảnh kia. Hắn ánh mắt, nhìn thẳng vậy đạo mô hồ bóng người, không nhanh không chậm cất bước tới, muốn dò xét ra nơi đây sâu cạn, đánh một trận ở khó tránh khỏi. Giết! Những cái kia hư ảnh trung ương, bước vào tiên đế cường giả, vung tay lên, thiên địa ám nhiên, hư không không ngừng bể tan tành, kích động vô số mảnh vỡ hướng Diệp Thần thích liền đi qua. Còn thừa lại mấy tôn hư ảnh đều là tức giận giống to, khua kiếm trong tay nhận sâu thương khung đạo thế, mang theo cao nhất sinh sát lớn thuật cũng là hướng Diệp Thần chém chết tới đây. Diệp Thần vậy không thối lui, thốn kình, khai thiên. Hắn không chút do dự nào, lập tức một quyền đánh ra, quyền thế như rời núi lấp biển, băng thiên liệt địa. Phịch! Đạo âm vang vọng trên bầu trời, kích tạo nên vô cùng vô tận hư không chảy loạn cuồng vũ, nổ liên miên không dứt. Diệp Thần thân thể vừa chuyển, hai tay mãnh lộ ra, như võ tổ vậy mạnh mẽ, những cái kia sát phạt thế công chính là như huyễn mộng vậy tiêu tán, vô số sấm sét cũng là tán loạn, hóa thành đầy trời bay phất phơ. Diệp Thần thân thể nhẹ nhàng chớp mắt, liền xuyên thấu những cái kia công kích, về lại mâu, đã là hiện thân ở đài cao trước. Không tốt, lúc trước những cái kia công kích bất quá là uy hiếp, Diệp Thần đặt chân liền đài cao, những người đó muốn đánh thật. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Hắn đã làm xong chuẩn bị, nếu như một khi chuyện không thể là, chính là cưỡng ép ra tay, vậy phải đem Diệp Thần cứu lại được. Ở đó một thiên huyễn lâm bên trong nàng chưa từng trở về trước, Diệp Thần tuyệt không cho sơ thất. Trên đài cao, những cái kia cao lớn hư ảnh cũng không phải là thực chất tính tồn tại, bọn chúng thân thể, vậy chỉ là ảo tưởng thôi. Ảo tưởng thuật, không hổ là ảo tưởng thuật. Diệp Thần than thầm, mặc dù hắn cũng có thể sử dụng những thứ này ảo thuật mê muội kẻ địch, nhưng cái này vậy hủy thiên tan biến có thể cũng không phải là giả, lấy này trưởng sinh sát, quá mức nghịch thiên. Không vận không thể để đài cao. Trên đài cao thần bí kia bóng người, tựa hồ phát giác cái gì, thanh âm lạnh như băng truyền tới. Phù quỷ mẫu xào, yêu ma xuất thế, hạ xuống. Diệp Thần quát to một tiếng, vung tay lên, sử dụng phù quỷ mẫu xào. To lớn bóng tối xào huyệt, nhất thời trên không trung nổi lên, vô số hắc ám cùng quỷ bí hơi thở, ngay tức thì bùng nổ. Hu hu hu, ở giữa thiên địa, âm phong gào thét. Tất cả người vòng quanh hắc ám phù văn, chảy xuôi hôi thối thi nước yêu ma, từ phù quỷ mẫu xào bên trong lao ra, khặc khặc cười gằn, hướng phía trước lướt đi. Những cái kia phù quỷ yêu ma lực lượng rơi vào cô gái thần bí kia trên người, lại bị một cổ cường đại lực lượng chặn lại, căn bản không cách nào đem phụ nữ kia thương tổn tới chút nào. Bất quá, may là như vậy, Diệp Thần vẫn có thể thấy, vậy trên người cô gái có một tầng đạm đạm huyết quang đang lưu động, mặc dù tầng kia huyết quang cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn như cũng có thể nhìn ra được, vậy trên người cô gái phòng ngự, đã là đạt tới tương đương đáng sợ trình độ. Thấy cô gái kia trạng thái, Diệp Thần cau mày. Mặc dù ỷ mình phù quỷ mẫu xào không tầm thường,
thậm chí có thể hoàn toàn không thấy nhỏ yếu tiên đế tồn tại, thế nhưng không nhìn ra sâu cạn cô gái, Diệp Thần lực lượng, không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. Cái này thì để cho người có chút phiền toái, nếu như đổi lại những võ giả khác, chỉ cần một chiêu là được giải quyết vấn đề, nhưng cô gái kia phòng ngự, thật là có thể nói biến thái, chẳng lẽ muốn sử dụng thủ đoạn kia? Cẩm Lý Thiên Phù, cho ta diệt nữ nhân này. Diệp Thần thong thả, ngón tay một nặn quyết, cả người linh khí bơm vào đến phù quỷ mẫu xào bên trong. Vù vù, hắc ám to lớn xào huyệt bên trong, chậm rãi dâng lên một tờ linh phù. Vậy tờ linh phù, quang minh quy luật vần quanh, cá chép nhảy lên, tiên khí trôi giạt, toát ra thiên trọng vạn nặng thần thánh chói lọi, chính là Cẩm Lý Thiên Phù. Cẩm Lý Thiên Phù vừa ra, nhất thời, thần thánh quang minh, liền xuyên qua hết thảy. Cẩm Lý Thiên Phù và phù quỷ mẫu xào ở bên ngoài rất cường đại, nhưng ở chỗ này, không được. Thấy Diệp Thần cử động, vậy đứng tại trên đài cao cô gái, sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt bên trong hơi có vẻ thất vọng, khẽ gật đầu một cái, theo sau chính là một trường vung ra. Đó là một cái to lớn vô biên dấu tay, mang hủy thiên diệt địa vậy chập chờn, nặng nề đánh vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần một tiếng kêu đau, thân hình run lên, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Diệp Thần. Thấy Diệp Thần lại bị vậy cô gái thần bí cho đánh bay ra ngoài, bên cạnh Đinh Nguyệt như kinh kêu thành tiếng, không khỏi lau mồ hôi một cái. Bỏ mặc nói thế nào, nàng tuyệt không thể xem Diệp Thần bị giết mà không lý, hai bên lực lượng quá mức khác xa, hôm nay trạng thái Diệp Thần xa không phải hắn địch thủ. Ngay tại Đinh Nguyệt như phải ra tay để gặp, Diệp Thần nơi mi tâm, đột nhiên có một quả màu vàng kim ngọc giản tách thả ra thần mang, một món kim ấn lực trong im lặng giật tán ở giữa thiên địa, để cho vậy vốn muốn hạ sát thủ cô gái thần bí một lần. Ngọc giản này ở giữa kim ấn lực chính là trước đây Thiên Huyễn Lâm bên trong nơi được. Cô gái thần bí kia, tựa hồ là cảm ứng được Diệp Thần mi tâm ngọc giản lực, hơi nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần ấn đường, tựa hồ là cảm giác được ngọc giản kia có chút quen thuộc. Sau đó, cái này cô gái thần bí chính là thu liễm ý định giết người, đạm đạm nhìn Diệp Thần một mắt, nói, là chìa khóa. Nhưng không phải ngươi. Cho dù là ngươi bị đồng ý, cũng không cách nào đặt chân nơi đó, thời cơ chưa đến. Cô gái thần bí mở miệng nói. Thời cơ chưa đến, có ý gì? Diệp Thần cau mày. Diệp Thần. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Đinh Nguyệt như thân hình hướng Diệp Thần chạy tới. Thân ảnh nho nhỏ ngay tức thì chắn Diệp Thần trước người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cô gái thần bí. Là ngươi. Cô gái thần bí ban đầu đạm như vậy ánh mắt ở thấy Đinh Nguyệt như trong nháy mắt đổi được kinh ngạc, nhưng rất nhanh chính là bình phục, chỉ là lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy, nếu là ngươi an bài, vậy ta tạm thời tạm tin một lần. Các ngươi theo ta tới. Cô gái thần bí kia chỉ là để lại một câu nói, chính là thân hình chớp mắt. Chính là hóa thành một đạo huyết quang từ trên đài cao biến mất không thấy. Cái này, chẳng lẽ nàng biết Đinh Nguyệt Như? Diệp Thần chân mày cau lại, cái này để cho hắn nghĩ tới điều gì? Diệp Thần nghi ngờ, cũng không có kéo dài bao lâu, trên đài cao kia người thần bí chính là lại lần nữa vang lên thanh âm, các ngươi có thể tiến vào, nhưng nhớ không muốn để cho mấy tên kia cửa nhúng tay, nếu không sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cô gái này ý nói. Chỉ chính là huyễn môn mấy vị trưởng lão. Sau đó, Diệp Thần nơi mi tâm màu vàng ngọc giản lại lần nữa lóe lên mấy tia ánh sáng nhạt, mấy đạo kim mang từ ngọc giản kia bên trong lao ra, cùng vậy đài cao diêu tương chiếu rọi, mơ hồ giật tán ra một cổ nhu hòa ấm áp. Đạo kim quang này, cùng trước kia trên đài cao kia màu vàng trùm tia sáng có hiệu quả hay như nhau, duy chỉ có lần này Diệp Thần không có giống trước như vậy cảm giác được choáng váng, hơn nữa cũng không có như vậy cháy vậy đau đớn. Mà là tựa hồ có một loại cảm giác thư thích. Nếu muốn leo lên huyễn đạo tôn tháp tầng thứ 5, chỉ có một con đường này. Nàng đối với chúng ta không có sát ý, trước theo nàng đi xem. Diệp Thần hướng về phía Đinh Nguyệt như nói, Đinh Nguyệt như gật đầu một cái, sau đó chính là mang Diệp Thần đi theo phụ nữ kia đi trên đài cao nhảy một cái đi. Ở nơi này to lớn thông thiên cao giữa đài, là một tòa vô cùng to lớn cung điện, bên trong cung điện vô cùng trống trải. Bốn phía đều là một phiến sáng bóng tinh thần làm bằng, từng cây một đồng xanh điêu khắc long cốt khảm nạm ở trên đó, trông rất sống động, nhìn như giống như là vật còn sống như nhau, để cho người không lạnh mà run. Tại đại điện đang phía trước, đứng sừng sững một tòa cao vút trong mây tháp cao, đỉnh tháp bên trên, một cái lớn vô cùng bạch long quanh quẩn lên,
đá quý vậy lóe lên nhỏ mang đồng lỗ nhìn thẳng Diệp Thần hai người, phảng phất là chân long vậy, dương nanh múa vuốt ở biển mây bên trên ngao du. Nhìn cái này cao tủng trong mây tháp cao, Diệp Thần trong đầu, đột nhiên hiện ra một câu nói, thần thích thủ hộ giả, ngay tại đỉnh tháp. Là vậy cái yên lặng màu vàng ngọc giản ở hướng ta tiết lộ ra tin tức gì? Đó là ý gì? Diệp Thần không rõ ràng, chẳng lẽ cái này huyễn đạo tôn tháp, khác có càn khôn? Mà ở đài cao ra, huyễn môn trưởng lão đang bảo vệ ở vòng ngoài, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, đại trưởng lão nhìn về vậy đài cao, nhìn như trầm ổn hắn đi qua đi lại, từ vậy rối loạn nhịp bước tới xem, cụ già cũng không bình tĩnh. Đại trưởng lão lẩm bẩm tiếng lóng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tuy nhiên đại trưởng lão cũng biết huyễn môn một ít bí mật, vậy rõ ràng cái này huyễn đạo tôn tháp chính là trong môn lớn nhất cơ mật. Tông chủ từng đối cái này huyễn đạo tôn tháp dùng mọi cách dặn dò không thể tùy tiện mở, nhưng là, ít ngày nữa trước mình lại nhận được tông chủ mật thư, muốn mình đối Diệp Thần mở cửa huyễn đạo tôn tháp cửa. Đối với chuyện này nguyên do, hắn nhưng không có cách nào biết được, tự nhiên cũng sẽ không dám ngông thêm suy đoán, chỉ là cẩn thận bảo vệ, có thể chưa từng nghĩ, liền tiên đế bọn họ đều không cách nào mạnh xông địa vực, lại mời Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như. Đài cao này thủ hộ giả. Lại mời Diệp Thần và Nguyệt Như nha đầu, chẳng lẽ và Thiên Huyễn Lâm bên trong nàng hiện thân có liên quan? Huyễn đạo tôn tháp 5 tầng bên trên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngược lại là một bên tam trưởng lão trong mắt nhẹ mị, cười mỉa thỉnh thoảng nhìn về vậy đài cao, không gặp phân nửa vẻ lo âu. Đại ca, con cháu vậy tự có con cháu phúc, ta xem vậy luân hồi chi chủ, thiên đình đầy đặn, khí vận thông thiên, không giống như là quỷ vắn số dáng vẻ. Tông chủ mới yên tâm để cho hắn cùng Nguyệt Như nha đầu cùng phải không? Hơn nữa trước đây không lâu, không thời không nhâm phi phàm và Phật tổ tựa hồ rơi xuống lực lượng trợ giúp Diệp Thần đối kháng Tử Hoàng Thiên Cung đạo đức thiên tôn, cái loại này người nghịch thiên, thật khó mà nói. Đại trưởng lão trong mắt khẽ giơ lên, chưa từng lời nói, ngược lại là hắn dư kỷ nhân, đều là nhìn về tam trưởng lão, tông chủ có lệnh. Bọn họ làm sao chưa từng biết được? Im miệng! Không cho phép bàn lại bàn về chuyện này, chúng ta yên tĩnh xem là được. Đại trưởng lão trầm giọng quát bảo ngưng lại, chắc chắn nói. Nghe được lời của đại trưởng lão, tứ trưởng lão các người trong mắt đông lại một cái, còn muốn nói gì, nhưng mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn không nói một lời, ngậm miệng yên lặng. Cùng lúc đó, trên đài cao, Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như đều là bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Các ngươi đem muốn đi vào huyễn đạo tôn tháp tầng thứ 5. Nếu là không có ta cho phép, các ngươi không thể tự tiện hành động. Nếu không, chết. Lúc này, cô gái thần bí kia lại lần nữa truyền tới đạm như vậy thanh âm. Ở đó trước điện từng cây một khỏe mạnh vô cùng màu xanh trụ thể tới giữa, Diệp Thần dọc theo đường đi đi tới, phát hiện mỗi một cây màu xanh trên cây cột, cũng khắc một bộ kỳ lạ trận văn. Trận này văn ẩn chứa cực kỳ huyền ảo đạo vết, Diệp Thần cẩn thận thăm dò, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái này huyễn đạo tôn tháp tầng thứ tư bên trong, lại là một tấm bản đồ, mà trên bản đồ kia trận văn, lại chính là cái này huyễn đạo tôn tháp tầng thứ năm lối vào chỗ ở khu vực. Mà Diệp Thần và Đinh Nguyệt Như, thì là theo chân phụ nữ kia, dọc theo một cái sâu thẳm lối đi, không ngừng đi vào bên trong đi. Vậy năm tầng trên không gian, đã từng cũng là huyễn đạo tôn tháp bên trong vô cùng là bí ẩn tồn tại. Mà ta ở chỗ này bảo vệ. Bất quá là vị kia linh trận xuống một luồng ý chí thôi, ngươi không cần quan tâm ta là ai. Cô gái thần bí đạm như vậy nói. Đã từng sao, Diệp Thần nghe vậy, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra bên ngoài bảo vệ đài cao mấy trăm ngàn người đám người, cũng có người tận lực bày ra một bước cờ. Tựa hồ sinh chút biến cố, các ngươi cùng vị kia tiên đoán bên trong, có chút ra vào. Cô gái thần bí ánh mắt một mực như có như không phân ly ở Đinh Nguyệt Như trên mình. Một lát sau khẽ gật đầu một cái nói, bằng ngươi lực lượng của hôm nay, tiến vào tầng trên, không có có thể còn sống. Còn như ngươi, nàng chăm chú nhìn Diệp Thần hồi lâu, tính nhược chỉ nước trên mặt cuối cùng nổi lên một chút nghi cho ta không nhìn ra. Diệp Thần suy nghĩ chốc lát, cũng là nhẹ giọng dặn dò Đinh Nguyệt Như nói, ngươi liền lưu ở chỗ này đi, vậy tầng trên không gian, ta tự mình đi một chuyến. Người sau nghe vậy. Đầu nhỏ hạt dưa giống như là trống lắc vậy kích thích vượt quá, gắt gao lôi Diệp Thần vạt áo không buông. Ta không muốn. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, người thủ đoạn, ở huyễn đạo tôn tháp bên trong bị hoàn toàn khắc chế, lấy ảo chế huyễn,
cho dù ở nơi này tầng 4 bên trong không gian, sợ cũng không cách nào tự nhiên chứ. Nếu không phải cái này cô gái thần bí chủ động tản đi sát ý, cho dù là Diệp Thần và Đinh Nguyệt như liên thủ, sợ rằng cũng không chiếm được nửa tốt một chút chỗ. Vậy càng tầng trên, tuyệt không phải đất lành. Lấy ngươi hôm nay tu vi, mặc dù cái này tầng 4 bên trong thời gian tốc độ chảy so với ngoại giới chỉ có mười mấy lần, nhưng vậy đủ ngươi từ đầu lĩnh ngộ mỗi một cảnh giới. Cùng có đột phá, lại tới tìm ta không muộn. Diệp Thần suy nghĩ sau cho biết Đinh Nguyệt Như, chợt ánh mắt nhìn về vậy cô gái thần bí, trực giác tự mình nói, nàng không đơn giản. Ở ta đạo ý chí này chưa từng tiêu tán trước, ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai. Cô gái thần bí vậy là đối Đinh Nguyệt Như mở miệng nói. Ở đó bên trên, có một đạo cơ duyên, ngươi nếu có thể lấy tới, có lẽ sẽ có chuyển cơ vậy nói không chừng. Nàng lời này phía sau một câu nói, tự nhiên cũng nói cho Diệp Thần nghe. Huyễn đạo tôn tháp bên trong, thần hồn ý chí không tiêu tan, liền sẽ không chân chính bỏ mình, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, nhân quả như thế nào, ngươi lại dò. Tựa hồ đã sớm dự liệu được cục diện như vậy, cô gái thần bí trong lời nói vẫn là gợn sóng không sợ hãi. Đa tạ, Diệp Thần nói. Một bên Đinh Nguyệt Như mới vừa muốn nói cái gì, dị biến nổi lên. Oanh! Một đạo uy áp từ Đinh Nguyệt Như đỉnh đầu rơi xuống, ngay tức thì dưới vào phách linh lực tính, đem nàng miễn cưỡng chấn động hôn mê đi. Yên tâm đi, bất quá là một ít võ đạo cảm ngộ thôi, hy vọng ở nàng tỉnh trước khi tới, ngươi sẽ có thu hoạch. Cô gái thần bí ôm lấy Đinh Nguyệt Như ôm vào lòng, lưu lại một lời, chính là tay áo vung tay lên. Theo nàng tay áo bảo vung lên, nguyên tòa đài cao bắt đầu kịch liệt run rẩy, vô cùng màu vàng sáng mở toát ra, từng cổ một khí tức bàng bạc tràn đầy trước mặt nguyên tòa tháp cao, đồng thời vậy mang đậm đại ý chí lực xông ra, vặn vẹo không gian. Từng cổ một khí tức huyền ảo, tại trong không gian không ngừng tràn ngập ra, như vậy vô hình huyền diệu ý cảnh. Ở trong hư không hình thành kỳ dị phù văn đồ án, từng đạo thần bí chú ấn, ở trong hư không lóe lên kỳ dị phù văn, không ngừng xen lẫn, tổ hợp, tạo thành một bức lại một bức kỳ dị bức họa, những bức họa này cuốn lên tràn đầy hoang vu hơi thở. Trong chốc lát Diệp Thần chỉ cảm thấy được thân hình ở khẽ run, loại cảm giác đó, giống như là ở trước mặt hắn thế giới đang nhanh chóng chạy nhanh, mà mình nhưng thì không cách nào nhúc nhích. Sau đó không lâu, hiện ra là một cái thần bí không gian. Một cái mông lung không rõ thế giới. Ở Diệp Thần trong mắt, cái thế giới này hết thảy, đều là do các loại các dạng phù văn tạo thành, mỗi một cái phù văn, cũng ẩn chứa bất đồng cảnh, không một phụ họa thế giới nhỏ. Huyễn đạo tôn tháp nội bộ, đã đạt đến một loại khó mà sánh bằng trình độ, không hổ là huyễn môn chí bảo à, có thể đem diễn dịch thành như vậy thần tích. Như là ở, suy diễn toàn bộ càn khôn vũ trụ, Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ. Đây thật là ảo tưởng sao? Tại sao có thể có như vậy thần diệu cảm giác thế nào? Cái này không gian, quá chân thật, ta tựa như đưa thân vào vô tận không trung sâu thẳm bên trong. Diệp Thần trong lòng, sinh ra cái loại này cảm giác khác thường, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đổi được dồn dập. Người ở chỗ này ngây ngô càng dài, liền càng nguy hiểm, đồng thời cũng có thể chạm được vậy đạo cơ duyên. Đây là ngươi ngày xưa trồng xuống nhân. Cô gái thần bí thanh âm vang lên, mờ ảo mất tăm, tiêu tán sau đó, chính là lại không hiện. Mỗi một cái phủ văn bên trong, đều là một cái khác càn khôn, ở trong chứa đại thế. Có cái gì ở chỉ dẫn ta? Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, trầm ngâm chốc lát, toàn cho dù là đem tâm thần đắm chìm nhập ảo tưởng trên thế giới. Hắn tầm mắt, không ngừng quét nhìn trong đó một phiến thế giới thần bí, ở cái này thế giới thần bí bên trong. Có một viên lại một viên đại tinh ở thay đổi diễn hóa. Trên đó tràn đầy tất cả loại kỳ chân dị thú, có giống như là yêu tộc, gào thét bào hiếu, còn có giống như là trong truyền thuyết ma tộc, các loại hình thù kỳ lạ sinh linh ở nơi này chút lấp lánh rực rỡ đại tinh gian qua lại. Diệp Thần đang quan sát một phen sau đó, phát hiện khác thường. Những ngôi sao này bên trên, không thiếu linh thảo mọc tùm, thậm chí là nghịch đời bảo dược, đều có bất đồng kỳ dị công hiệu. Nói thí dụ như, có thể tăng lên người năng lực cùng tu vi. Diệp Thần đồng lỗ mãnh co giúp một cái, những cái kia cây cối trên, thậm chí có một ít kỳ dị văn lạc, cái loại này văn lạc tồn tại, đối Diệp Thần mà nói, cũng rất có chỗ dùng. Đó là thời không trôi qua, không gian rội rửa đạo vết, mỗi một tơ mạch lạc, cũng ấn chứng vạn cổ.
Diệp Thần đồng lỗ nhìn chằm chằm những văn lộ kia, hắn có trụ quang huyết mạch và thái vũ huyết mạch, cái này tại hắn mà nói, cũng là vô cùng hữu ích. Chỉ là ngưng mắt nhìn chúng, Diệp Thần chính là rơi vào một loại kỳ dị cảnh, hắn quanh thân kim mang đại thịnh. Những thứ này văn lạc bên trong, ẩn chứa cực kỳ huyền diệu không gian ý cảnh, để cho Diệp Thần tinh thần ý niệm đều được cường hóa, hơn nữa ở hắn trong cảm giác, cái loại này văn lạc bên trong hàm chứa hư không nói văn, có thể làm cho hắn không gian quy luật, đổi được hơn nữa không câu nệ. Hư không nói văn. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trụ quang huyết mạch và thái vũ huyết mạch, lại cũng có thể lột xác. Diệp Thần cảm giác được mình trụ quang huyết mạch và thái vũ huyết mạch xảy ra một chút lột xác, hắn không gian đạo pháp lĩnh ngộ, lại cũng nhận được nhất định biên độ tăng trưởng. Hư không nói văn, chính là trong thiên địa quy luật, nó tồn tại, là đối với quy luật và đại lộ cảm ngộ thể hiện. Một khi hiểu thấu đáo những thứ này hư không nói văn, đối với vũ trụ nắm giữ sẽ càng cường đại hơn. Cho dù là thế giới sụp đổ, thiên đạo tan vỡ, hư không bể tan tành, chắc cũng là hoàn toàn tiêu vẫn, cùng theo đại thế táng diệt mới được. Vì sao nơi đây sẽ có hư không nói văn tồn tại, cái này huyễn đạo tôn tháp bên trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có vô số thế giới nhỏ sụp đổ. Có thể ngắm nhìn bốn phía, hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ ý định giết người. Cái này hư không nói văn, chỉ có đổ nát táng diệt không gian không ngừng tuyệt diệt rồi sau đó diễn sanh, trải qua vô tận năm tháng mới có thể ra đời một món, chẳng lẽ nơi đây? Ở sinh cùng diệt tới giữa, đã luân hồi vạn cổ. Có thể những cái kia sinh linh, ta lại không sợ tới phân nửa sống. Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, cái thế giới này, ở sống và chết tuần hoàn bên trong, không ngừng thay đổi. Thẻ xem kỹ. Ngay tại Diệp Thần kinh nghi để gặp. Ngoài bầu trời một món hỗn độn hơi thở hóa thành đầy trời tàn phá bừa bãi cuồng bạo ý chí quất mạnh hư không, đi đôi với một đạo châm chọc. Không tự lượng sức con kiến hôi, cũng dám rình dập tộc ta diễn tức chi địa. Từng cái vết nứt không gian ở đó đạo hỗn độn trong khí tức nổi lên, vết nứt không gian bên trong, tràn đầy hủy diệt cùng đổ nát hơi thở, những thứ này vết nứt không gian không ngừng lan tràn, tựa hồ muốn cầm cái thế giới này xé được nghiền vậy. Trong nháy mắt, liền đem Diệp Thần lộ ra thần thức hoàn toàn khuấy bể. Nhìn trước mắt cách đó không xa vết nứt không gian bên trong bộc phát ra hủy diệt tính hơi thở, Diệp Thần sắc mặt biến. Chuyện gì xảy ra? Vậy vết nứt không gian bên trong bùng nổ hơi thở, là như vậy quen thuộc. Cái này cổ hơi thở, là không không lúc nào không? Diệp Thần da thịt bên trên, lông tơ tất cả đều đảo thụ, cũng không phải là kinh quý, mà là tới từ con tim tức giận cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ cái này huyễn đạo tôn tháp, cũng bị không không lúc nào không ăn mòn. Như vậy huyễn môn, cho không được Diệp Thần ngẫm nghĩ, một tiếng kêu nhẹ đứng lên, hoành âm chấn động bốn phương. Chung quanh vô số sinh linh, bị sóng âm nơi nhiễu, nháy mắt tức thì tiếp liền nổ tung, mưa máu nhuộm đỏ thương khung. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng vậy vết nứt không gian bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hơi thở này đáng sợ, cơ hồ có thể sánh bằng phổ thông tiên đế công kích. Tầm thường sinh linh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đó là, Diệp Thần trong lòng động một cái, nhìn về phía trong hư không một cái hướng khác. Chỉ gặp chung một chỗ trên đại lục, lại có một cây đường kính ngàn trượng tả hữu cột đá đứng vững, trụ đá này toàn thân phơi bầy màu đỏ thẫm, như lửa diễm vậy nóng bỏng, ở phía trên có vô số thần bí văn lạc, tản ra kinh khủng chập chờn, những thứ này văn lạc lần lượt thay nhau ngang dọc, giống như là một cái to lớn phù triện. Trận pháp. Có thể, cái này là người phương nào thiết lập. Diệp Thần một mắt chính là nhìn thấu trận pháp này không giống tầm thường, liền hắn cũng không có cảm nhận được chút nào khó hiểu hơi thở lưu truyền, tựa hồ bị hoàn toàn khắc vào liền thiên địa đại lộ bên trong, cùng tan rã. Liền trận mắt cũng không tồn tại. T. Không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng vào lúc này, Diệp Thần dương mắt lúc đó, nhưng là một đầu con ưng khổng lồ từ trong hư không bay ra, nó cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Cánh triển động, mang cuồng bạo gió bão cuộn sạch, một đôi màu đỏ như máu mắt đồng lạnh lùng vô tình. Ngọn lửa kia, lại là do nóng rực bất diệt chân hỏa tạo thành, mà đầu kia con ưng khổng lồ trên mình lận theo khủng bố nhiệt độ cao, làm nơi đây hủy diệt dư âm đều là hơi chậm lại, thực lực cực kỳ khủng bố. Dám can đảm rình dập cửu viêm ma chuẩn nhất mạch tổ địa, tự tìm cái chết. Đầu kia màu máu chim ưng hóa thành hình người hình dáng, trên cao nhìn xuống Diệp Thần. Cực kỳ cao ngạo. Cửu viêm ma chuẩn,
là không không thời không yêu thú cường đại, có không kém tại tiên hoàng huyết thống, là vạn cổ dị thú bên trong cường đại tồn tại. Thế giới hiện thật đều cơ hồ không tồn tại. Hôm nay có thể ở này thấy một cái cửu viêm ma chuẩn, xem ra cái này huyễn đạo tôn tháp, quả thật có vấn đề. Cửu viêm ma chuẩn nhất mạch, huyết mạch tôn quý, tục truyền cái này nhất tộc, bỏ ra thời gian tuyến, còn có 9 cái mạng, cho dù là thần hồn tiêu vẫn, nếu thời gian dài, cũng có thể sống lại. Mà bọn chúng thực lực, cũng là cực kỳ mạnh mẽ, ở không không thời không một cái giai đoạn, cũng là có uy danh hiển hách. Bất quá cửu viêm ma chuẩn tộc quần, ở trong năm tháng vô tận đã biến mất tung tích, ai vậy chưa từng nghe qua có bọn họ tin tức. Hôm nay, ở nơi này huyễn đạo tôn tháp lại bị Diệp Thần gặp. Cửu viêm ma chuẩn truyền thừa sao? Khó trách chúng như vậy phách lối ngang ngược. Diệp Thần con ngươi, dần dần đổi được lạnh mấy phần, nhìn thẳng trước mặt nam tử này. Mặc dù ở hắn xem ra, cái chủng tộc này cũng không phải là chân chánh nhân tộc, nhưng lại có loài người mới có thể có đặc điểm. Tham lam, thích giết chóc, tàn nhẫn, những thứ này đều là bọn họ thiên phú gây ra. Bỏ mặc huyễn đạo tôn tháp phải chăng thật sự có gì, cửu viêm ma chuẩn nhất tộc, quyết định muốn tiêu diệt. Diệp Thần hai tròng mắt, toát ra ác liệt ánh sáng rực rỡ, trong tay luân hồi thiên kiếm quờ múa lúc đó, hóa thành muôn vàn kiếm quang, ùn ùn kéo đến hướng đầu kia chim ưng thích chém đi. Ha ha ha, thế giới hiện thật nhân tộc máu, nhất là ngon, hồi lâu chưa từng ăn chay, liền lấy người tới tế cờ. Nhìn Diệp Thần công kích, đầu kia cửu viêm ma chuẩn cười nhạo một tiếng. Miệng to như chậu máu ấp úng chân trời, làm thiên địa thất sắc, bao phủ ở huyết quang hạ. Oanh! Hai cổ cường đại lực lượng đụng, hư không bể tan tành. Người này thực lực, sao ta tưởng tượng mạnh quá nhiều. Ước chừng một lần giao phong, Diệp Thần chính là trong lòng có so đo, nếu như cùng cảnh đánh một trận, hắn không sợ. Có thể dưới mắt đầu này cửu viêm ma chuẩn, tu vi cao hơn hắn quá nhiều, tu hết sức, tử chiến. Diệp Thần trong lòng đốc định ý tưởng, nói gì, vậy được tướng hắn ở lại chỗ này. Thời không quy luật, thời không vách đá. Diệp Thần thong thả, trong cơ thể trụ quang, quá vũ hai cái huyết mạch, năng lượng thúc dục, thời không quy luật tách thả ra, quanh thân phiến phiến phù văn nổ lên, từng cái thời gian cùng không gian quy luật, cấu trúc thành một mặt đồ sộ vách đá. Cái này đồ sộ vách đá, là thời không vách đá, có thời không động lại lực lượng vĩ đại. Ở thời không vách đá xuất hiện ngay tức thì, Diệp Thần chung quanh thời không, tựa như cũng là lâm vào động lại cùng đình trệ. Trụ quang, quá vũ, ngược lại là có chút ý, có thể ngươi tu vi kém xa. Cửu viêm ma chuẩn cười lạnh một tiếng, phù diêu lên, hóa thành một đầu ngàn trượng đồ sộ chuẩn lộ ra một móng, ngạnh hám Diệp Thần. Một tầng đạm đạm ánh lửa ở nó đầu ngón tay trên tràn ngập, tựa hồ đem hư không cũng thiêu. Bành bành bành. Thời không vách đá nổ nát vụn, hóa thành đầy trời ánh sáng rực rỡ phiêu tán. Bất quá Diệp Thần thân hình, cũng là bị vậy móng vuốt kình đạo cho đẩy lui, một đường đổ bắn ra trăm trượng xa. Ừ, lại là có thể ngăn trở bổn vương nhất kích, còn có chút bản lãnh, bất quá ngươi nếu không phải ta vực người, như vậy tánh mạng, vậy liền cầm tới đi. Vậy cửu viêm ma chuẩn trong mắt lóe lên rét lạnh vẻ, mãnh vỗ cánh một cái, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo màu máu nước lũ. Giống như thiên hà rót ngược vậy, xông lên xoát hướng Diệp Thần, giống như điện quang chánh thể. Thiên lôi thần mạch, thần kiếm ngự lôi quyết, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, thiên lôi thần mạch trực tiếp mở, cả người sấm sét nổ tung, rồi sau đó sử dụng luân hồi thiên kiếm, cho đòi dẫn 9 tầng trời thần lôi, sáng rực thiên uy, lấy kiếm dẫn động. Cuồn cuộn sấm tia chớp, như thác vải vậy bạo rơi xuống, cùng luân hồi thiên kiếm dung hợp. Vù vù, luân hồi thiên kiếm kịch liệt chấn động, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, phân quang hóa ảnh, bộc phát ra muôn vàn kinh lôi kiếm khí. Một kiếm rơi xuống, hư không vỡ nát, đáng sợ kiếm thức vi mang, để cho được cả tòa huyễn đạo tôn tháp cũng chấn động không nghỉ. Vậy cửu viêm ma chuẩn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới Diệp Thần lại vẫn mới có thể có thủ đoạn như vậy, bất qua chúng cái này nhất tộc huyết mạch nghịch thiên, mặc dù trải qua năm tháng cọ rửa. Huyết mạch mỏng manh, nhưng hắn cuối cùng chiếm cứ nơi này khí vận và địa thế. Diệp Thần một kiếm này cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào đem nó chém chết. Chiêm chiếp thu, cửu viêm ma chuẩn há miệng gầm thét, gáy gian hoành xanh 9 cái đầu, trên đó lại là sinh ra quỷ dị vũ rực, giống như 9 chuôi thiên kiếm lưỡi dao sắc bén vậy cao treo,
phe phẩy cuồng bạo cương phong, đem chung quanh không gian cũng thổi thành cho tàn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp ở trong hư không, mũi chân nhẹ một chút đạp ra một vòng rung động. Vèo! Diệp Thần thân hình, lại là vào giờ khắc này đột ngột tại chỗ biến mất, xuất hiện ở hư không bên ngoài một cái phương vị khác. Vậy hư không nói văn, quả thật làm ta trụ quang, thái vũ huyết mạch, lần nữa tiến hóa. Thậm chí liền đại hoang trộm thiên thuật cũng cường đại mấy phần. Cho dù là đối mặt mãnh liệt như vậy thế công, hôm nay Diệp Thần cũng là không sợ. Chút tài mọn, cửu viêm ma chuẩn giận dữ, một cái xoay người vồ hụt, vậy thân thể cao lớn, nặng nề đánh vào trên đất, đem mặt đất oanh mặc vào một cái hố to. Diệp Thần tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, cơ hồ hóa thành một món tàn ảnh, ở nơi này cửu viêm ma chuẩn trước mặt lắc lư, thỉnh thoảng phát ra một đạo thanh âm đạm mạc. Người nói thế nào vậy là tới từ không không thời không tồn tại, làm sao như thế thích đánh lén người khác? Ta nhưng mà nghe nói các ngươi nhất tộc ghét nhất làm loại chuyện này. Hèn hạ tiểu tử, ngươi không nên đắc tội ta cửu viêm ma chuẩn nhất tộc. Thế giới hiện thật nhân tộc, tồi thức ăn, cửu viêm ma chuẩn quát lạnh, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn vẻ, đây là một đầu chân chính thượng cổ yêu thú, ở nơi này huyễn đạo tôn tháp bên trong trải qua vô số năm, như cũng duy trì cái này cùng trạng thái, có thể gặp thực lực khủng bố, không thể khinh thường. Hai người định trước không chết không thôi. Phải không, vậy ta liền xem là ngươi mạnh vẫn là ta mạnh. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vận dụng đại hoang trộm thiên thuật thân hình bạo cướp, hóa thành một đạo kiếm mang bay nhanh ra, kiếm khí bừng bừng, chém chết tới. Cửu viêm ma chuẩn lạnh lùng hừ một cái, móng to duỗi một cái, chụp vào vậy vọt tới lượng sắc cầu vòng. Kinh thiên vang lớn, hai cổ đáng sợ năng lượng va chạm lần nữa đối xông lên, cả tòa huyễn đạo tôn tháp. Ngươi cái này cấp thấp sinh vật, bổn vương cái này thì bóp chết ngươi. Cửu viêm ma chuẩn một móng đem Diệp Thần cầu vòng xé nghiền, phát ra một tiếng hét giận dữ, há miệng hút một cái, nhất thời thì có nhiều không gian mảnh vỡ tràn vào nó trong miệng. Cửu viêm ma chuẩn nhất tộc, vốn là có chiếm đoạt không gian nguyên tố thiên phú, những thứ này không gian nguyên tố tiến vào nó trong cơ thể, hóa thành nó tinh thuần nhất lực lượng, để cho nó tu vi được tăng lên, khí thế bạo tăng. Có chút ý tứ. Diệp Thần âm thầm cả kinh, cái này vẫn còn có như vậy nghịch thiên thiên phú. Xem ra phải sớm đem xúc sinh này diệt trừ. Diệp Thần cắn răng nghiến lợi, thầm nói, chỉ có đem chém chết, nơi này mới có thể hoàn toàn an toàn. Suy nghĩ, Diệp Thần thân hình động một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, ngay tức thì bay tới cửu viêm ma chuẩn gần bên, kiếm khí bung ra, bắn tung tóe làm hàng tỷ lưỡi kiếm. Những thứ này lưỡi kiếm, ở cửu viêm ma chuẩn trong mắt xem ra, là nhất bả lợi kiếm, hơn nữa mỗi một đạo lưỡi kiếm đều là hàm chứa vô cùng lăng liệt trảm thiên cửu kiếm kiếm ý, mũi nhọn lộ ra. Kiềm lư kỹ cùng, cửu viêm ma chuẩn bất thiết nhất cố há miệng, đồ sộ mỏ ấp úng, một đoàn ngọn lửa phun ra. Kích động năng lượng tà lạc thiên mạc, miễn cưỡng đem huyễn đạo tôn tháp vốn là thế giới đánh rách, vậy chạm từng viên phù văn thần bí tản ra khác thường chói lọi. Huyễn đạo tôn tháp bên trong đan vào mỗi một cái phù văn đều là cầm giữ một khối thế giới, ước chừng là một cái trong số đó vô tình gặp được cửu viêm ma chuẩn, cũng đã là để cho Diệp Thần bể đầu sức chán. Rắc rắc, rắc rắc, như là phong ấn nào đó bể tan tành thanh âm, trên bầu trời, đạo đạo liệt ngân loang lổ xé mở, một cổ minh mông lực lượng tràn vào, Diệp Thần ngay tức thì ngạc nhiên. Đây là, không không thời không giới lực. Hắn toàn thân cao thấp mỗi cái lỗ chân lông cũng đang khuếch trương, như vậy tới ám cảm giác. Liền Diệp Thần vùng đan điền cũng mơ hồ ở kêu nhẹ. Từng cổ một khí tức mạnh mẽ không ngừng ngang trời xuất hiện, trừ cửu viêm ma chuẩn nhất tộc, còn có đến từ không không thời không cái khác chủng tộc. Ước chừng mười mấy đạo hơi thở, so với vậy cửu viêm ma chuẩn, chỉ mạnh không kém. Một cái sáng ngời bạch hạc đạp phá hư không tới, quanh thân lóe lên minh mang, nhưng lại cho người một loại rét lạnh cảm giác. Theo sát phía sau, cũng là một cái cả người trắng như tuyết. Nhưng đỉnh đầu có một nhúm lông nhung nhung linh vũ cự viên, thân thể như núi cao vậy hùng tráng, cả người lông như đao thương vậy sắc bén, hai cánh tay một vòng, lại là nhấc lên vô tận gió lớn. Thương vũ hạc, tê thiên ma viên. Ở Diệp Thần nhìn soi mói, còn có mấy đầu tuyệt thế hung thú tản ra hồng hoang vậy minh mông hơi thở, cất bước tới. Khặc khặc, cửu viêm ma chuẩn ánh mắt dần dần đổi được lạnh lùng dữ tợn, nói thằng nhóc, xem ra ngươi thật là không đi vận.
thế giới hiện thật hơi thở, vẫn là như vậy làm người ta sinh chán ghét. Thương Vũ Hạc ngưng thực sát ý phúc tại linh vũ bên trên, sắc bén mỏ chim hạc nhắm thẳng vào Diệp Thần ngực. Gay gâu. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, ước chừng 13 đầu không không thời không tồn tại, lại mỗi một người trên mình tản ra hơi thở, cũng không kém gì cửu viêm ma chuẩn. Con hạc kia và cự viên, đặc biệt là sâu hơn. Chúng muốn vây giết mình. Những thứ này cũng đều là vạn cổ trước liền tồn tại phách tộc, một cái sơ sẩy, nhất định bị trong nháy mắt giết thành cặn bã. Nhưng là, đối mặt cái này 13 đầu vô cùng kinh khủng vương giả liền mệ vây giết, Diệp Thần vậy không có đường lui. Cũng may, nơi này không phải không không lúc nào không, bọn họ thực lực chỉ có thể phát huy một phần chia. Người kiếm hợp nhất, phá. Không do dự nữa, Diệp Thần sử dụng luân hồi thiên kiếm, tự thân huyết mạch cùng thiên kiếm hòa vào nhau, người kiếm hợp nhất, người như kiếm, kiếm như rồng, cũng không thối lui, mà là hung hăng một kiếm, chém về phía trước. Đốm lửa tràn ra, Diệp Thần kiếm ý, lại là bị vậy vô cùng cường hãn linh vũ cho chặn lại, không cách nào phá vỡ, cái này Thương Vũ Hạc lực phòng ngự, có thể nói khủng bố. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, những thứ này linh vũ, giống như là chế tạo tiên kim vậy, căn bản không cách nào phá hủy. Kiến càng vậy vọng tưởng hám cây. Thương Vũ Hạc phát ra một tiếng giễu cợt, hai cánh chấn động lúc đó, vô tận lực lượng cuồng bạo, giống như nước thủy triều đánh vào hướng Diệp Thần. Diệp Thần thân hình cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là bị vậy cuồng bạo sức lực gió cuộn sạch mà qua, trên y phục dính đầy bụi bặm, cả người chật vật cực kỳ. Không không thời không võ đạo mạnh hơn thực tế không thiếu. Ha ha ha! Ha ha ha! Cửu viêm ma chuẩn và tê thiên ma viên phát ra một hồi châm chọc tiếng cười, đối với Diệp Thần vậy bộ dáng chật vật cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nơi này là địa bàn của bọn họ, cho nên chúng không hề lo lắng, bọn chúng sân nhà, có thể tận tình ngược đãi Diệp Thần. Thương Vũ Hạc linh vũ hóa thành một phiến lưu quang, dày đặc hướng Diệp Thần ùn ùn kéo đến vậy bắn tới. Mà cùng lúc đó, vậy cự viên bàn tay, như núi cao vậy đánh tới, một cái trưởng ấn hung hãn nện xuống tới. Đem hư không chụp được nổ tung, uy thế kinh người. Hai cái con này vô cùng kinh khủng tồn tại, lại là hợp lực vây quét Diệp Thần, nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, sợ rằng đã bỏ mạng ở này. Đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, may là Diệp Thần cũng cảm nhận được khó giải quyết. Thằng nhóc, thế giới hiện thật thiên huyền cảnh con kiến hôi, còn muốn phản kháng chúng ta. Nhất định chính là tự tìm cái chết, cửu viêm ma chuẩn lãnh đạm nói. Oanh! Tê thiên ma viên một trường, miễn cưỡng đem Diệp Thần quanh thân hư không đập bể, sụp đổ chỗ Diệp Thần vậy nhỏ bé thân hình tựa như ở trước mắt ai vậy bay xuống. Ha ha ha! Nhìn vậy bị lật bóng người, cửu viêm ma chuẩn cười to lên, ta chờ vương tộc, há cho ngươi cái này hèn mọn miệng thực ở chỗ này càn rỡ, bổn vương. Lời còn chưa dứt, cửu viêm ma chuẩn ánh mắt hơi chậm lại, ở đó bụi bậm lắng xuống chỗ, nơi nào còn có Diệp Thần bóng người. Khinh thường! Người này không gian quy luật thành tựu không tầm thường. Tê thiên ma viên cũng là sững sờ, lặng yên không tiếng động bị vậy tiểu tử chạy. Thương Vũ Hạc nhàn nhạt nói, không sao, tách ra đi truy đuổi, hắn không chạy khỏi. Cửu viêm ma chuẩn và tê thiên ma viên cung kính thấp nghi, còn lại 10 tôn không không lúc nào không yêu tộc đều là lĩnh mệnh, hóa thành lau một cái lau lưu quang bốn tản ra. Ung ung, 13 đạo bừng bừng vậy hơi thở xuyên qua thiên địa. Nơi cướp chỗ, lại là tung lên vô tận sát phạt sóng, biển máu trải thiên. Từng vì sao ở nổ tung, vô tận sinh linh táng diệt trong đó. Ho! Cảm nhận được kinh khủng kia khí tức hủy diệt, hóa là giới tử Diệp Thần cao mày. Cái này huyễn đạo tôn tháp, vì sao sẽ nhốt những thứ này không không thời không yêu tộc? Chẳng lẽ có người bố trí? Duy nhất tin tức tốt chính là, bọn họ thực lực cũng có quy tắc áp chế. Nếu không... Bất kỳ ở giữa một cái, cũng sẽ đem ta tiêu diệt. Bất quá, hỏng bét phải, cho dù ta luân hồi thần thân thể nghịch thiên, dưới mắt không không thời không thương thế khó mà nhanh chóng khép lại. Vậy không không thời không giới lực, ẩn chứa sẹo. Trước ngực lỗ máu khép lại thế chậm chạp, dưới mắt hắn phải phá cuộc, tìm được huyễn đạo tôn tháp tầng thứ 6 lối vào, phương có thể thoát hiểm. Đây là... Diệp Thần điều tra thương thế để gặp, cũng là kinh ngạc phát hiện. Bên trong đan điền mình hơi thở, lại là dần dần doanh trơn bóng ngưng tụ. Lại có thể cảnh giới lại đề cao một chút xíu. Là trước kia chiến đấu sao? Diệp Thần trong bừng tỉnh hiểu ra,
nơi này thời không tốc độ chảy là ngoại giới mấy chục lần vượt quá, như vậy kịch liệt đánh giết, cũng chỉ cùng như tại hắn võ đạo cảm ngộ, giống vậy sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vừa nghĩ tới này, Diệp Thần trước mắt sáng lên, nhưng chợt lại là lắc đầu một cái. Không ổn, dưới mắt vẫn là tu được mau sớm tìm được tầng thứ 6 lối vào. Tìm được trước huyễn đạo tôn tháp tầng thứ 6 lối vào nói sau. Diệp Thần tâm niệm vừa động, một cổ khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, cho dù là thương thế, cái này cổ hơi thở như cũ cuồn cuộn như hồng đào, để cho chung quanh tinh thần cũng ảm đạm thất sắc. Mấy tức tới giữa, chính là phong tỏa vậy đạo cùng nơi đây thế giới, không hợp nhau hơi thở. Chính là chỗ đó, tầng thứ 6 lối vào. Trong chốc lát, 13 tôn yêu tộc cường giả ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn về một viên ảm đạm tinh thần, đều là lộ ra lau một cái cười gằn. Đi đi, xé hắn. Thương Vũ Hạc nhẹ giọng phân phó nói. Tiếng gào thét chấn thiên, 13 tôn kinh khủng không không thời không yêu tộc cường giả, giống như là 13 tòa rãnh trời cự phong vậy, ào ào hướng vậy ảm đạm tinh thần nghiền ép tới. Tốt khí thế kinh khủng, tới được thật mau. Diệp Thần cắn chặt hàm răng nói. Oanh, oanh, oanh. Một hồi một ngạt vang lớn truyền tới, vậy 13 tôn không không lúc nào không vương tộc thế công, đều là đánh vào viên kia ảm đạm trên ngôi sao, dẫn động ra kinh khủng chấn động rung động, đem chung quanh hư không đều là chấn động được tất tất tan vỡ, vặn vẹo. Diệp Thần dưới chân đất đai, nháy mắt khắc gian nghiền thành vô số phấn vụn tiêu tán. Sáng chói tia sáng chói mắt, nhưng cũng không có tiêu tán, còn đang tứ ngược, muốn tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần chau mày, thần hồn cảm giác lực phóng thích mở, tầng thứ 6 lối vào lại cũng không phát hiện có cái gì khác thường. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng sao? Diệp Thần trên mặt, khá là mê muội không rõ ràng, đám kia đuổi giết mà đến ra hỏa, cũng không từng truy đuổi đoạn. Nhưng hắn nhưng là không có lắng xuống, thần hồn lực phóng thích mở, bao phủ chu vi vạn trượng phạm vi, hướng vậy lối vào tập kích bất ngờ đi. Không đúng. Chợt, Diệp Thần chân mày cao lại. Ở đó rất xa trong hư không, Diệp Thần phát giác một loại đặc thù chập chờn, giống như là vết nứt không gian giống vậy tồn tại. Diệp Thần thần hồn khuếch tán ra, quả nhiên thấy phương xa trong hư không, mơ hồ lóe lên từng cái thật nhỏ không gian vết rách, hơn nữa những cái kia không gian vết rách càng ngày càng nhiều, tựa hồ là ở cắn nuốt chung quanh không gian, hút lấy chung quanh không. Gian lực lượng, không phải lối vào, lại là vết nứt không gian. Diệp Thần mặt liền biến sắc. Kinh hô thành tiếng. Nơi nào có cái gì tầng thứ 6 lối vào, đặt ở trước mắt mình, chỉ có vậy bị vỡ ra tới, thông hướng không biết hỗn độn không gian. Nó chính là hỗn độn trong vũ trụ một loại kinh khủng tồn tại, bọn chúng tồn tại, giống như là một cái dao nhọn, không ngừng cắt hỗn độn vũ trụ vách không gian, làm cho vũ trụ bên trong xuất hiện vô cùng vô tận không gian chảy loạn. Ở trong vũ trụ, cái loại này hỗn độn vật chất, thậm chí có thể để cho không gian sinh ra sụp đổ. Hết thảy thời không, đều là sẽ theo không gian sụp đổ mà chôn vùi. Làm sao có thể, tầng thứ 5 không gian, không có đi thông tầng 6 đường, chặn. Diệp Thần nắm chặt chặt hai quả đấm, cổ ba động kia, đúng là không giả, có thể trước mắt thực tế, làm hắn tuyệt vọng. À, ha ha ha, ngươi là muốn đi đã từng là giới vách đá bên trên. Cửu Viêm Ma Chuẩn thấy Diệp Thần dừng bước. Cũng là không khỏi được châm chọc lên tiếng, mộng tưởng hảo huyền con kiến hôi. Ngươi hẳn còn chưa biết đi, cái gọi là giới vách đá, đã sớm bị tộc ta đánh xuyên đi, tầng trên. Ở trước mắt ngươi các vị, liền là tới từ nơi đó, như thế nói, ngươi có thể hiểu chưa? Cửu Viêm Ma Chuẩn tràn đầy vẻ hài hước, nhìn Diệp Thần nói. Cái gì, thượng tầng toàn bộ không gian, bị đánh xuyên? Nói cách khác, vốn nên ở thứ 6, 7. Thậm chí tầng 8 tầng 9 những người này, chính là trước mắt tồn tại cái này 13 người. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng đến mức tận cùng. Có thể cái này cũng nói không thông à, vậy trên hư không chạm phù văn thần bí, vậy là cái gì? Là lúc trước mình và Cửu Viêm Ma Chuẩn kịch đấu, phá vỡ vốn là phong ấn, nhưng nơi này vách ngăn không gian, đi thông huyễn đạo tôn tháp 5 tầng trên lối đi làm sao sẽ vô căn cứ biến mất. Thương Vũ Hạc ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chưa từng di động phân nửa, ngay tại Diệp Thần lấy là hắn phải ra tay để gặp, vậy Bạch Hạc lại là hóa thành một tên bộ dáng thiếu niên. Mái tóc dài phi rủ xuống, con người một phiến trắng như tuyết, lộ vẻ được 10 phần khiếp người, hắn tụ thủ thua lập, dửng dưng một tiếng. Các ngươi, có thể ra tay. Hống. Trong nháy mắt,
Sau lưng hắn 12 tôn yêu tộc chí cường giận dữ hét lên, hung mãnh thế công cuốn tới. 12 tôn không không thời không tồn tại liên thủ, uy lực nào chỉ là gấp bội. Vậy cùng cuồng bạo thế công, để cho được phương thiên địa này đều là run rẩy. Không tốt. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cảm nhận được vậy đập vào mặt lực lượng kinh khủng, vội vàng vận chuyển thần thông lực ngăn cản. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên, ở Diệp Thần trong óc nổ, tung lên kinh thiên gợn sóng. Thật là lợi hại thế công. Chỉ là một vòng đánh giết, Diệp Thần thức hải và đan điền tựa như sắp bị miễn cưỡng đánh nát. Có ý tứ. Thương Vũ Hạc như có điều suy nghĩ thấp giọng líu díu, khóe miệng treo lên lau một cái độ cong. Cho dù là Diệp Thần có chút tiến bộ, có thể hắn tu vi những thứ khác người so sánh, vẫn là có chút không đủ xem, ở 12 vị không không lúc nào không tồn tại dưới sự vây công, hắn vị này thiên huyền cảnh nhân tộc, đã lại là thêm không thiếu vết thương. Đây là... Ở đó từng đạo kinh khủng sát phạt thủ đoạn bên trong, Diệp Thần cảm giác được vậy 12 tôn không không lúc nào không tôn vương trong thế công lại có một loại khí tức mờ ảo tràn ngập. Công kích của bọn họ, hàm chứa loại nào đó kỳ diệu quy tắc lực, để cho Diệp Thần thân thể, ở nơi này ác liệt thế công dưới có chút không chịu nổi, cảm giác thân xác tựa hồ không thuộc về mình vậy. Oanh, oanh, oanh. Một vòng luân thế công, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần phòng ngự, từng đạo xương máu phun ra. Như vậy cảm giác đau đớn, so với chân tay gãy giọt máu do qua không đạt tới, thân xác phải bị miễn cưỡng đập bể, đơn giản là đau nhức khó nhịn. Ho! Phơi bày một bên ngã thế cục, Diệp Thần ngay chớp mắt chính là thành một cái người máu, tê liệt ngồi ở đất. Quanh thân gân cốt bị miễn cưỡng đánh nát, còn sót lại một đoàn thịt nát còn có hơn tức, nếu không phải có yếu ớt tiếng hít thở truyền ra, cùng hồ gián không khác. Xem ra mới vừa nguyện vọng thực hiện. Diệp Thần hữu khí vô lực nói. Cửu Viêm Ma Chuẩn nhưng là châm chọc nói, nguyện vọng. Bị bổn vương làm miệng thực nguyện vọng sao? Diệp Thần đứng lên, người suy nghĩ nhiều quá. Nếu các người muốn đánh, ta liền cùng các người đánh một trận đi. Phù quỷ mẫu sao, yêu ma xuất thế, hạ xuống. Diệp Thần quát to một tiếng, vung tay lên, sử dụng phù quỷ mẫu sao. To lớn bóng tối xào huyệt, nhất thời trên không trung nổi lên. Vô số hắc ám cùng quỷ bí hơi thở, ngay tức thì bùng nổ. Hu hu hu. Ở giữa thiên địa, âm phong gào thét. Tất cả người vòng quanh hắc ám phù văn, chảy xuôi hôi thối thi nước yêu ma, từ phù quỷ mẫu xào bên trong lao ra, khặc khặc cười gằn, hướng chung quanh những cái kia không không thời không yêu tộc lướt đi. Phù quỷ mẫu xào vừa ra, tại chỗ tất cả yêu tộc đều là chấn động. Có chút ý tứ, đáng tiếc. Người tu vi không chống đỡ nổi chân chính phù quỷ mẫu sao. Tê Thiên Ma Viên một trưởng vung ra, ma diễm ngút trời, mình mông ma khí ngưng kết thành là che đậy thiên địa ma vân ngưng tụ thành ma bằng, gầm thét chấn thiên, một móng chộp tới, đem hư không cũng miễn cưỡng phá vỡ, xé vỡ thành hai mảnh, đem vậy vô số phù. Quỷ thậm chí còn Diệp Thần cắn nuốt đi. Kết thúc. Cửu Viêm Ma Chuẩn cười to, cái đó tiểu tử càn rỡ, cuối cùng vẫn phải chết. Tê Thiên Ma Viên cũng là thu tay lại, 12 tôn vương đang muốn rời đi để gặp, một đạo trêu chọc khẽ nói làm bọn họ dừng chân một cái, có ý tứ, có ý tứ. Thương Vũ Hạc mắt lộ ra nóng bỏng vẻ. Hắn còn chưa có chết, hắn hơi thở còn ở giữa trời đất quanh quẩn. Cửu Viêm Ma Chuẩn thấy vậy, cũng là vỗ ngực nói, lão đại, lần này, ta tới lấy tính mệnh của hắn, thần hồn câu tán. Ha ha ha, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Thương Vũ Hạc cười một tiếng, khẽ gật đầu. Theo Thương Vũ Hạc lời nói rơi xuống, 12 tôn không không lúc nào không tồn tại hơi thở cũng là lập tức tiêu tán, tìm Diệp Thần rơi xuống. Hô! Tỉnh lại lần nữa Diệp Thần, thân ở không biết địa vực, thần hồn không yên. Như vậy tổn thương nặng, một lần nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền thần hồn cũng sẽ hoàn toàn chôn vùi. Không mượn Cẩm Lý Thiên phù phù quỷ mẫu sao, vẫn là không được. Bất quá trận chiến này, ngược lại là để cho ta thực lực tăng trưởng không thiếu. Cũng may, nơi này thời gian và bên ngoài thời gian không giống nhau, mình có đầy đủ thời gian và bọn họ dây dưa. Diệp Thần vùng vẫy đứng dậy. Vậy 13 cái quái vật, nhất định còn ở khắp nơi tìm ta tung tích, bất quá hôm nay trạng thái, một đối một ngược lại là miễn cưỡng có thể chiến. Được nghĩ cách, từng cái kích phá. Diệp Thần ngước mắt nhìn về ngoài bầu trời.
vậy cuối chân trời gian như ẩn như hiện từng viên phù văn thần bí. Trận pháp sao? Chẳng lẽ là, không không thời không sát trận? Một cái to gan ý tưởng xông lên đầu, Diệp Thần kinh ngồi dậy, nghĩ tới điều gì? Đây chính là trong tin đồn phong sát đại trận, rất ít có người gặp qua. Không nghi ngờ chút nào, gặp qua nó uy năng người, cũng đã chết. Diệp Thần tâm niệm vừa động, trong cơ thể luân hồi huyết mạch sôi trào, thân hình chớp mắt, hướng vậy từng đạo thần bí quỷ dị phù văn bay vút đi. Hư không phá vỡ, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, không lâu chính là đuổi kịp những cái kia quỷ dị phù văn quỹ tích, mượn đại hoang trộm thiên thuật trộm đi không gian, Diệp Thần đã là đi tới phù văn tới giữa khe hở bên trong. Cái này, là trận văn, làm Diệp Thần tiến vào trận văn phạm vi bên trong sau đó, nhất thời cảm thấy một cổ mãnh liệt thiên đạo uy áp tấn công tới, bất quá hắn vẫn là cắn răng cố chịu, thần hồn đóng chặt, đem toàn bộ chú ý lực đặt ở trận văn bên trên. Quả nhiên, chỗ tòa này trận văn nơi trọng yếu, lại là bố trí một tòa dáng vóc to trận đài. Trận này đài có màu vàng kim, tựa hồ giống như là thiên kim đổ bê tông mà thành, chỉ là trận kia đài, cũng không có trận văn bao trùm, cũng không cách nào khởi động, không lâu lắm, chính là tiêu tán không thấy. Trận này đài có chút cổ quái. Diệp Thần thầm nói, trận này đài, tựa hồ cũng không phải là cố định ở chỗ này, mà là trôi lơ lửng ở khu vực này trên bầu trời, từng vòng quỷ dị phù văn ở trong bầu trời du đãng, không ngừng vặn vẹo biến đổi. Ở trận đài ngay phía trên, có một ngôi sao, lóe lên ánh sáng nhạt. Trận đài sẽ biến mất. Nhìn trước mắt lóe lên mấy phen chính là biến mất tại vô hình trận đài, Diệp Thần ánh mắt ngạc nhiên, nhưng thoáng qua chính là đoán được trong đó đầu mối. Dẫu sao hắn trận pháp thành tựu, cũng không kém tại võ đạo của mình thiên phú quá nhiều. Nếu thật là truyền thuyết bên trong vậy đạo trận pháp, đối ta lại nói không chừng là cơ hội. Diệp Thần ánh mắt nóng như lửa, không thèm để ý chút nào mình thời khắc này tình cảnh, đối mặt không không lúc nào không 13 vị cường giả dắt tay nhau đuổi giết. Hô! Một sau một nén nhang, Diệp Thần thở ra một hơi dài, quả nhiên. Nếu như đoán không sai, mình có thể ở chỗ này cảm ngộ mấy phần. Cho dù là đối mặt vậy 13 vị cường giả tập sát, nói không chừng cũng có phương pháp phá cuộc. Đập tan từng cái. Diệp Thần hai tròng mắt híp lại, khóe miệng dương lên độ cong, nói, đã như vậy, cũng muốn cảm thụ một chút trận pháp này lợi hại. Dứt lời, Diệp Thần thân hình đột nhiên bạo cướp, ngay tức thì biến mất không gặp, dung vào vậy vô tận muôn vàn tinh thần bên trong. Thần hồn lộ ra trong nháy mắt, hắn giống như là bị loại nào đó mênh mông lực lượng dẫn dắt lôi kéo. Lại là trong chốc lát không cách nào khống chế mình. Không chỉ là như vậy, thần hồn lực qua khu vực, lại là xuất hiện vết nứt không gian, phảng phất là bị thứ gì cắt kim loại tựa như, để cho nhân tâm kinh run sợ. Cũng may Diệp Thần tự thân thần hồn và võ tổ đạo tâm đủ ổn định bền bỉ. Chém! Diệp Thần trong lòng hét lớn một tiếng, hai tay khẽ giơ lên khép mở, thần niệm hóa thành một chuôi đen thui như mực kiếm phong, thẳng đem trước mắt không gian cắt kim loại thành hai đoạn. Vậy kỳ dị lôi kéo lực mới vừa có nơi suy yếu. Quả nhiên, Diệp Thần cặp mắt sáng lên, nhưng cũng không lâu lắm, sắc mặt thì trở nên được ngưng trọng. Trận này huyền diệu, thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng, liền liền Diệp Thần cũng không nghĩ tới, trận pháp này vẫn còn có như vậy huyền diệu uy năng, một món trận văn chập chờn, chính là muốn cắn nát hư không. Cái này nên như thế nào hiểu? Chớ nói lĩnh ngộ, liền liền đến gần, chỉ sợ cũng khó làm đi. Điều này thật sự là làm người sợ hãi, như vậy uy năng, sợ là liền cao cấp tiên đế cường giả đế thân thể cũng không dám như vậy chống cự mấy hiệp chứ. Diệp Thần mục tiêu, là muốn đi tìm cái này không vô thần trận một món quỹ tích vận hành, từ đó mượn lực gốc bản, bày trận ứng đối kế tiếp sát kiếp. Nhưng là, trận pháp này đường vân nhưng vô cùng quỷ dị, bí mật tối tăm không nói, lúc tiêu tán tại vô hình trận văn liền sở cũng không sở tới, căn bản không có bất kỳ phương pháp phá giải. Diệp Thần chỉ có thể bằng vào đối với trận pháp quen thuộc và cảm ngộ. Đi từ từ lục lọi, một chút xíu đi thử nghiệm phá giải. Ồ! Bỗng nhiên, Diệp Thần hai con ngươi hơi co lại, con ngươi bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì Diệp Thần thần hồn, lại là cảm ứng được có một cổ cực kỳ mãnh liệt hơi thở chập chờn truyền tới. Hơn nữa cái này cổ hơi thở chập chờn cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ là tới từ xa xa, đây là tiên đế bên trên. Lại là một tôn siêu cấp cường giả. Không thể nào, cái này huyễn đạo tôn tháp tầng trên bên trong không gian, còn có cái loại này tồn tại.
Diệp Thần mặt đầy hoảng sợ, chẳng lẽ là không không thời không những cái kia tự xưng là vương tộc tổ tiên. Hắn thực lực xa không đạt tới tầng thứ này cường giả, nhưng là cảm ứng được vậy cổ nuốt trời vậy chập chờn, đó là bực nào xa không với tới cảnh giới. Mà kinh khủng kia võ đạo hơi thở, mặc dù là che giấu, nhưng là Diệp Thần có thể tin chắc, tuyệt đối sẽ không sai. Làm thế nào, tiếp tục đi về phía trước, vẫn là rời đi. Diệp Thần không khỏi được than thầm, trong lòng sinh ra ý rút lui. Mặc dù không vô thần trận trận văn mạch lạc để cho Diệp Thần rung động không dứt, nhưng là hắn nhưng là không có nắm chắc ở trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ, chớ nói chi là ở một tôn siêu cấp cường đại trông chừng hạ tiến hành. Đây chính là đến gần thiên đế chủ thần tồn tại à, giơ tay nhấc chân tới giữa cũng sẽ làm càn khôn hỗn loạn, Diệp Thần cũng không nhận là trạng thái của mình hôm nay có thể ngăn cản được dù là nhất kích. Không, đây chính là thiên đại cơ duyên, nếu như bỏ lỡ, vậy đáng tiếc. Diệp Thần suy nghĩ mấy phen, ánh mắt đưa ngang một cái, nói tầm thường trận pháp nhất định sẽ bị những tên kia phá giải, nếu không cách nào hiểu nơi đây chân ý, cho dù đối mặt vậy 13 tên, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới vậy cửu viêm ma chuẩn, tê thiên ma viên cùng không không lúc nào không cường giả thực lực, Diệp Thần cũng không khỏi được nhướng mày một cái. Còn có cái tên kia, chưa từng ra tay. Trực giác nói cho Diệp Thần, vậy một cái thương vũ hạc, mới là kinh khủng nhất. Chết ở loại cấp bậc này cường giả dưới quyền, tối thiểu rơi thống khoái, dù sao đều là giống nhau kết cục, chiến. Diệp Thần lựa chọn bí quá hóa liều. Nếu là muốn mạo hiểm, vậy thì gánh bốc lên đại phong hiểm tốt lắm. Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một chút hung ác vẻ, trong cơ thể máu bắt đầu sôi trào. Một đôi mắt đổi được đỏ thẫm, cả người tràn đầy một cổ nướng mãnh liệt cảm giác. Diệp Thần hai chân đạp lập, trong cơ thể máu thịt gân cốt, cũng đang phát sinh lột xác. Hống! Đi đôi với Diệp Thần khí tức trên người bùng nổ, một tiếng giống giận gầm thét, hắn trên mình, vậy dâng lên sát khí ngập trời, ma ý hiện ra hết. Ừ! Ở bên kia! Trong chốc lát, cửu viêm ma chuẩn tiếng cười quái dị vang lên, nó cảm nhận được liền vậy một cổ chập chờn. Trừ thương vũ hạc ngoài ra chư vương, đồng loạt lên đường. Hống! Lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng vậy đầy trời tinh thần tùy ý ngang dọc. Ung ung! Diệp Thần bóng người, ở trận văn chập chờn dưới tác dụng, thật nhanh qua lại ở trận văn dày đặc trận văn ở giữa. Mà ở trong cơ thể hắn, cũng là không ngừng bung ra ma diễm, vậy cổ kinh khủng sát khí cùng ma tính hơi thở, để cho Diệp Thần thân thể cũng đổi được vô cùng cuồng bạo, giống như là muốn nổ. Thu tay lại, Diệp Thần. Hoàng lão thanh âm ở hắn thức hải thâm sử vang lên, trận này văn chung quanh lực lượng, tuyệt không phải trước mắt hắn có thể rình rập, chỉ là mấy thức tới giữa, Diệp Thần toàn bộ thủ đoạn chính là tán loạn, thân xác kế cận cắt chi. Hắn cả người nhìn như, giống như là một đầu đến từ vực sâu xuống ma vật, cả người đều tràn đầy vô hạn ma khí. Ở ma khí cùng hơi thở máu tanh cọ rửa dưới, Diệp Thần thân thể, vậy đang không ngừng nổ tung. Nhưng là, như vậy đau nhức, lại không có để cho Diệp Thần đã hôn mê, ngược lại thì để cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Lúc này ta tại sao có thể lui, không thể lui? Ta như này cục đều không thể rõ ràng, thì như thế nào đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế và Đạo Đức Thiên Tôn? Làm sao cứu ra võ tổ? Làm sao thành lập ta trong lòng luân hồi thiên quốc? Làm sao đến tinh không bờ bên kia? Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Thần gầm thét, thân thể binh rõ ràng tan vỡ, đối hắn tổn thương vậy cực kỳ khủng bố. Bất quá, Diệp Thần cắn răng cố chịu. Bởi vì hắn biết, mình tuyệt đối không thể chết như vậy, nếu như liền chết như vậy, đó mới kêu chân chính không đáng giá được. Diệp Thần không cam lòng. Hắn ý chí, bất khuất tại vận mệnh, hắn phải còn sống. Diệp Thần ý chí, vào giờ khắc này rốt cục thì hoàn toàn bộc phát. Một chút luân hồi máu điên cuồng cháy, hắn toàn thân gân cốt, máu thịt, thậm chí còn là linh hồn, đều là đang phát sinh lột xác, một loại trước đó chưa từng có kỳ lạ cảm giác, tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần ý chí, tựa hồ là ở trong nháy mắt đạt tới trình độ cao nhất. Phịch! À! Đột nhiên, hắn đầu óc bên trong vang lên khẽ than một tiếng, chợt chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt một màn đang không ngừng tiêu tán, một tránh lại một tránh không ngừng thu nhỏ lại, hắn tựa hồ thấy được cả tòa vũ trụ. Đó là hỗn độn bên trong một cảnh, Diệp Thần bốn mắt nhìn lại,
quanh thân là một phiến không cách nào rình rập mông lung, chỉ có vậy một góc ở trước mắt dạo rực. Dù vậy, cũng làm hắn ngay tức thì cảm thấy nghẹt thở. Đó là mới vừa nhìn thấy thế giới. Diệp Thần trước mắt, huyễn đạo tôn tháp không gian tất cả thu hết vào mắt, tất cả tinh thần sơn xuyên, biển hồ sinh linh, đều là rõ ràng có thể gặp. Thậm chí vậy không đoạn tìm kiếm hắn bóng người 13 tôn vương tộc, đều ở đây hắn liệt. Vậy nhìn như bất quá mấy trượng không gian, nhưng là dựng dưỡng liền một cái mênh mông càn khôn. Chỉ là chẳng biết tại sao, trùm lên một chút mông lung hôi vụ, như ẩn như hiện, càng như là từng luồng tử khí ở giật tán bồng bềnh. Không có một chút sức sống. T. Diệp Thần đáy lòng một cổ lạnh lẽo từ đỉnh đầu thẳng rót xuống, chẳng lẽ lúc trước gặp phải tất cả, đều là ảo tưởng. Hắn đánh từ trong đáy lòng không muốn tin tưởng, vậy suýt nữa đem mình bằng thây vạn đoạn 13 tôn vương tộc, là ảo ảnh bên trong u hồn. Diệp Thần hình ảnh trước mắt dần dần rõ ràng, tựa hồ có người trong bóng tối điều khiển, làm hắn thấy rõ cái này sương mù dày đặc mông lung hết thảy. Là trận pháp. Không không thời không cái này đạo trận pháp, khéo léo tuyệt vời mà sống, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không cách nào tham phá kỳ hình, thậm chí đến gần. Cũng suýt nữa bị vần quanh trong đó lực lượng kinh khủng kể cả hư không cùng vặn diệt tống táng đi. Hôm nay lại xem, vậy từng viên lóe lên khó hiểu phù văn trận đài, như ẩn như hiện lúc đó, lộ ra toàn cảnh. T. Hắn trợn to hai mắt, ban đầu vậy vô cùng thần bí trận đài, dường như là thương nhánh cây lá vậy, có ước chừng ngàn vạn số. Mỗi một lá, đều là lúc trước Diệp Thần hao hết tâm lực không được rình rập nửa phần một tòa trận đài. Mỗi một lá, kể cả cành cây to liền mạch lạc, đang lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Làm sao có thể? Diệp Thần không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy, một bụi dị tượng lộ ra trời cây lớn, chạc cây gian nâng lên một phiến thế giới. Thà nói là nâng lên, càng giống như là phong ấn. Đây phảng phất là thế giới thụ, lại phảng phất là phù quỷ mẫu xào hóa thành cây. Rất giống. Hô! Một màn này chân thực quá mức quỷ dị, một bụi trời cổ thụ. Cành lá cùng một nửa trà cây nâng lên cũng phong ấn một phiến không không thời không vô cùng phần nhỏ. Mà vậy cổ thụ cắm rễ chi địa, nhưng là một góc đồng quan. Đó là, ngay tại Diệp Thần trợn to trong mắt, muốn nhìn rõ hết thảy thời điểm, nhưng là chỉ gặp trước mắt một phiến đỏ thẫm ở ánh thấu. Không phải ta, đó là chư thương khung trụ ở nhuốm máu. Diệp Thần xem có thể đạt được cuối, ùn kéo đến mưa máu từ mỗi một cái không giữa khe hở tuột xuống. Hắn trước mắt, mông lung một phiến. Hụ hụ ho. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên, chợt một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, đứa nhỏ, tu vi nhỏ, còn dám dẫn dắt ta ý thức, xem vậy trời xanh bên trên. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần sau lưng cách đó không xa, đứng một vị trường bào cụ già, tóc bạc mặt hồng hào, nhưng cũng rất là gầy gò. Lúc trước thanh âm kia, cũng là do hắn phát ra. Đã bao nhiêu năm? Lại có người có thể bằng vào bất khuất thần hồn ý chí, dẫn động ta cái này nhất niệm, xem ra là thời điểm rồi. Cụ già tự mình lời nói, thỉnh thoảng ngước mắt quan sát mấy lần Diệp Thần, một hồi lâu sau nhẹ khẽ gật đầu nói, căn cốt và huyết mạch không tệ, có thể vì sao? Tu vi như vậy nhỏ yếu. Thấy người trước mắt ngay tức thì, Diệp Thần chính là toàn bộ tinh thần phòng bị, phương mới cảm nhận được vậy một cổ vượt qua tiên đế uy áp, chính là trước mắt cái cụ già này. Thằng nhóc, ta như muốn giết ngươi, sớm ra tay, tỉnh lại đi. Cụ già liếc Diệp Thần một mắt, còng lưng thân thể dứt khoát chắp tay sau lưng, hướng vậy một bụi trời cổ thụ đi tới, mấy cái lắc mình lúc đó, bóng người chính là dựa vào liền trong đó một đoạn trà cây trên, ung dung nhìn Diệp Thần. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có người tới, a? À, đúng rồi, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Thấy vậy lão nhân không có sát ý, Diệp Thần lúc này mới hơi có vẻ yên tâm. Nhìn dáng dấp tựa hồ hẳn cũng không phải là không không lúc nào không vậy một khối phía đối lập cường giả. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Diệp Thần nhẹ giọng nói. A, à, Diệp Thần à, người có thể gọi ta, lão tổ. Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, nói, lão tổ. Cái gì lão tổ, chẳng lẽ trước mắt vị cụ già này là. Huyễn môn lão tổ. Cụ già trước mắt Diệp Thần nhỏ ngưng động ánh mắt. Cũng là buồn bực nói, tình huống gì, huyễn môn con em đời sau, lại không biết ta năm xưa lưu lại răn dạy. Rất hiển nhiên, cụ già đem Diệp Thần làm đúng rồi huyễn môn đệ tử. Thằng nhóc, chớ có nhiều lời, người nếu có thể dẫn động ta cái này một luồng ý chí,
nói đến cũng là trong môn thiên kiêu, ta đây muốn nhìn một chút, ván này ngươi như thế nào phá. Cụ già không cùng Diệp Thần mở miệng giải thích, chính là đưa ra gầy nhom ngón trỏ, Diệp Thần theo ánh mắt nhìn lại, hiển nhiên chính là vậy cửu viêm ma chuẩn đám người bóng người. Oanh! Một chỉ điểm ra, Diệp Thần thần hồn ngay tức thì tản đi, không thấy hành tung. Cụ già tự lẩm bẩm, cái này đạo khảo nghiệm không phải ta chủ ý, trời cây có linh, đem vậy chết giới lần nữa thai nghén, như cửa ải này ngươi đều không cách nào phá cuộc, lão phu kia vậy không thể ra sức. Qua hồi lâu, lại là một tiếng thở dài. Sớm biết năm đó đến lượt đem vậy phiến thời không xóa đi mới đúng, vì sao phong ấn ở cây này bên trong, hôm nay lại la ó. Cụ già tức giận nói, đồng thời vậy ở đáy lòng bên trong cầu nguyện, Diệp Thần có thể ngàn vạn muốn thông qua khảo nghiệm à. Oanh! Diệp Thần tỉnh lại lần nữa, hắn con người tràn đầy kích động. Mới vừa rồi kết quả là mộng vẫn là ảo tưởng. Ta tựa như nắm giữ vậy đạo trận pháp. Trận pháp kia lại chính là phù quỷ mẫu sao còn dư lại bộ phận kia. Diệp Thần cười một tiếng, theo dưới chân hắn khẽ giơ lên dẫm một cái, một cổ minh mông lại bóng tối lực lượng lưu chuyển lên, theo thân hình hắn mở ra chuyển xê dịch lúc đó, vô số hắc ám phù văn, hòa lẫn cuồn cuộn hắc ám ma khí, còn có các loại cổ quái vặn vẹo ô nhiễm. Quế khí tức, cuối cùng hợp thành một cái to lớn xào huyệt, hình như là loại nào đó côn trùng trùng ổ, lại thật giống như là chân thực địa ngục. Bên trong dựng dục vô số quỷ bí đồ. Diệp Thần đầu óc bên trong hồi tưởng vậy trời cổ thụ hình dáng, chạc cây mạch lạc lưu chuyển, tuy không thể tinh thông, nhưng một phần vạn vẽ còn có thể làm được. Đột nhiên, Diệp Thần ngước mắt, nhìn về ngoài bầu trời, vậy tối om om cuồn cuộn khí thế đâm rách mây màu tới, đứng mũi chịu sào chính là cửu viêm ma chuẩn. Lệ! Cửu viêm ma chuẩn thét dài lên, hai cánh vung lên, liền có một tầng nóng rực vô cùng ngọn lửa trên không trung ngưng tụ. Hóa thành chín cầm nóng bỏng vô cùng lửa nhận, biến dạng không gian hướng Diệp Thần chém đi giết. Phá! Diệp Thần bàn tay một tấm, một cái cổ xưa lại bóng tối phù văn xung kích ra, trực kích cửu viêm ma chuẩn. Phù văn cùng cửu viêm ma chuẩn lửa nhận đụng nhau, nhất thời sinh ra kinh người va chạm nổ âm, mưa máu cùng lửa nhận hòa vào nhau, sinh ra mạnh mẽ vô cùng sóng trùng kích, tứ tán lan tràn ra. Thằng nhóc này, làm sao thực lực tăng trưởng như thế nhiều? Cửu viêm ma chuẩn con người bên trong hiện ra vẻ hoảng sợ, nó làm sao vậy không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, Diệp Thần thực lực lại có như vậy bay vọt. Ta còn sẽ cho ngươi càng nhiều kinh ngạc. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, vậy mẫu trong ổ hắc ám lực lượng toàn bộ hội tụ tại lòng bàn tay. Phù quỷ mẫu sao, thốn kinh, khai thiên. Cuồng bạo vô cùng, dã man hung mãnh kinh lực, cùng với mẫu ổ hắc ám lực từ Diệp Thần trên nắm tay bộc phát ra, không có chút nào lòe loẹt. Một quyền tuôn ra, chính là trời long đất lở, đại lộ chấn động. Diệp Thần một quyền này như đại tinh che trời, hung hăng đập rơi vào cửu viêm ma chuẩn nửa vách đá cánh trên, trực tiếp đem vậy tản ra trong suốt ánh lửa cánh đập mặc, máu tươi phun ra. Thu! Bị thương cửu viêm ma chuẩn tức giận gầm to, hai cánh mãnh vỗ mặt đất, nhảy lên một cái, hướng Diệp Thần nhào tới cắn. Nơi này đồng thời, Tề Thiên Ma Viên thân hình đã xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Phải đem hắn xé nát. Đi chết. Đồng dạng là cuồng bạo một quyền, hướng phía trước huy kích tới đây, mang theo tiếng gió gào thét, hư không phát ra từng cơn âm bạo triệt vang, chấn vỡ trăm ngàn dặm trùng điệp non sông. Tề Thiên Ma Viên một đôi mắt đỏ bừng, lóe lên đều là huyết sát lục vẻ, một quyền này, hắn là dốc hết liền toàn lực, phải đem người trước mắt hoàn toàn xóa bỏ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trên mặt như cũ duy trì bình tĩnh. Loại chuyện này hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được, cho nên, căn bản không có chút nào hốt hoảng, thậm chí đem sau lưng hoàn toàn bại lộ cho Tề Thiên Ma Viên. Cửu viêm ma chuẩn trên mặt lộ ra một chút cười gằn, cái này, hoàn toàn ở tự tìm cái chết, cho dù ai đều không thể chống cự Tề Thiên Ma Viên nhất kích. Nó thậm chí đã thấy, Diệp Thần bị một quyền đập thành thịt vụn cảnh tượng. Mà Diệp Thần vẫn còn là như cũ vẫn là đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc hướng cửu viêm ma chuẩn vọt tới. Chỉ là đưa tay về phía trước nhẹ nhàng hư giữ một cái. Oanh! Hư không vỡ ra. Một cổ mắt thường có thể thấy được rung động từ Diệp Thần phía trước lan truyền, ngay tức thì bao phủ nguyên phiến hư không. Nó cuồng bạo một quyền, ngay tức thì bị cái này đạo rung động cắn nuốt. Tề Thiên Ma Viên đều là sửng sốt một chút, mình nhất kích, lại xuyên qua cái đó vóc người gầy yếu bóng người, đánh chật. Cửu viêm ma chuẩn vậy đột nhiên quay đầu, nếu Tề Thiên Ma Viên thất bại.
vậy hắn liền muốn đem trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé xé thành mảnh vỡ, nhưng nó mới vừa quay đầu. Vô số mẫu ổ và phù văn ngưng tụ lưới lớn ngay tức thì bọc lại hắn. Hắc ám, là máu, địa ngục. Một giây kế tiếp, cửu viêm ma chuẩn liền bị hoàn toàn chiếm đoạt. Biến mất không gặp. Cái gì? Ngay trước Tề Thiên Ma Viên mặt, cầm cửu viêm ma chuẩn giết. Hắn là làm sao làm được? Còn lại không không thời không yêu tộc đều là kinh hãi, khó tin nhìn một màn này. Cửu viêm ma chuẩn thậm chí liền thực lực đều không từng hiện ra, liền bị chém. Tề Thiên Ma Viên cũng là cặp mắt trợn tròn, khó mà tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy các thứ này. Mình nhất kích, lại đánh chật, hơn nữa còn bị hắn chém cửu viêm ma chuẩn, cái này để cho nó không cách nào tiếp nhận. Cùng lúc đó, Diệp Thần khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, một hơi vô hình hắc động ở hắn quanh thân tránh thể. Trận pháp này cắn trả, vậy vô cùng là bá đạo. Ở một chớp mắt kia, hắn ý thức hoảng hốt, suýt nữa gặp nạn. Nhưng hắn không thể ngã. Diệp Thần ánh mắt nhìn lục tục chạy tới còn lại mười mấy người, con người đông lại một cái, nhẹ giọng nói, không không thời không yêu tộc. Bất quá như vậy, cửu viêm ma chuẩn bỏ mình, không thể nghi ngờ là một cái chấn nhiếp. Thượng không kịp thi triển thủ đoạn, chính là trước liền Diệp Thần nói. Phảng phất trước mắt hắn, chẳng qua là mười mấy đầu hung tàn xúc sinh thôi, tự xưng là cao quý, cũng không như thường khó thoát khỏi cái chết. Thằng nhóc, ta đây muốn xem, người còn có thể lật trời không được. Tề Thiên Ma Viên vô cùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Thần, tất cả mọi người trong lòng oán hận ý, đơn giản là giống như thực chất vậy ngưng tụ chung một chỗ, tựa hồ muốn đem Diệp Thần xé thành mảnh vỡ. Bọn họ đều là tới từ tại không không thời không yêu tộc, so sánh thế giới hiện thật, chỉ có kiêu ngạo. Hiện tại nhưng là bị như vậy một cái hèn mọn tiểu tử, nhìn xuống giễu cợt. Chúng như thế nào tiếp nhận như vậy sự thật, làm sao có thể cam tâm? Vậy thì đi thử một chút. Diệp Thần dửng dưng một tiếng, tiện tay vung ra lau một cái kiếm khí, mượn trận pháp lực lượng, kiếm mang lóng lánh, đem những người này tất cả đều bao phủ ở kiếm ý hạ. Luân hồi ý chí lại xuất hiện, mũi nhọn lộ ra, kiếm cương ngang dọc, đem hai đầu thực lực thấp kém không không yêu tộc ngay tức thì vặn cổ thành cặn bã, hóa thành một bãi than xương bể cùng thịt mi. Tên này có cổ quái. Tề Thiên Ma Viên cũng không phải là mãng phu, ở thấy được Diệp Thần quỷ dị thủ đoạn sau đó, cũng là lựa chọn cùng các vị cường giả có bao vây thế, vây mà không công. Còn có 9 cái sao? Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, vậy Thương Vũ Hạc cũng không ở trong đó. Còn dư lại, cũng chỉ có cái này Tề Thiên Ma Viên mạnh nhất. Còn lại, phần lớn ở Tề Thiên Ma Viên dưới. Một đám yêu tộc, còn thật coi mình là nơi này vương. Có ngon cứ tới, ta từng cái giết liền. Diệp Thần nhắc tới trong tay Luân Hồi Thiên Kiếm, mọi người ở đây lấy là hắn muốn trong lúc động thủ, nhưng là chỉ gặp hư không một hồi rung động tung lên, hóa là giới tử, không thấy tung tích. Chạy, chạy. Mấy vị không không lúc nào không yêu tộc chí cường tức miệng mắng to, một bên Tề Thiên Ma Viên nhưng là tròng mắt híp một cái, nói cái tên kia tựa hồ vô cùng là thiện trường không gian lực, chúng ta lại tìm kiếm, tìm được người sau đó, hai người kéo hắn, những người còn lại. Phong tỏa không gian. Huyễn đạo tôn tháp tầng 4 không gian. Nhìn dáng dấp, Diệp Thần và Nguyệt Như nha đầu, hẳn là vào vậy đài cao, sau đó, chính là cao hơn một tầng lầu. Tam trưởng lão nhìn gợn sóng không hiện đài cao, nhẹ giọng nói. Một bên tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn đại trưởng lão hình bóng, trầm giọng nói, đại ca, mặc dù chúng ta chẳng biết tại sao sẽ đối cái thằng nhóc đó mở cửa huyễn đạo tôn tháp, có thể hắn dẫu sao là luân hồi chi chủ. Nguyệt Như nhà đầu ta cũng sẽ không nói, nếu như vậy tiểu tử thật bằng vào một chút khí vận, từ trong tháp cao tầng mang xảy ra điều gì. Đại trưởng lão khoát tay một cái. Thẳng cắt đứt tứ trưởng lão mà nói, yên lặng sau một lúc lâu, cũng là trầm giọng nói. Tông chủ có lệnh, chúng ta tuân theo là được. Bất quá, có ít thứ, là nhất định phải ở lại tông môn. Cụ già thấp giọng, trong lời nói ánh mắt theo thứ tự quan sát qua đám người, không cho phép nghi ngờ. Tam trưởng lão trong mắt nhẹ mị, cũng không biết đang suy nghĩ gì, rất nhiều lời nói cuối cùng là hóa thành khẽ than một tiếng, chưa từng đáp lại. Đại ca ngươi mà nói. Ta rõ ràng, chỉ bất quá, chúng ta cũng là bức bách không biết làm sao. Dẫu sao bên trong tông môn, không cho phép có người siêu thoát tông quy, cho nên chuyện này còn cần muốn suy nghĩ kỹ một chút. Nếu thật đến một bước kia,
còn hy vọng ngài ra tay. Tứ trưởng lão tròng mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi, ánh mắt tỏ ý nói. Nghe được tứ trưởng lão mà nói, cụ già đáy mắt chỗ sâu lướt qua lau một cái lãnh ý. Ha ha, chuyện này không gấp, đến khi hắn từ huyễn đạo tôn tháp bên trong đi ra, tính toán tiếp đi. Hắn ánh mắt quét nhìn hướng đài cao phương hướng, trầm ngâm hồi lâu. Tứ trưởng lão gật đầu một cái. Hình ảnh quay về, Diệp Thần bên này. Diệp Thần mượn huyễn đạo tôn tháp trận pháp, cùng với Phật tổ chân kinh, phù quỷ mẫu xào, cẩm lý thiên phù các thủ đoạn, không ngừng tất cả đột phá. Hai tiếng sau đó, tê thiên ma viên nửa vách đá thân xác bị làm tan rã, nó gào thét muốn chạy trốn, có thể vẫn như cũ là không cách nào thoát khỏi, hoàn toàn bị phù quỷ mẫu xào và cẩm lý thiên phù lực lượng chiếm đoạt. 13 tôn cường giả, đã qua 12. Toàn bộ đều là vượt cấp đánh chết. Cái này cùng thành tích thả ở bên ngoài, đủ để náo động toàn bộ thái thượng thế giới, trước không có người sau cũng không có người. Diệp thần, mau tỉnh lại. Diệp thần ngươi không thể chết được à, muôn ngàn lần không thể bỏ lại ta. Trong sâu thẳm, Diệp thần nghe được Đinh Nguyệt Như lo lắng thanh âm, hắn lúc này đã không cảm giác được mình tồn tại, ở cổ lực lượng này dưới, chỉ là cảm giác được thần hồn càng ngày càng xa. Ngay tại hắn sắp tiêu vẫn để gặp, hấp hối ở quanh thân cuối cùng một món trận pháp ý tán loạn, thời không lực lượng ngay tức thì bạo tán ra, rối loạn khí lưu từ Diệp thần quanh thân tạo thành ước chừng 5 miệng hắc động, đang cùng ăn mòn tàn phá bừa bãi không không. Thời không giới lực đánh cờ. Lúc trước Diệp thần mặc dù có thể cùng vậy 12 tôn cường giả ngạnh hám, chính là cái này mấy hớp hắc động thay hắn rời đi chống đỡ tê thiên ma viên công kích. Hôm nay hắn thần hồn kế cận tán loạn, tự nhiên cũng không cách nào duy trì trận pháp vận chuyển. Vậy mấy hớp hắc động vết rách loang lổ, tùy thời sẽ sụp đổ. À, thật là không sợ chết ra hỏa. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, xuyên thấu lực thẳng đánh bể 5 miệng hắc động. Rắc rắc, rắc rắc, cướp sóng ngay tức thì nổi lên 4 phía, kịch liệt sức lực gió khỏa dậy Diệp thần vậy khô bại thân xác đáng hướng phương xa. Rất xa trên đỉnh núi, một bộ bạch sam trong im lặng hiện lên. Quả nhiên. Xem ra như muốn chân chính hồi phục, còn được lấy người cái này một chút luân hồi khí vận, cũng không biết hôm nay đi qua nhiều ít trở. Thương Vũ Hạc yếu ớt khẽ than một tiếng, nhìn phía trước ngàn vạn dặm tấc đất hóa thành cát vàng địa giới, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Luân hồi chi chủ, quả nhiên là có khả năng nhất đến không không lúc nào không tinh không bờ bên kia tồn tại. Xem ra chỉ có thể yên tĩnh cùng lực lượng này tự đi tản đi. Hắn đi ở đổ nát bên bờ. Quanh quẩn gian lộ ra bàn tay, chỉ là mấy tức quang cảnh, vậy nguyên bản huyết khí mạnh mẽ nhỏ non lòng bàn tay, chính là thêm mấy phần nếp nhăn. Lực lượng thật là bá đạo. Thương Vũ Hạc chân mày cao lại, luân hồi chi chủ, ai có thể nghĩ tới, người thiên huyền cảnh là có thể như vậy đáng sợ. Cho dù chúng ta thực lực không đạt tới đỉnh cấp lại có hạn chế, nhưng tiên đế vậy không làm gì được chúng ta. Các vị huynh đệ tốt, ta tận lực, có thể vẫn không thể cầm ngươi hài cốt mang ra ngoài. Hắn ánh mắt nhìn về cách đó không xa, vậy một tòa như gò núi nhỏ vậy cao vút di hài, đã bị gió thổi tản làm cho cốt xương đi hơn nửa, nhưng loáng thoáng có thể nhận ra, là cự viên hình dáng. Mấy trăm trượng cự viên, hôm nay vậy trần quy trần, đất quay về đất. Xin lỗi cầm các ngươi làm mồi câu, bất quá, ta sẽ vì các người thật tốt sống thêm một đời, luân hồi chi chủ, cũng phải chết. Thương Vũ Hạc dựng thân nơi đây, nhìn xa hư không ngoài bầu trời. Nhàn nhạt nói, quả nhiên, luân hồi chi chủ không hổ khí vận thêm thân, trận pháp kia, còn thật bị ngươi dò ngó đến một chút đầu mối. Trong nháy mắt, hắn đứng dậy xông về vô biên đại tinh bên trong, dựa vào lúc trước Diệp thần chiến đấu hơn tức yếu ớt cảm giác, lại là tìm được một tòa trận đài. Chính là chỗ này. Có ý tứ, xem ra, rất nhanh, ta liền có thể trở lại chân chính không không thời không. Thương Vũ Hạc khóe miệng vạch qua lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, một chỗ khác, ta không có chết. Không biết qua bao lâu, Diệp thần ở đổ nát bên trong tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở ra hai tròng mắt, đập vào mi mắt cảnh tượng để cho Diệp thần ngây tại chỗ, không dám tin tưởng mình lại không có chết. Thằng nhóc, coi là ngươi mạng lớn, xem ra chỉ có thể lần sau lại vì ngươi nhặt xác. Hoàng lão thanh âm vang lên, Diệp thần im lặng, hắn biết, là hoàng lão cứu mình. Vậy trêu chọc thanh âm, có chút yếu ớt. Diệp thần rõ ràng,
Hoàng lão ở đó loại tình huống cứu mình, tuyệt không phải tùy tiện. Lần sau là lúc nào? Diệp Thần cũng là nhẹ giọng hỏi nói, hắn lựa chọn hai bên quen thuộc nhất sống chung kiểu mẫu, hắn cũng không lộ ra vẻ lo âu. Nhưng lại chưa từng được đáp lại. Diệp Thần không nói nhảm nữa, lựa chọn tu bổ mình thương thế. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi, chính là phát hiện cái gì? Ừ, cách rất xa, Diệp Thần chính là thấy được một đạo ngồi xếp bằng bóng người, canh giữ ở hắn con đường phía trước chỗ. Một bộ thuần màu sắc bạch sam mười phần rõ ràng, hắn thấy Diệp Thần câu nói đầu tiên chính là tán thưởng nói. Không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên khí vận bất phàm. Diệp Thần tròng mắt đông lại một cái, Thương Vũ Hạc. Cái này trước mắt thần bí nam tử, chính là lúc trước một mực chưa từng lộ diện Thương Vũ Hạc, thẳng đến trừ hắn ra 12 vị yêu tộc toàn bộ chết trận, đều không gặp tung tích của hắn. Hôm nay nhưng là canh giữ ở trước đây đường, đặc biệt vì chờ Diệp Thần. Ở nơi này, vì chờ ta. Vì sao? Vì lấy tính mạng ngươi. Hiện tại vừa mới nghĩ trả thù, chưa thấy được chậm chút sao. Thương Vũ Hạc ngước mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không muộn, vừa vặn. Hơn nữa, ta cũng không phải là vì trả thù, hoặc là nói, vậy chỉ là một bên trong nguyên do một trong, cũng không phải là trọng yếu nhất. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái này, cho người cảm giác, cùng trước kia 12 tôn cường giả hoàn toàn không cùng. Ta thật là tò mò, các ngươi những thứ này không không lúc nào không đã bị tiêu diệt cái gọi là yêu tộc, làm sao sẽ lần nữa xuống thế. Huyễn đạo tôn tháp khảo nghiệm, thật đúng là đặc biệt. Diệp Thần nhìn trước mắt Thương Vũ Hạc, nhẹ giọng nói. À, Thương Vũ Hạc cũng là khóe miệng hoa dậy lau một cái độ cong, nói, xem ra ngươi đoán được. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì khảo nghiệm. Oanh! Ở một chớp mắt kia, Thương Vũ Hạc mi mắt lúc đó, tách ra ra ánh sáng rực rỡ trực bức chân trời, làm Diệp Thần cũng là ngẩn ra, hắn cảm nhận được liền sức sống. Cái này, cũng không phải là ảo ảnh. Làm sao có thể, còn sống? Thà hơn 12 tôn rơi xuống yêu tộc bất đồng chính là, trước mắt nam tử này, có cùng hắn độc nhất vô nhị uy áp, là có máu có thịt sinh linh. Ha ha ha, người đoán. Thương Vũ Hạc tròng mắt híp một cái, hướng Diệp Thần đánh tới. Oanh! Thương Vũ Hạc thẳng ra tay, cùng Diệp Thần chiến làm một đoàn, trình độ cao nhất lực lượng cuồng bạo cách ngàn dặm, dư âm vẫn là tầng tầng điệp rơi, xé ra một góc không gian, mơ hồ có thể gặp hỗn độn chảy loạn ở phun trào. Hai người giao thủ mấy lần, Diệp Thần thân hình đã bị đẩy lui mấy chục ngàn mét, mà Thương Vũ Hạc nhưng dâu ria không nhúc nhích. Hắn hơi thở như cũ xa xưa lâu dài, như là kịch liệt như vậy đánh giết, chỉ là vân đạm phong khinh vậy diễn trò mà thôi, nhìn lại Diệp Thần, thân hình tránh thể lúc đó, như du long vậy linh động, toàn bộ tránh ra Thương Vũ Hạc sát chiêu. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Thần âm thầm kinh hãi, cái này Thương Vũ Hạc thực lực so với trước ở huyễn đạo tôn tháp lúc sơ nhìn thấy thời điểm, mạnh không chỉ một điểm, thật là giống như là tựa như biến thành một người khác. Dù là Diệp Thần hôm nay thương thế khôi phục, vẫn là cảm thấy không nhỏ áp lực. So với kia Tê Thiên Ma Viên còn muốn lực lượng mạnh mẽ, nhưng là từ trước mắt cái này nhìn như còn trẻ nam tử nơi triển hiện. Nếu không phải chú ý đánh phải nhất kích, cho dù là hôm nay Diệp Thần, vậy tuyệt không dễ chịu. Không thể lực bính. Mặc dù Diệp Thần lòng như lửa đốt, trơ mắt nhìn Thương Vũ Hạc hướng mình liều chết xông tới, nhưng võ tổ đạo tâm nhưng là cũng không phân nửa sợ hãi, hắn đang không ngừng quan sát sơ hở của đối phương. Bành! Thương Vũ Hạc tốc độ quá nhanh, ngay chớp mắt đã vào tới Diệp Thần phụ cận, mang trưởng chính là đánh phía Diệp Thần ngực. Cái này một phát công kích thế tới hung mãnh, Diệp Thần căn bản không có né tránh cơ hội, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Thời không quy luật, thời không vách đá. Diệp Thần trong cơ thể trụ quang, quá vũ hai cái huyết mạch, năng lượng thúc dục, thời không quy luật tách thả ra, quanh thân phiến phiến phù văn nổ lên, từng cái thời gian cùng không gian quy luật, cấu trúc thành một mặt đồ sộ vách đá. Cái này đồ sộ vách đá, là thời không vách đá, có thời không đọng lại lực lượng vĩ đại. Rắc rắc, tiếng rên bên trong, thời không vách đá lại tại chỗ vỡ vụn, đồng thời, Diệp Thần vai phải xương cốt ngay tức thì nổ tung, thân hình cấp tốc về phía sau bay vút. À, Thương Vũ Hạc ánh mắt khều một cái, nhìn cách đó không xa cùng mình Diêu Tương nhìn nhau Diệp Thần, vậy vai phải vạt áo trên máu tươi như cũ không ngừng nhỏ xuống,
có thể ánh sáng rực rỡ toát ra, máu thịt sát như vậy sống lại. Tân Sinh Nguyên cái cánh tay phải lóe lên yêu kiều sáng bóng, như bạch ngọc thông suốt, Diệp Thần từ đầu đến cuối chưa từng lời nói, hai tròng mắt chăm chú nhìn trước mắt nam tử. Lại thương thế khép lại như vậy nhanh chóng, luân hồi huyết mạch quả nhiên nghịch thiên. Thương Vũ Hạc khẽ vuốt cằm, khóe miệng lưỡi câu xiết ra lau một cái tà mị nụ cười, khen, không hổ là luân hồi chi chủ, có thể chịu đựng ở ta nhất kích mà không chết người, cho dù là Vũ Hoàng cổ đế chỉ sợ cũng sẽ không như vậy ung dung. Người đủ để kiêu ngạo, cái này Thương Vũ Hạc, đích xác là một cái kình địch, thậm chí so ngày đó Tê Thiên Ma Viên hơn nữa đáng sợ, bởi vì đối phương hiện ra lực lượng, đã vượt qua Diệp Thần đối với tiên đế phạm vi nhận biết, hơn nữa đối phương có sức chiến đấu vậy. Tuyệt không phải dòng thế hệ, tầm thường tiên đế căn bản không cách nào mong đợi đạt tới. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, đáng tiếc là ngươi gặp không phải người khác, mà là ta, cho nên. Thương Vũ Hạc khẽ mỉm cười, thân thể lại lần nữa hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không gặp. Một khắc sau, Thương Vũ Hạc đột ngột xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, một cái tay khổng lồ lộ ra, tựa như côn bằng rực che đậy thương khung, hướng Diệp Thần hung hăng đè xuống. Một trường kia che đậy vạn dặm, tựa như cả tòa thế giới đều bị hắn bao phủ, nhéo vào lòng bàn tay bên trong, Diệp Thần chỉ cảm thấy được bốn phía một phiến đen nhánh, vô biên nguy hiểm đem mình gói lại. Phù quỷ mẫu sao, vạn kiếm thần tinh, dung hợp. Diệp Thần hôm nay không có lựa chọn, chỉ có thể vung hai tay lên, vạn kiếm thần tinh cùng phù quỷ mẫu sao, lập tức dung hợp một chỗ. Phù quỷ mẫu sao hôm nay cường đại hơn, hẳn hai người dung hợp vậy sẽ mạnh hơn. Nháy mắt tức thì, phù quỷ mẫu xào bên trong, tóe ra từng cổ một hắc ám sền sệt cổ quái chất lỏng, thấm vào đến vạn kiếm thần tinh bên trong, đem nguyên ngôi sao cũng nhuộm đen. Vạn kiếm thần tinh ngay tức thì sa đọa, đổi được hắc ám, phía trên mỗi một thanh thần kiếm, cũng hóa thành đen nhánh ánh sáng màu. To lớn hắc ám xào huyệt, bao quanh tinh cầu khổng lồ, tinh cầu ùng ùng ở trên trời chuyển động, ngay chớp mắt đã hóa thành một phiến đen nhánh. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần chợt khạc ra một ngụm máu tươi, phù quỷ mẫu xào và vạn kiếm thần tinh lại nữa dung hợp. Cái này, vì sao mất hiệu lực? Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này tựa hồ và huyễn đạo tôn tháp có chút quan hệ. Nhưng hôm nay không có cái này đạo lá bài tẩy, hắn thực lực tất nhiên thật to suy yếu. Chẳng lẽ muốn thử một chút kinh cức phương tỏa? Ngay tại Diệp Thần không biết nên như thế nào phá cục lúc. Hoàng lão thanh âm vang lên lần nữa. Thằng nhóc, ta nhớ người tựa hồ còn có một đạo lá bài tẩy, chính là võ đạo luân hồi đồ. Huyễn đạo tôn tháp là không gian pháp bảo, mà người võ đạo luân hồi đồ hồi nào không phải. Có lẽ mượn võ đạo luân hồi đồ có thể phá cục. Diệp Thần nghe được hoàng lão thanh âm, ngay tức thì vui mừng. Không do dự nữa. Võ đạo luân hồi đồ, mở. Diệp Thần hai tròng mắt hơi co lại. Một cổ vô hình uy áp hạ xuống ở mình trong lòng. Hừ, cảm giác được vậy cổ cảm giác bị áp bách, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Luân hồi hơi thở cuồn cuộn phun trào, ở sau lưng ngưng tụ ra một đạo ngân hà đồ quyển, đem thương khung chiếu sáng. Oanh, 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 ngân hà lóe sáng, sáng chói lóa mắt, mênh mông vô tận ánh sao soi giữa trời đất, để cho Thương Vũ Hạc thân hình hơi chậm lại. Nồng nặc kia lúc không gian chi lực. Giống như là một cái lưới lớn vậy, đem cái này cần phải thọt xuyên trời bạch hạc nam tử trói buộc. Diệp Thần công kích, ngay lập tức liền chặn lại Thương Vũ Hạc công kích. Ồ, lại có thể ngăn cản ta công kích, ngươi ngược lại là rất lợi hại, chỉ tiếc, Thương Vũ Hạc con ngươi có giúp một cái, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Theo Diệp Thần trụ quang huyết mạch cùng Thái Vũ huyết mạch lần nữa đột phá, võ đạo luân hồi đồ phong ấn lực lượng cũng là đổi được hơn nữa mênh mông. Nếu như nói lúc đầu bộ kia muôn vàn non sông bức họa có thể nhúc nhích càn khôn nói, hôm nay cái này bản đồ hành tinh, nhưng là có thể phong trời. Diệp Thần thủ đoạn đích xác rất huyền diệu, nhưng là hắn thực lực, dẫu sao chỉ là thiên huyền cảnh mà thôi. Ta chủng tộc thiên phú lực lượng cũng là không gian loại, người thủ đoạn lại nghịch thiên thì thế nào? Ở tuyệt đối lực lượng dưới áp chế, người như cũng không phải ta đối thủ. Thương Vũ Hạc lời nói tới giữa hiện ra hết ngạo sắc. Một bộ tự tin hình dáng. Không gian phép tắc lực lượng, ở đồng đẳng cấp đừng chúng, có thể phát huy ra lực lượng, đúng là bất phàm, nhưng Thương Vũ Hạc nhưng mà không thời không cường giả, hơn nữa tại không gian phép tắc thành tựu trên cao hơn tại Diệp Thần rất nhiều, điểm này là vô dong đưa. Nghi,
cho nên Diệp Thần võ đạo luân hồi đồ, căn bản mệt không ở hắn, vậy không làm gì được hắn. Sở dĩ có hiệu quả, là bởi vì là võ đạo luân hồi đồ bản thân đặc tính thôi. Ngươi nói là cái này mảnh không gian sao? Diệp Thần lãnh đạm nhìn một cái Thương Vũ Hạc, trong ngón tay ngân hà đồ quyển chấn động mạnh một cái, nhất thời lúc đó, từng trận kinh khủng hút kéo lực truyền khắp hư không, đem Thương Vũ Hạc thân hình vững vàng giam cầm. Cái gì? Thương Vũ Hạc sắc mặt đại biến, thân hình bị vững vàng giam cầm ở, liền dẫy dụa khí lực cũng không có, hắn trong lòng cả kinh thất sắc. Không gian phép tắc lực lượng làm sao sẽ quỷ dị như vậy? Ngươi là làm sao làm được? Thương Vũ Hạc đáy lòng tràn đầy kinh hãi, Diệp Thần một chiêu này không gian quy luật lực lượng đúng là làm hắn giật mình, có thể nói Diệp Thần cái loại này lực lượng, là hắn chưa bao giờ nghe thấy, cho nên hắn mới như vậy kinh ngạc. Nhưng Diệp Thần có thể không trả lời hắn vấn đề, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú hắn. Hắn mơ hồ cảm giác võ đạo luân hồi đồ, huyễn đạo tôn tháp, trụ quang huyết mạch cùng thái vũ huyết mạch tiến hành cộng minh nào đó, lúc này mới lớn mạnh như vậy. Thương Vũ Hạc thần niệm cảm ứng bên trong, mình thân hình đã dần dần biến mất ở nơi này phiến hư không, mà hết thảy các thứ này, tất cả đều là bái Diệp Thần ban tặng. Đó là, võ đạo luân hồi đồ. Thương Vũ Hạc hiển nhiên biết được một ít nhân quả, Diệp Thần có năng lực như vậy, tuyệt không phải hắn bản thân lực lượng, là vậy đồ quyển. Không nghĩ tới, luân hồi chi chủ trên tay lá bài tẩy quả nhiên không thiếu. Thương Vũ Hạc trong mắt mấy độ biến ảo, có tức giận, cũng có kích động cùng mừng như điên. Dưới mắt Diệp Thần chỉ có thể nắm giữ võ đạo luân hồi đồ trong đó bộ phận, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, là được nắm trong tay trong đó ẩn chứa bí ẩn. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ngươi là cái đầu tiên lãnh giáo võ đạo luân hồi đồ chân chính uy năng người, ngươi nói ta sẽ lưu lại ngươi sao? Ha ha ha, ngươi muốn giết ta, căn bản không có thể. Thương Vũ Hạc cười to, đối mặt đến từ võ đạo luân hồi đồ thời không uy áp, vậy sáng chói như sao sông vậy giết mang, hắn không thèm để ý chút nào. Oanh! Từng luồng thời không mang vậy chiếu xuống, cùng lúc đó, vậy muôn vàn đại tinh kinh hồng chớp mắt, nháy mắt tức thì thất sắc, tiêu trừ tại vô hình, cả tòa thiên địa rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Thương Vũ Hạc hài hước thanh âm vang vọng ở huyễn đạo tôn tháp bên trong. Ha ha ha, ngươi lấy là trận pháp kia, chỉ có ngươi biết. Cái gì? Liên liên Diệp Thần đều là trợn to con ngươi, ánh mắt bên trong lần đầu tiên có vẻ động dung, dù là lúc trước đối mặt như vậy ưu việt Thương Vũ Hạc, hắn cũng không có sợ hãi. Làm sao có thể? Bất quá là ta tạm thời đồ mô một chút quy tắc biến thành tàn trận, cũng chưa thành hình, tên này lại thủ đoạn cùng ta giống nhau như đúc. Thương Vũ Hạc lợi dụng trận pháp lực lượng, đem võ đạo luân hồi đồ cường tuyệt một đạo ngân hà phong ấn ánh sáng, miễn cưỡng rời đi. Lúc trước Diệp Thần chính là bằng vào thủ đoạn này, mấy lần tránh né Tê Thiên Ma Viên tập sát, lúc này mới đem vậy 12 tôn cường giả chém chết. Hôm nay Thương Vũ Hạc lấy người chi đạo còn trị người thân, làm sao có thể làm Diệp Thần không kinh ngạc. Hô, quả nhiên, luân hồi chi chủ khí vận, thật là liền được. Thương Vũ Hạc thân hình thoát khỏi võ đạo luân hồi đồ phong khốn. Trên hư không, vậy hai tay thua lập nam tử nhắm mắt vẻ tham lam hiện ra hết. Khó khăn trách móc bọn hắn 12 người liên thủ vậy không ngươi địch. Thương Vũ Hạc mở miệng nói, năm xưa những cái kia không biết sống chết lão gia lấy tự thân tánh mạng là người làm mai, đả thông thực tế và không không thời không một chút lỗ hổng, lợi dụng trận pháp kia cưỡng ép đem không không lúc nào không một ít yêu tộc từ không không lúc nào không chóc, phong. In ở này, làm ta cùng đếm tộc đều là hóa thành vong hồn ở chỗ này dạo chơi. Hắn nói tới này. Ánh mắt bên trong oán độc dẫn được cả tòa huyễn đạo tôn tháp bên trong, đều là dâng lên vô tận oán khí, trong sâu thẳm vậy bị Diệp Thần chém giết 12 tôn yêu tộc cường giả hư ảnh, cũng là như ẩn như hiện. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng run lên bần bật. Thì ra là như vậy. Huyễn đạo tôn tháp, hư hư thật thật giả giả. Hắn lúc trước làm mộng, chỗ đã thấy cảnh, chính là thật. Bụi cây kia cổ thụ phong ấn khu vực. Là có người lấy đại thần thông đem không không lúc nào không biến dạng mà gửi, là thật. Mà Diệp Thần ở chỗ này gặp hung hiểm, đều là ảo ảnh, vậy 12 tôn cường giả, bao gồm trước mắt Thương Vũ Hạc, hẳn là ở đó viễn cổ lúc đánh một trận, cũng đã toàn bộ rơi xuống oan hồn. Huyễn môn lão tổ, lại có thủ đoạn như vậy. Diệp Thần đầu óc bên trong hồi tưởng lại cái đó ngồi tại thế giới dưới tàng cây tướng mạo xấu xí cụ già, trong mắt nhẹ nhàng khẽ run, thật là ác độc thủ đoạn.
chóc liền nhất giới, muốn đến hẳn là được rồi, tàn sát toàn bộ sinh linh sát phạt cử chỉ, vạn tộc hết thảy, đều bị chém chết. Khó trách không không lúc nào không cùng thế giới hiện thật, cổ kim tới, sẽ là như vậy nước lửa không dung cục diện. Khó trách đạo đức thiên tôn phải bảo vệ thế giới hiện thật mồi lửa. Diệp thần trong mắt lóe lên nhỏ mang, chẳng biết lúc nào, sâu trong nội tâm một món chiến ý trời tự nhiên nảy sanh, trực diện Thương Vũ Hạc, mở miệng nói. Mất tộc mà thôi, lại chém ngươi một lần lại ngại gì? Thương Vũ Hạc ánh mắt bên trong thoáng qua mấy phần vẻ độc ác, nói, mất tộc. Có lẽ đi. Bất quá, qua hôm nay, ta đem lần nữa trọng lâm thế gian. Diệp thần ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nói trọng lâm. Ngươi! Hắn trong nháy mắt nghĩ đến, trước mắt cái này tên điên cuồng, cũng không phải là muốn mượn vậy một chút trận pháp giật tán phân nửa quy tắc lực, đoạt mình khí vận mưu toan trọng tu chứ. Còn thật là mộng tưởng hảo huyền. Diệp thần trong nháy mắt rõ ràng liền trước sau nhân quả, khó trách tên này cùng trước kia 12 tôn cường giả không cùng, lúc đầu đã là đi lên con đường này. Vừa là vong hồn, nên đàng hoàng tan thành mây khói, cùng ngươi vậy lão tổ tông vậy, trần quy trần đất quay về đất. Diệp thần đối mặt ỷ mình rất cao Thương Vũ Hạc, ngẩng đầu nói. Ha ha ha, Thương Vũ Hạc nghe vậy nhưng là cười to, may mà ngươi, có lẽ sau này, ta chính là mọi người trong miệng luân hồi chi chủ. Phải không, Diệp thần lạnh giọng hỏi ngược lại, ta đây là hy vọng ngươi có thể sống được. Ngươi không phải tự nhận thiên phú hơn người sao, liền do ta tới dạy một chút ngươi cái gì gọi là chênh lệch đi. Thương Vũ Hạc lạnh lùng hừ một cái. Hắn giơ tay lên gian liền ngưng tụ ra một chuôi màu vàng súng trường, hướng Diệp thần đâm tới đây. Diệp thần không dám khinh thường, vận dụng luân hồi huyết mạch lực lượng cùng với luân hồi thiên kiếm nghênh hướng vậy một súng. Keng! Hai bên triển khai va chạm kịch liệt, một cổ minh mông vô cùng lực lượng chập chờn tràn ra, toàn bộ huyễn đạo tôn tháp kịch chấn. Bất quá, Diệp thần dẫu sao chỉ là một người. Hơn nữa Thương Vũ Hạc thực lực, so với Diệp thần muốn mạnh không ít. Hắn quơ trong tay súng trường, một sóng tiếp theo một sóng, một đợt cao hơn một đợt lực lượng, không ngừng hướng Diệp thần cuốn sạch qua đi. Diệp thần mặc dù có thể ngăn cản, nhưng mỗi một lần va chạm, cũng sẽ bị chấn động hơi thở chấn nhiếp, không chỉ là tâm thần, thậm chí liền thân xác đều ở đây dần dần nổ tung, xương cốt không ngừng nổ vang. Đây chính là cảnh giới chỗ chênh lệch. Diệp thần mặc dù có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng là trước mắt cái này, quá mạnh mẽ. Cái này cùng chênh lệch, cho dù là dựa vào ngoại vật chí bảo đền bù, cũng là quá gượng gạo. Oanh! Hàng loạt nổ đùng tiếng, truyền khắp toàn bộ huyễn đạo tôn tháp. Diệp thần thân hình không ngừng lui về phía sau, nhưng mỗi một lần va chạm, cũng sẽ mang đến một loại biến dạng vậy đau nhức. Hắn cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chống cự, nhưng mỗi một lần va chạm, đều sẽ có máu tươi từ mình thân thể đãng vẩy, nhuộm đỏ áo quần. Tiếp tục như vậy. Sớm muộn sẽ không nhịn được. Diệp thần không cam lòng, mình tuyệt đối không cam lòng thua ở trước mắt cái này trong tay. Ta là sẽ không bại trong tay ngươi ở giữa, cho dù ngươi là không không thời không chí cường, ta cũng muốn chém ngươi cái này vong hồn. Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, luân hồi máu tươi cháy, thiên kiếm sử dụng, trảm thiên cửu kiếm mãnh giết ra, đạo đạo sắc bén kiếm khí bén nhọn, như thác vải vậy chém chết hướng Thương Vũ Hạc. Đến lúc đó, Thương Vũ Hạc lại nữa ép sát, ngược lại thì nhìn mình có chút hư hóa bốc lên thân xác, cái này cùng cuồng bạo dưới áp chế, liền hắn đều có chút nỏ hết đà cảm giác. Diệp thần suy đoán cũng không sai, Thương Vũ Hạc mình vậy đang cháy lực lượng, cưỡng ép tăng lên cảnh giới mà chiến, vì chính là mau sớm chém chết Diệp thần. Nháy mắt tức thì, Thương Vũ Hạc thân thể, hóa thành một cái trắng như tuyết thần hạc, bạch hạc hai cánh mở ra che khuất bầu trời, một tiếng thét dài, chấn động vân tiêu. Bạch hạc đáp xuống, tốc độ cực nhanh, ngay chớp mắt liền vọt tới Diệp thần phụ cận, há miệng ấp úng lúc đó, hạo nhiên trong thiên địa một món đạo vận bị hắn chiếm đoạt hầu như không còn. Diệp thần cảm giác mình thân thể nhẹ một chút, một cổ mãnh liệt cảm giác hôn mê tấn công tới. Ngươi có biết, ngươi nhân quả khí vận, huyết mạch ngươi, đúng là thuộc về ai? Thương Vũ Hạc lạnh lùng mở miệng. Thuộc về ai? Luân hồi huyết mạch, chỉ bằng ngươi con súc sinh này cũng dám tiếp. Diệp thần dửng dưng cười nói, những năm này ta một mực đang cố gắng tăng lên chính ta, vô số lần vùng vẫy ở bên bờ tử vong. Huyết mạch này và khí vận lực, người tiếp nhận dậy sao? Diệp thần trong lòng,
thật ra thì đã sớm đem Thương Vũ Hà coi là nhất đối thủ mạnh mẽ, mặc dù lúc đó hắn chỉ là một đạo oán niệm vong hồn, nhưng dẫu sao là đã từng là không không lúc nào không vương tộc, cũng coi là vậy một vực thế hệ trẻ người xuất sắc. Nhưng nếu là tranh vận và huyết mạch, trừ hắn ra, không người có thể dòm ngó. Võ tổ đạo tâm. Diệp Thần con người chớp mắt, trong cơ thể phun trào ra một cổ kỳ diệu lực lượng, một cổ minh mông bao la ý chí võ đạo ngay lập tức tràn ngập ở toàn thân. Ý chí võ đạo, là một loại cùng bẩm sinh tới lực lượng, nhưng cũng không giống tầm thường lực lượng. Thế gian đạo tâm, võ tổ kinh khủng nhất. Võ tổ mặc dù bị khốn đốn không không lúc nào không, nhưng không không thời không vô số trí cường sợ hãi không phải võ tổ võ học, mà là võ tổ đạo tâm. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần thân thể, giống như một viên sáng chói tinh thần vậy chói mắt, hắn đứng tại trong hư không, chung quanh đại thế bị hắn trong giơ tay nhấc chân khí thế cho nơi phong cốc, không cách nào đến gần. Giờ khắc này Thương Vũ Hạc, mơ hồ phát giác bất an, đối phương lực chiến có lẽ cảnh giới không bằng hắn, nếu thật là võ đạo cảm ngộ, thậm chí đã sớm vượt qua hắn. Giả thần giả quỷ. Thương Vũ Hạc cố đè xuống trong lòng hốt hoảng, quanh thân hơi thở cuồng bạo nhô lên, trắng như tuyết linh vũ căn căn đảo thụ, há miệng muốn hành nuốt trời cử chỉ. Hướng chết mà sinh giác ngộ, người có từng có. Người một người thất bại, một luồng vong hồn, cũng dám xính bàn về đoạt luân hồi huyết mạch tạo hóa, tranh cái này nhất thế thiên địa khí vận. Diệp Thần sau lưng, võ đạo luân hồi đổ sáng chói lóe lên ánh sao, vô số quần tinh diễn hóa một màn thiên đồ, hóa thành minh mông bạc mưa trải lạc thiên tế, tung lên một bộ phó cái bóng ngược. Chư thiên xa vào, thế giới bị đánh xuyên, cách bờ bên kia nhìn nhau vũ trụ bên trong, một bụi trời cây lớn bị miễn cưỡng lột một nửa, lưu lại một nửa khô bại cành khô vẫn đang cố gắng tản ra sinh mạng hơi thở, là nam tử tự chữa thân thể không lành lặn. Một đạo hư ảnh chìm nổi giữa trời đất, mấy đầu thần thú thi thể vây quanh ở bên người hắn cho dù chết trận, cũng không từng ngã xuống, có thể đánh giết trạng, vững vàng đem hắn bảo vệ ở trung tâm. Có kỳ lân, có chân long, còn có máu phượng, rên rỉ vượt quá, nhưng cũng không hối hận. Cho dù là chết, vậy vậy hết sức máu tươi bảo vệ hắn bình an, xen lẫn toát ra đủ loại sặc sỡ ánh sáng rực rỡ, tắm vậy đổ nát thân xác. Ken két rồi. Nam tử tọa hạ một hơi loang lổ hắc quan mơ hồ nhốn nháo, vô tận hoang vu nghiệp lực tràn ngập, chiếm đoạt hư không, luyện hóa vũ trụ, ở tập vạn vật căn bản, là hắn kéo dài tánh mạng. Chiến. Một tiếng sáng nhưng lại khàn khàn gào thét, xuyên qua thiên địa, chấn vỡ vạn dặm sơn hà, bảy thước người đàn ông phù diêu 90.000 dặm, hướng phương xa lướt đi. Hình ảnh trước mắt thiêu đốt Thương Vũ Hạc hốc mắt, hắn vành mắt sắp nứt, thân hình run lên, trong lòng chấn động. Cái này một cảnh, cơ hồ chính là ngay tức thì đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến, nam tử kia không thấy rõ tôn dung, nhưng là uy nghi không thể khinh nhờn. Cái này một chữ chiến, vậy để cho Diệp Thần trên mình tựa hồ thiêu đốt lên liền hừng hực ngọn lửa, hắn ngửa mặt trông lên thương khung, đôi mắt mở phẫn nộ, cả người bắn tán loạn ra vạn trượng kiếm mang, một kiếm chém rách thương khung. Cái này trời bên trên, Thương Vũ Hạc Thương Vũ rực mãnh liệt vỗ, hắn thân thể bay vọt lên, hóa thành lau một cái sao rơi vạch qua thương khung, hung hăng đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần quanh thân lóe lên kiếm mang, liền liền trên nắm tay vậy mơ hồ có phá thiên vậy kiếm ý tràn ngập, sáng chói lại chói mắt, tựa hồ hóa thành thiên đạo, cùng Thương Vũ Hạc bóng người kịch liệt đụng. Trời tan vỡ, sơn xuyên sụp đổ. Hai đạo thân ảnh lần lượt thay nhau, sống chết đánh giết, miễn cưỡng biến dạng một cái bạch hạc cánh, mưa máu rủ xuống chân trời, giống như tứ hải nước rót ngược, mười phần khiếp người. Thương Vũ Hạc thân hình run lên bần bật, ở trong hư không vạch ra một đạo lảo đảo đường vòng cung, ổn định thân hình sau đó, lần nữa mãnh liệt cua múa độc cánh, hướng Diệp Thần liều giết tới. Cái này Thương Vũ Hạc thân thể quá mức khổng lồ, tốc độ vừa nhanh, hơn nữa hắn thân thể vững chắc vô cùng, nếu không có thể đem ở chỗ này đem hắn chém chết, như vậy thì là Diệp Thần bị hắn biến dạng. Nhưng giờ khắc này Diệp Thần nhưng không sợ hãi chút nào, thân hình búng một cái, chân đạp hư không, thân như du long, giống như một chuôi lợi kiếm, vắt ngang hư không. Diệp Thần tốc độ nhanh, nhưng là Thương Vũ Hạc tốc độ nhanh hơn, hắn móng vuốt ác liệt vô cùng. Ta không cam lòng. Thương Vũ Hạc phẫn nộ quát. Thương Vũ Hạc là không không lúc nào không Thương Vũ tộc truyền thừa, là vậy Thương Vũ hoàng tộc, là Thương Vũ tộc trẻ tuổi trong đồng lứa duy nhất một tôn vô địch tồn tại. Niềm kiêu ngạo của hắn, là tuyệt không cho phép bất kỳ một người nào đồng tộc vượt qua tại hắn. Hắn sau lưng,
một phiến đen thui như mực, tựa như liền trong thiên địa hắc ám cũng cắn nuốt, chỉ còn lại vậy một phiến phiến âm hàn, khí thế kinh khủng, giống như từng chuôi lưỡi đao sắc bén, cắt rời bầu trời. Cái này một phiến bóng mờ, là hắn lãnh vực, một chuôi đen nhánh nhận, một khi chém ra đi, đủ để đem toàn bộ thương khung chém là mạt vụn. Mà lúc này, hắn huy động chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần trong con ngươi thoáng hiện ra lạnh như băng hàn mang. Trong tay hắn luân hồi thiên kiếm nắm chặt, từng đạo luân hồi ý ở trên thân kiếm quanh quẩn, rất nhiều vậy diễn hóa hư ảnh chưa từng có từ trước đến nay thế. Một kiếm này, tựa hồ muốn xuyên qua thương khung. Làm sao có thể, không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Thương Vũ Hạc Lệ, giống vậy, vậy tôn không thể leo tới phụ hư ảnh giống như là đại sơn vậy đè ở hắn trong lòng, để cho hắn không thở nổi. Đoạt khí vận. Hắn lúc này, liền hai mắt nhìn nhau một cái tư cách cũng không có. Một tiếng kinh thiên vang lớn truyền tới, Diệp Thần và Thương Vũ Hạc thân hình đều là lùi lại ba bước. Đây là bọn họ một lần nữa va chạm, hai khí vận của người lực va chạm, uy lực nổ tung, làm cho hư không vặn vẹo, mặt đất run rẩy. Đây là luân hồi nhân quả va chạm, là thiên địa quy tắc tới giữa tỷ đấu. Ta không phục. Thương Vũ Hạc gầm lên, hắn sau lưng bóng mở lần nữa tàn phá lên, phá vỡ hư không, chém về phía Diệp Thần. Nhưng vào giờ khắc này, Diệp Thần sau lưng giống vậy bay lên dị tượng, thánh thú di hài, nửa bụi cây thế giới thụ, một góc đồng quan, đồng loạt lóe lên nhỏ mang. Oanh! Thương khung chấn động, hư không bể tan tành, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, tạo thành một đạo cực quang, chiếu sáng toàn bộ trời. Diệp Thần thân thể hơi đung đưa, khóe miệng tràn ra một món máu đỏ tươi, nhưng lại không lùi mà tiến tới, trong tay Trảm Thiên Cửu Kiếm toát ra vạn trượng ánh sáng. Hủy diệt kiếm, Trảm Thiên Cửu Kiếm, ngưng. Diệp Thần thân hình chớp động, giống như quỷ mị, một kiếm đâm vào Thương Vũ Hạc ngực. Trùng Dương chân nhân cho hắn Thiên Đế năm suy kiếm một trong, hắn thật ra thì cũng không hoàn toàn nắm giữ. Nhưng chẳng biết tại sao, và Thương Vũ Hạc chiến đấu, cùng với cái này Huyễn Đạo Tôn Tháp trận pháp, cho hắn một chút cảm ngộ. Một kiếm này, tuy không phải hủy diệt kiếm, nhưng lại có một chút hủy diệt kiếm ra lông. Phốc suy. Máu tươi văng tung tóe, Thương Vũ Hạc trợn to hai mắt, tựa hồ không dám tin mình gặp gỡ. Diệp Thần trong tay luân hồi thiên kiếm rút ra, máu tươi đỏ thắm phún ra ngoài, to lớn bạch hạc hung lệ, từ trên bầu trời rơi xuống. Diệp Thần lãnh đạm nhìn một cái Thương Vũ Hạc, chính là bước ra một bước, nói, như vậy nhân quả, ngươi lấy cái gì tới chịu đựng. Cho dù là dơ ngươi Thương Vũ toàn tộc tánh mạng, cũng khó mà tắm rửa máu này cướp thù. Thương Vũ Hạc ngã xuống đất không dậy nổi, hơi thở uể oải, hiển nhiên là bị trọng thương. Chết đi! Diệp Thần lạnh giọng hai chữ, ánh mắt sắc bén như đuốc. Muốn giết ta, người vậy được chết. Thương Vũ Hạc bính kính phối hợp thân giải số, cũng phải kéo Diệp Thần chôn theo. Diệp Thần không nhanh không chậm, hắn trong mi tâm, một đạo sáng chói kim quang tách thả ra ra, hóa thành một cái màu vàng kim vòng xoáy. Đem Thương Vũ Hạc dựa vào địa thế hiểm trở chống cự toàn bộ công kích cũng cắn nuốt đi. Không, đây là lực lượng gì? Thương Vũ Hạc không khỏi kinh hãi. Cổ lực lượng kia, giống như là chiếm đoạt mình lực lượng vậy, đem hắn lực lượng tất cả đều hút thu vào. Diệp Thần không có giải thích, hắn trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lần này, Diệp Thần lại nữa chút nào lưu luyến, khẽ giơ lên kiếm trong tay, nhắm thẳng vào Thương Vũ Hạc cổ họng, đem một kiếm xuyên thủng liền đi. Phốc suy. Thương Vũ Hạc trợn to hai mắt, hắn thân hình đột nhiên cứng ngắc ở, hắn thân thể đang không ngừng vặn vẹo, dần dần đổi được hư ảo. Nhưng hắn còn chưa có chết, hắn còn không có hoàn toàn tiêu tán. Vậy đã là lại không thần trí một đạo niệm lực, trải qua hồi lâu không chịu tản đi, cho dù là Diệp Thần, cũng không cách nào cưỡng ép xé bỏ. Dẫu sao Huyễn Môn lão tổ viễn cổ lúc trận chiến ấy. Cơ hồ đem vậy một nhỏ phiến thời không nơi có sinh linh toàn bộ tàn sát hầu như không còn, cái này niệm lực quy về Thương Vũ Hạc các người thân, xa không hắn bây giờ có thể giải quyết. Có thể như để mặc cho bỏ mặc, nghìn năm sau đó, hết thảy lại đem tái diễn, ở nơi này Huyễn Đạo Tôn Tháp tầng trên trong không gian, vậy bao gồm Thương Vũ Hạc ở bên trong 13 tôn cường giả, vẫn là sẽ do cái này niệm lực diễn hóa, lại đến cái này phiến mặt đất. Oán niệm thật là sâu, vạn năm trước đã chết người. Làm sao cố chấp tại bây giờ thế nào? Diệp Thần thản nhiên nói, cũng không chịu tán, vậy hãy đi theo ta đi, một ngày kia ta bước lên không không lúc nào không,
thả ngươi hồn quay về cố thổ. Tiếng nói rơi xuống, vậy một món linh hồn ánh sáng từ Thương Vũ Hạc trong cơ thể vọt ra, ở trong hư không bay lượn quanh quẩn. Diệp Thần trên mình xông ra vô số ánh sáng, nhưng ánh sáng này hóa thành ti ti lũ lũ dây thừng, quấn quanh hướng vậy một món linh hồn ánh sáng. Diệp Thần đem cái này một món linh hồn ánh sáng bắt, thu vào trong đan điền. Thương Vũ Hạc mặc dù không có linh hồn đóng dấu, nhưng Diệp Thần như cũ có thể cảm giác được hắn thân thể đang từ từ đổi được hư không mờ ảo, thẳng đến cuối cùng biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, thu thập xong tâm tình, chuẩn bị rời đi mảnh chiến trường này. Không lâu sau, hắn xoay người nhìn xem vậy bị đánh nát chiến trường, trong lòng ngầm thán, không hổ là Thương Vũ tộc, cái này một phiến chiến đấu dấu vết cực kỳ sâu nặng, sợ rằng tiên đế dưới cường giả bị cuốn vào, đều khó may mắn tránh khỏi. Hắn và Thương Vũ Hạc chiến đấu, đã làm được chỗ tòa này không gian mình đầy thương tích, không cái nghìn năm, không cách nào khôi phục nguyên khí, dưới mắt nơi này, tự nhiên vậy không cách nào so sánh ngoại giới cái gọi là ngày đó quang cảnh, để 10 năm khổ tu. Diệp Thần cảm thụ tự thân hơi thở, như vậy thảm thiết đánh giết, cách đột phá càng ngày càng gần. Xem ra đợi tiếp nữa, vậy không có ý nghĩa. Đi thôi. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Hả? Đột nhiên, Diệp Thần híp lại cặp mắt, thấy trên một tấm bia đá có khắc ba cái chữ to cổ xưa. Mà đây tòa đột ngột xuất hiện bia đá, chính là lúc trước vậy Thương Vũ Hạc thân xác tiêu tán chỗ vô căn cứ xuất hiện, Thiên Mệnh Bia. Cái này ba chữ to, để cho Diệp Thần sửng sốt một chút. Ngày này Mệnh Bia tồn tại, Diệp Thần nghĩ tới Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ. Bất quá cũng không phải là chỉ Nhâm gia Thiên Mệnh. Năm đó Nhâm Phi Phàm nói tới qua một chút. Truyền văn Thiên Mệnh trên bia Thiên Mệnh Phù Văn, đại biểu tương lai thiên đạo quỹ tích, là thiên đạo quy tắc trên một loại biến số. Nhưng là, ở Thương Vũ tộc cái này một phiến trong chiến trường, Diệp Thần lại là lần đầu tiên thấy ngày này mệnh bia. Khó trách vậy Thương Vũ Hạc gặp mặt cái khác oán lực không cùng, mưu toan sống lại. Xem ra, đó chính là ngày này mệnh bia mang tới biến số. Chẳng lẽ cái này huyễn đạo tôn tháp cơ duyên, liền là chỉ cái này một tòa thiên mệnh bia. Diệp Thần lăm le, đây chính là đồ tốt. Hắn lúc trước cùng Thương Vũ Hạc nói nhân quả khí vận, tuy bàng bạc nhưng vậy tất cả đều thực nói, luân hồi chi chủ nhân quả, người bình thường dính, hơi lơ là cử tộc bụi bay chôn vùi vậy lúc có. Huống chi Diệp Thần mình, mỗi một lần đều là cùng tử thần sát vai. Như ngày này mệnh bia coi là thật có như vậy kỳ hiệu, có lẽ tương lai có thể rõ ràng hẳn phải chết khốn cục vậy nói không chừng. Đứa nhỏ, đừng suy nghĩ, ở trước mắt ngươi chỉ là một khối bia bể thôi, trừ phi ngươi gom đủ còn thừa lại mấy khối, nếu không đối ngươi cũng khó có sức hồi thiên. Ngay tại Diệp Thần tự định giá thời điểm, sau lưng lại truyền tới chính là đầy đủ kinh bể dâu vậy tiếng cười, hắn theo bản năng quay đầu lại, chỉ gặp hư không dưới, một đạo còng lưng bóng người đang hướng hắn vẫy tay. Tiền bối. Diệp Thần bừng tỉnh, trước mắt cái cụ già này, không phải là lúc trước trong mộng chỉ điểm mình cụ già sao? Huyễn môn lão tổ. À, lão phu lúc trước chỉ điểm tại ngươi, là hy vọng ngươi phá cuộc, chưa từng nghĩ ngươi lại không phải ta người trong huyễn môn, mà là luân hồi chi chủ. Cụ già không chớp mắt đánh giá Diệp Thần, một hồi lâu sau lẩm bẩm một tiếng, là người khác đồ làm đồ cưới à.